chương 1633, lão lục chạy mau hai. Huyết hà lão tổ hừ lạnh một tiếng, lực lượng khí huyết ẩm ẩm bộc phát, ngưng tụ thành một mũi tên máu. Lục Giang Hà đang định dùng huyết thần ma công phân giải mũi tên máu này, nhưng không ngờ mũi tên máu như xuyên qua không gian, trực tiếp vượt hư không, một khắc sau đã xuyên thủng trái tim của Lục Giang Hà. Khoảnh khắc này, máu tươi bắn ra, nhưng Lục Giang Hà lại cố gắng niết ấn quyết thu hồi máu tươi bắn ra vào người, không ngờ tốc độ lại tăng cường thân hình lập tức chui vào trong thương nam phủ, Huyết Hà lão tổ sắc mặt âm trầm, hắn cũng không ngờ đối phương lại dẻo dai như vậy, nói chính xác hơn đối phương đã nghiên cứu đạo về khí huyết tới cực hạn, khí huyết chính là sinh cơ cho nên mới có thể bộc phát liên tục như vậy. Nhưng càng như vậy, hắn càng khao khát huyết thần ma công của Lục Giang Hà. Nhưng lần này Lục Giang Hà đã bỏ chạy, hắn không còn cơ hội, Huyết Hà lão tổ có không cam lòng cũng phải rời khỏi. Lúc này trong Thương Nam phủ, phần lớn mọi người đang bế quan, vẫn là Mai Khinh Liên xử lý tạp vụ. Cô đột nhiên cảm giác thấy một luồng lực lượng rối loạn mang theo hơi khí huyết xông tới, Mai Khinh Liên lập tức buông sự vụ trong tay xuống ra ngoài xem xét, kết quả lại thấy Lục Giang Hà thê thảm đứng trước cửa, khí huyết đã suy yếu tới cực hạn, máu tươi dính đầy người, trước ngực còn một lỗ máu lớn. Thấy Mai Khinh Liên, Lục Giang Hà nhếch miệng nói rất yếu ớt. "Mẹ nó, lần này ông đây lỗ to rồi." Vừa dứt lời, Lục Giang Hà trực tiếp mất ý thức phịch một tiếng ngã xuống đất. Suy nghĩ cuối cùng của mình là nữ nhân có tu vi cao siêu cỡ nào cũng không đáng tin cậy, vì sao phản ứng đầu tiên của Mai Khinh Liên là che miệng hét lên chứ không phải đến đỡ hắn, khiến hắn ngã lăn quay thế này. Trong phủ quận trưởng, phong bất bình mân mê trên người Lục Giang Hà cả nửa ngày, sở hưu và tất cả mọi người đang bế quan đã ra ngoài. Sắc mặt nghiêm nghị nhìn Lục Giang Hà ở chính giữa. Khi vừa chứng kiến dáng vẻ thê thảm của Lục Giang Hà, Sở Hưu rất phẫn nộ, những người khác cũng vậy. Tuy Lục Giang Hà miệng lưỡi khá thối, tính cách cũng thiếu đứng đắn, nhưng không thể phủ nhận là hắn đã giúp đỡ Sở Hưu rất nhiều trong giai đoạn đầu, có thể nói là tâm phúc trong tâm phúc của Sở Hưu. Kẻ nào động tới hắn cũng tức là đánh lên mặt Sở Hưu, cho dù là ai cũng phải trả giá đắt. Một lúc lâu sau, phong bất bình đứng lên nói đại nhân lục đường chủ không sao tuy thương thế của hắn rất nghiêm trọng đổi lại là người khác đã chết chắc nhưng huyết thần ma công của lục đường chủ cực kỳ thần dị tất cả sinh cơ được phân tán vào mỗi giọt khí huyết cho nên đừng nói trái tim vỡ nát cho dù mất đầu chỉ cần chân linh không bị tiêu diệt hắn sẽ không chết nhưng lần này hắn tổn thất rất nhiều khí huyết e là cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục vậy vì sao hắn còn chưa tình phong bất bình suy nghĩ một chút rồi nói vì khí huyết tổn thất quá nghiêm trọng nên lục đường trụ ẩn giấu chân linh của bản thân trong khí huyết dựa vào đó để bảo hộ đây là một phản ứng vô thức nhờ tu luyện huyết thần ma công dù sao tuy thân thể rất quan trọng nhưng chân linh mới là quan trọng nhất bây giờ hoặc là chờ thêm một thời gian đợi cơ thể hắn chậm rãi khôi phục chân linh cảm thấy không còn nguy hiểm sẽ tự trở về hoặc kích thích hắn một chút để chân linh hắn thức tỉnh sớm Sở Hưu gật nhẹ đầu nói với Lục Giang Hà, phong Lục Giang Hà làm vị ma tôn thứ năm của thánh giáo ta, danh hiệu huyết hải ma tôn. Lục Giang Hà nằm trên giường vẫn không có phản ứng gì. Sở Hưu nhíu mày, không có tác dụng à. Lúc này Mai Kinh Liên lại đột nhiên nói nhỏ, Hồng Liên ma tôn tới tìm ngươi. Lục Giang Hà nằm trên giường đột nhiên co giật một hồi rồi bật người như cá chép, ngồi dậy nhìn bốn phía. Hồng Liên ở đâu? Sau khi thấy mọi người bốn phía xung quanh, Lục Giang Hà mới phản ứng lại, hắn thở dài một tiếng, giọng điệu u oán nói, "Lần sau đổi cách khác đánh thức ta, đừng đem Hồng Liên Ma Tôn ra nói đùa." Tùy thương thế của Lục Giang Hà trông rất nghiêm trọng, thậm chí ngay trái tim của hắn cũng bị đánh nát, nhưng mọi người thấy hắn còn có tâm trạng nói nhảm như vậy là biết chắc hắn không việc gì. Sở Hưu trầm giọng nói, "Rốt cuộc vừa rồi ai đã truy sát ngươi? Ngươi lại gây ra phiền toái gì ở bên ngoài?" lục giang hà nghe câu này xong lập tức kêu oan chuyện này liên quan gì tới ta chẳng phải vì lần trước ngươi bảo ta ra tay trong lăng tiêu thành phế bỏ tên âm huyết lệ kia à kết quả bây giờ sư phụ của người ta tìm tới cửa còn muốn cướp lấy huyết thần ma công của ta lão già gọi là huyết hà lão tổ kia có thực lực nửa bước võ tiên lận ta làm sao địch nổi chạy thoát khỏi tay hắn đã là phát huy vượt xa lúc bình thường rồi thực ra lục giang hà nói vậy có thể coi là khiêm tốn Hắn thì bản lĩnh khác không tốt chứ chạy trốn thì chắc chắn giỏi hơn chiến lược. Với cái miệng thối của hắn, khi chưa gia nhập Côn Luân Ma giáo đã đắc tội với biết bao nhiêu người, sau khi gia nhập Côn Luân Ma giáo lại có vô số cao thủ võ lâm chính đạo muốn xé rách cái miệng của hắn. Hắn có thể sống tới giờ, ngoài uy thế hùng mạnh của Côn Luân Ma giáo ra, còn có liên quan trực tiếp tới công phu bỏ trốn của hắn. Ánh mắt Sở Hưu lóe lên ánh sáng lạnh, huyết hà lão tổ Ngươi chết chắc rồi, Mai Khinh Liên ở bên cạnh hỏi, lần này ngươi định làm gì? Sở hưu lạnh lùng nói, đánh cho cũng phải ngó mặt chủ, lão lục bị thương tới nước này, làm sao chúng ta ngồi yên không để ý tới được? Ta không thể trêu chọc Hàn Giang Thành, chẳng lẽ lại không trêu được huyết hà giáo hay sao? Nếu chúng đã gọi là huyết hà giáo, vậy ta cho chúng máu chảy thành sông thật đi. Thật ra thời gian này sở hưu khá uất ức. Tại hạ giới, y hủy Việt Nam Bắc Phật Tông. Danh chấn Giang Hồ, ma uy cái thế. Nhưng ở Đại La Thiên thì sao? Đầu tiên là bị lão già Diệp Duy Không của Hàn Giang thành uy hiếp, nhờ vào Ngụy Thư Nhai điều khiển vô căn thánh hỏa mới hù dọa được đối phương. Sau đó lại bị Tân Già La đánh tới cửa, liên thủ với Cực Lạc Ma cung nhốt hắn ở cứ điểm Nam Man, còn phải dựa vào Trần Thanh Đế giải vây. Sở Hưu này có lúc nào bị động như vậy, uất ức như vậy. Lại thêm Sở Hưu biết được thân phận của bản thân, Biết uy hiếp lớn nhất trên người mình chính là vị cường giả trong truyền thuyết, không biết sẽ xuất hiện lúc nào, nuốt sạch lấy y. Tuy tới nay tâm trạng của sở hưu luôn giữ thái độ lạnh lùng và bình tĩnh cực độ, nhưng những chuyện này gộp chung lại cũng khiến y muốn bùng nổ. Người khác mà nổi nóng lên thì làm gì, sở hưu không biết, nhưng sở hưu muốn bùng nổ thì suy nghĩ của y chỉ có một, đó là giết người. Huyết hà giáo động tới sở hưu trong trạng thái này. Không biết bọn chúng sẽ có cảm tưởng gì. Còn lúc này Lục Giang Hà lại cảm thấy không đúng. Nói thật khi hắn tỉnh lại sau khi trọng thương, thấy đám người Sở Hưu Ân cần đứng xung quanh hắn, hắn rất cảm động, ít nhất 500 năm trước hắn chưa bao giờ được đối xử như vậy, dù sao hắn vừa mở miệng, thậm chí trong Côn Luân Ma giáo cũng không ít người thấy hắn phiền phức. Còn lúc này thấy Sở Hưu phẫn nộ muốn giúp hắn báo thù, Lục Giang Hà lại cảm động gấp bội. Nhưng vấn đề là cảm động thì cảm động, Sở giáo chủ, ngươi có thể dùng từ chính xác hơn được không? Thế nào là đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Sao nghe câu này hắn cứ thấy mất tự nhiên vậy? Chương 1634, khiến cho huyết hà giáo máu chảy thành sông. Lục Giang hà ho khan một tiếng nói, "Vậy, hắn còn chưa nói xong đã thấy Sở Hưu vung tay nói, "Ngụy lão, phiền ngài để ý tới Thương Ngô quận một chút." Thương thành chủ và những người khác theo ta cùng tới huyết hà giáo ngoài ra nói cho bọn đường nha nhạn bất quy biết chuyện ở đại la thiên tập kết tất cả tinh nhuệ trong thánh giáo lần này chúng ta sẽ khiến huyết hà giáo máu chảy thành sông thấy sở hưu nghiêm túc hiếm có như vậy mọi người ở đây đều trầm giọng đáp rõ thời khắc này có thể nói sở hưu đã thể hiện uy danh của mình cực kỳ tinh tế nếu đổi lại là đám người từ phùng sơn chắc chắn bọn họ sẽ bảo sở hưu bình tĩnh một chút dù sao sau lưng huyết hà giáo là hàn giang thành hơn nữa đối phương cũng không nằm trong phạm vi thế lực của Hoàng Thiên Các tùy tiện xuất thủ sẽ gây ra ảnh hưởng, vân vân. Nhưng đổi lại là đám người Mai khinh Liên, bọn họ sẽ hoàn toàn tuân thủ từng câu từng chữ của Sở Hưu, vì bọn họ tin tưởng Sở Hưu, cho dù Sở Hưu bố trí kế hoạch điên cuồng đến đây, y cũng sẽ để lại đường lui đường sống cho mình. Sở Hưu vỗ vai Lục Giang Hà nói, lão Lục, ngươi cứ ở đây tĩnh dưỡng đi đã, chẳng phải huyết hà lão tổ thiếu chút nữa khiến hắn tiêu hao hết máu tươi trên người à. Ngươi ở đây chờ ta sẽ cướp hết khí huyết trên người lão già đó để đền bù cho ngươi, báo thù giúp ngươi. Tuy Lục Giang Hà rất cảm động nhưng hắn vẫn dãy dụa bỏ lên nói, vậy chúng ta nói chuyện chó và chủ nhân. Hắn còn chưa nói xong, sở hưu đã trực tiếp phung tay dẫn người rời khỏi, đồng thời còn căn dặn phong bất bình, phong thần y, lão lục còn chưa khôi phục nguyên khí, thời gian tới phiền ngươi chăm sóc cho hắn. Nói xong sở hưu trực tiếp dẫn người rời khỏi mật thất. Bàn tay lục giang hà dơ lên giữa không trung rồi bất đắc dĩ hạ xuống phong bất bình ở bên cạnh tặc lưỡi nói giáo chủ đối xử với chó của mình à không đối xử với người của mình đúng là không tệ thánh giáo ta có người chấp trưởng như vậy đúng là có phúc lục giang hà căm tức nhìn phong bất bình cả giận nói cút ra ngoài ông đây cần tĩnh dưỡng tuy thực lực của phong bất bình kém xa lục giang hà nhưng hắn chẳng hề e ngại gì nghe vậy chỉ bĩu môi đáp tức cái nỗi gì nếu lúc nào ngươi lại bị đánh thành như vậy vẫn phải nhờ ta thôi trong côn luân ma giáo, phong bất bình là nhân tài đặc thù, có thể chữa bệnh lại biết luyện đan luyện dược, hệ thống luyện đan của côn luân ma giáo từ không tới có, có thể nói là toàn bộ do phong bất bình tổ chức, cho nên đừng nhìn hắn không nổi bật, trong côn luân ma giáo hắn là thành viên cực kỳ quan trọng. Nếu nói viên các đại sư có thể kiếm được một vị trí bên cạnh sở hưu là nhờ thức thời và một phần thực lực. Vậy phong bất bình là dựa vào chín phần thực lực, hắn thật sự không sợ lục giang hà thấy phong bất bình khinh thường bước ra ngoài, lục giang hà không khỏi phiền muộn, thật quá uất ức. Hầu hết những tinh nhuệ biết bí mật về Đại La Thiên đều là người theo Sở Hưu từ khi còn ở Quan Trung Hình Đường, cũng được bồi dưỡng từ lúc đó, số lượng không nhiều, chỉ có vài trăm người, trong đó có một số là võ giả Quan Trung Hình Đường, một số người của nhánh Ẩn Ma cùng với Thanh Long hội. Trấn võ đường, dù sao những người này có xuất thân cực kỳ phức tạp, nhưng ai cũng thân kinh bách chiến, ngay cả chính ma đại chiến cũng đã trải qua không chỉ một hai lần. Bây giờ được linh khí của Đại La Thiên rèn luyện trong thời gian dài như vậy, thực lực yếu nhất cũng đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, cực kỳ khủng khiếp. Hơn nữa hiệu suất của bọn họ cũng hết sức nhanh chóng, khi sở hưu ra lệnh tập kết, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đi từ cứ điểm Nam Man tới Thương Nam Phủ. Sở hưu có động tĩnh lớn như vậy, dẫn theo nhiều người như vậy, đám người từ Phùng Sơn cũng phát giác. Tuy bọn họ không muốn hỏi nhưng từ Phùng Sơn đành cố lên tiếng, đại nhân, ngài định. Từ Phùng Sơn còn chưa nói xong thì Sở Hưu đã ngắt lời, "Ta đi giết người, các ngươi ở lại đây bảo vệ phủ quận trưởng cho tốt." Nói xong, đám người đằng đằng sát khí trực tiếp ra khỏi thành. Từ Phùng Sơn trợn mắt há hốc mồm nhưng thậm chí không dám nói thêm một câu. U ám trở lại phủ quận trưởng giữ nhà, tiếp xúc với vị đại nhân này càng nhiều hắn càng không hiểu được, hơn nữa cũng không dám hỏi nhiều. Kinh nghiệm đấu đá âm mưu nhiều năm trong hoàng thiên các nói cho hắn, khi đối mặt với Sở Hưu, hắn chỉ cần nghe lời là đủ. Huyết Hà giáo không nằm trong phạm vi của Hoàng Thiên Các hay các đại tông môn khác mà nằm trong khu vực giữa Hoàng Thiên Các, Hàn Giang Thành và Lăng Tiêu Tông. Đông vực rộng lớn là vậy, các đại phái không thể khống chế toàn bộ diện tích. Tuy vậy những khu vực bọn họ nắm giữ đều là bảo địa với linh khí sung túc nhất, nhưng những tông môn cỡ Huyết Hà giáo khi lựa chọn địa điểm lại phải cố gắng tránh những khu vực nằm trong tay đại phái. Thật ra tông môn cỡ Huyết Hà giáo có địa vị khá khó xử. Nếu người bảo bọn họ yếu, vậy huyết hà giáo rộng lớn, có một cường giả nửa bước võ tiên, cũng có hai ba cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, thực lực như vậy đã vượt qua 99% số môn khác. Đặt ở đông vực cũng là loại có số má. Nhưng nếu người bảo bọn họ mạnh, không có cường giả cảnh giới võ tiên chấn thủ tông môn, lại không phải quá mạnh. Cho nên loại tông môn như huyết hà giáo, xưa nay chỉ có hai con đường một là đời này truyền đời kia, không phải ai cũng có thể đạt tới cảnh giới nửa bước võ tiên, vạn nhất thế hệ nào không đạt được, vậy sẽ phải chìm xuống. Ngoài ra là như Hàn Giang Thành, đi ngược lại đại thế, sau đó cướp lấy một miếng thịt từ miệng đại phái. Đương nhiên muốn làm được như vậy là khó càng thêm khó. Sở hưu ngẩng đầu nhìn ngọn núi đỏ như máu cao trăm trượng phía trước, ánh mắt lóe lên sát khí dữ tợn. Ngọn núi đỏ máu trước mắt chính là sơn môn của huyết hà giáo thật ra trước đây ngọn núi này chỉ là ngọn núi bình thường chẳng qua trong khu vực này thiên địa nguyên khí khá dồi dào cho nên huyết hà giáo mới biến nó thành sơn môn nhưng cũng có thể là huyết hà lão tổ muốn khoe khoang vũ lực nên mới cho người nhuộm đỏ toàn bộ ngọn núi hơn nữa còn nói với người ngoài là huyết hà giáo tranh đoạt ngọn núi này với kẻ khác giao chiến tới mức máu chảy nhuộm đỏ nơi này trên thực tế khi huyết hà giáo chiếm cứ nơi này cái chỗ chết tiệt này còn chẳng có ai lấy đâu ra người tranh đoạt với bọn chúng một lát sau, sở hưu vung tay, lạnh nhạt phun ra một chữ, giết. Phía trước sơn môn của huyết hà giáo là hai đệ tử cảnh giới chân đan đang nhàm chán canh cưa. Thật ra chỉ cần phái vài đệ tử trẻ tuổi canh gác sơn môn là được. Nhưng huyết hà lão tổ thích sĩ diện nhất quyết điều các chấp sự cảnh giới chân đan như bọn họ thay phiên canh chấn thủ sơn môn, chuyện này khiến bọn họ khá oán hận. Lúc này hai người thấy có mấy trăm người đằng đằng sát khí đánh tới, cả hai lập tức biến sắc hét lớn, kẻ tới là ai? Dừng bước, Sở Hưu dừng bước nhìn hai người. Ngay lúc hai người bọn họ chờ Sở Hưu tự báo tên tuổi, cả hai lại kinh hãi phát hiện khí huyết toàn thân mình như không chịu điều khiển. Xôi trào điên cuồng trong cơ thể. Không đợi bọn họ phản ứng lại, một tiếng phịch vang lên, máu tươi trong người cả hai lập tức bị rút sạch, rơi xuống đất, thi thể vặn vẹo khô quắt lại, không khác gì cương thi. chương 1635, Càn Quét một Sở hưu đến để giết người, đã là giết người thì cần gì nhiều lời. Lã Phụng Tiên và Mai Khinh Liên đưa mắt nhìn nhau, đều khá kinh ngạc. Bọn họ hiểu khá rõ về Sở Hưu, đương nhiên biết trạng thái hiện tại của Sở Hưu có vẻ không đúng. Sát khí quá nặng, tuy trong đó có nguyên nhân Lục Giang Hà bị trọng thương nhưng không phải bọn họ coi thường Lục Giang Hà, trong suy nghĩ của Sở Hưu, Lục Giang Hà còn chưa quan trọng tới vậy, ít nhất cũng chưa quan trọng tới mức ảnh hưởng đến cảm xúc của Sở Hưu. Xem ra thời gian gần đây Sở Hưu phải chịu áp lực quá lớn, lớn tới mức y cần một chỗ phát tiết ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, sở hưu lạnh nhạt nói, lên núi, diệt môn. Chỉ trong chớp mắt, sát khí cường đại đã sộc thẳng tới tận trời. Toàn bộ huyết hà giáo lập tức bị mây đen răng kín, bị sát khí cường đại bao phủ. Sở hưu gây ra động tĩnh lớn đến vậy, võ giả trong huyết hà giáo lại không phải mù lòa câm điếc, đương nhiên cảm giác được. Trong lúc đám người sở hưu còn chưa lên tới sườn núi, tất cả trận pháp trong huyết hà giáo đã khởi động. Thương thành chủ, phải dựa vào ngươi rồi. Thương Thiên Lương gật nhẹ đầu, lĩnh vực khô vinh nở rộ quanh người khi hắn đi tới phía trước trận pháp. Đại trận hộ sơn của huyết hà giáo đã phải vận chuyển quá tải tỏa ra ánh sáng đỏ, phát huy uy lực vượt quá cực hạn. Lực lượng khô vinh này thật ra là của riêng Thương Thiên Lương, liên quan tới thời gian và thay đổi âm dương. Bốn mùa tuần hoàn, tất cả mọi thứ chỉ có thể vận hành bình thường trong một quy luật, còn bây giờ Thương Thiên Lương khiến cho đại trận hộ sơn của Huyết Hà giáo bộc phát ra uy lực lớn nhất, nhưng chỉ không tới 10 giây sau, toàn bộ đại trận phát ra tiếng nổ lớn. Hiển nhiên không chịu nổi gánh nặng quá tải như vậy, trực tiếp vỡ vụn. To gan, từng tốp võ giả lao xuống từ đỉnh núi, dẫn đầu là một người trung niên có cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền. Người này tên là Đoàn Lăng Không, là phó giáo chủ của Huyết Hà giáo. Thật ra hắn không phải đệ tử của huyết hà lão tổ mà là gia nhập huyết hà giáo giữa đường, nhưng lại học tập công pháp của huyết hà lão tổ. Nhưng trước đó hắn đã thành danh trên giang hồ, là cường giả thiên địa thông huyền đỉnh phong. Cũng có thân phận cho nên không bái sư, lại thêm có chức vị phó giáo chủ dụ dỗ cho nên hắn dẫn một số đệ tử của mình gia nhập dưới chướng huyết hà lão tổ, đổi lấy chức vị phó giáo chủ. Rốt cuộc các ngươi là người phương nào mà dám xông vào huyết hà giáo chúng ta, giết người của huyết hà giáo chúng ta, muốn chết phải không? Khi Sở Hưu Dương Danh ở Đông vực, phần lớn thời điểm Đoàn Lăng không còn đang bế quan, cho nên tuy hắn từng nghe tên Sở Hưu nhưng lại không nhận ra Sở Hưu. Có điều câu trả lời mà Sở Hưu cho hắn lại là một luồng đao quang cường đại sắc bén tới cực hạn, như muốn xé tan toàn bộ ngọn núi. Đao ý cường đại như phá tan thiên địa, sắc bén tới mức có thể chặt đứt bất cứ lực lượng nào. Quanh người Đoàn Lăng không lóe lên huyết mang, con sông máu dài trăm trượng hiện lên ngăn cản trước mặt Sở Hưu công pháp của huyết hà giáo tuy không biến hóa như huyết thần ma công nhưng loại cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền như đoàn lăng không tu luyện công pháp này. Bản thân đã sớm thu nạp không biết bao nhiêu khí huyết vào cơ thể, lúc này thi triển huyết hà cũng có uy lực bất phàm. Nhưng một khắc sau, sở hưu thi triển một đao dung hợp đao ý phá tự quyết và hồng trần phiêu miểu chảm, xé rách triệt để con sông máu của đoàn lăng không. Cứ như không gặp bất cứ trở ngại nào, đao thế trực tiếp chém về phía hắn đoàn lăng không hoảng sợ, khí huyết vô biên trong ta cô động thành một thanh trường đao bằng máu, khí huyết trên đó đậm đặc tới mức hóa thành màu đen. Thậm chí còn để lộ chút ma khí cường đại. Thanh trường đao máu này nghênh tiếp nhát đao của sở hưu, một tiếng nổ lớn vang lên, máu tươi bắn khắp nơi, lăng tiêu chấn long kích không chịu nổi lực lượng cường đại đó bị đánh bay, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc, đây là quái vật gì vậy? Lực lượng nội tình quả thật cường đại tới kinh người nhưng một khắc sau hắn lại liều mạng bỏ mặc thương thế tay niết ấn quyết thanh đao bị sở hưu đánh thành làn xương máu lại đột ngột ngưng tụ thành sợi tơ dưới chân sở hưu bao phủ lấy y như một cái kén máu khổng lồ đồng thời đoàn lăng không cười lạnh bắt đầu vận sức định hút sạch máu tươi của sở hưu nhưng sau đó nụ cười của hắn cứng đờ vì hắn cảm giác được trong cái kén máu đó không có chút dấu hiệu nào của khí huyết kén máu tan ra bên trong không một bóng người ảo thuật đoàn lăng không cả kinh một khắc sau, không ngờ xung quanh hắn lại xuất hiện tám bóng hình của sở hưu, đồng thời cầm trường cung ma khí tám mũi diệt tam liên thành tiễn bừng bừng ngọn lửa diệt thế đã bắn ra. Ánh mắt đoàn lăng không lóe lên huyết mang, lực lượng nguyên thần được thi triển tới cực hạn nhưng vẫn không nhận ra rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả, cả đời này hắn chưa từng thấy ảo thuật nào quỷ dị khủng khiếp như vậy. Đoàn lăng không đột nhiên cắn răng một cái, thi triển lĩnh vực đỏ máu. Định dùng lĩnh vực đấu với diệt tam liên thành tiễn, thăm dò thật giả. Nhưng sau khi tám mũi tên bắn vào lĩnh vực của hắn, đoàn lăng không lại đột nhiên biến sắc. Thật tám mũi tên, tất cả đều là thật. Tám mũi tên bừng bừng ngọn lửa diệt thế, lực lượng cực kỳ cường đại, mà tất cả đều là thật. Đoàn lăng không thật sự không thể tin nổi, sao lực lượng nội tình của đối phương lại cường đại đến vậy. Thời khắc nguy cấp, hắn đành điều khiển con sống máu chắn quanh người sau đó thu nhỏ lĩnh vực cố gắng phòng ngự, tám mũi tên kia đã khóa chặt tất cả các phương vị mà hắn có thể né tránh, khiến hắn không thể trốn đi đâu, tránh cũng không được. Một tiếng nổ lớn vang lên, đoàn lăng không lại phun ra một ngụm máu tươi, ngọn lửa diệt thế đen nhánh quấn lấy người hắn, làm bốc hơi con sông máu trăm trượng kia. Nhưng không đợi hắn nghĩ cách tiêu trừ ngọn lửa diệt thế khó chơi kia, sở hưu đã xuất đao chém xuống đất, mặt đất ầm rầm rung chuyển. Đại lượng đao mang từ dưới đất dâng lên, trực tiếp bao phủ lấy đoàn lăng không thất đại hạn diệt địa, sông máu tiêu biến, máu tươi rơi xuống. Lúc này toàn thân đoàn lăng không đã dính đầy máu tươi, ánh mắt đầy hoảng sợ. Áp đảo, áp đảo hoàn toàn. Đứng trước người này, thậm chí hắn không có chút năng lực hoàn thủ, bị áp đảo tới nước này. Giờ phút này, đoàn lăng không đã không còn chút chiến ý nào, bộc phát khí huyết quanh người, trực tiếp chạy trốn lên trên núi. Nhưng cùng lúc bên tai hắn lại vang lên tiếng thì thầm như quỷ thần kêu khóc, trời khóc đổ mưa máu hàng lâm, nhưng hắn không cách nào hấp thu chú lực lượng nào từ cơn mưa máu mà chỉ cảm thấy cơn lạnh lẽo vô tận bao phủ lấy bản thân. Hư không bị xé rách, bàn tay ma thần khổng lồ trực tiếp giáng xuống người hắn, nắm lấy hắn. Cút đi, chương 1636, càn quét 2. Đoàn Lăng không nổi giận gầm lên một tiếng, khí huyết quanh người thiêu đốt kịch liệt có vậy mới tránh được bàn tay do đại bi chú huyễn hóa ra nhưng ngay sau đó, một bóng người đã xuất hiện phía trước hắn, giờ đao chém xuống, đao ý sắc bén xé tan hết thảy, khí huyết quanh người hắn cũng bị xé rách. Trong thời khắc nguy cấp này, hai tay hắn trực tiếp nắm lấy thân đao, khí huyết thiêu đốt điên cuồng nhưng vẫn bị xé rách cả hai tay, thân thể cũng bị chém xuống đất tạo thành một cái hố lớn. Đoàn lăng không dãy ruộng bò từ trong hố dậy, nhưng chớp mắt sau, bàn tay sở hưu đã nắm lấy cổ hắn, nhấc toàn bộ cơ thể hắn lên đoàn lăng không kinh hãi phát hiện khí huyết mà trước đây mình luôn điều khiển hôm nay lại hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của mình ngược lại bị sở hữu điều động không ngừng sôi trào tập trung vào đầu hắn đoàn lăng không sắc mặt đỏ bừng hoảng hốt hét lớn tha cho ta còn chưa nói xong đầu của hắn đã bị khí huyết bành trướng làm cho nổ tung như quả dưa hấu phát nổ cảnh tượng cực kỳ tanh máu khiến đám võ giả huyết hà giáo hoàn toàn sụp đổ trên thực tế trước đó bọn họ đã sụp đổ rồi khi sở hưu giao thủ với đoàn lăng không, võ giả dưới trường y cũng không rảnh tay. Bọn họ là người từng theo sở hưu nam trinh bắc chiến, đương nhiên không cần chỉ huy. Thương thiên lương thi triển lĩnh vực, có thể nói là đồ sát, lực lượng mọi người không thể khống chế được, bắt đầu thiêu đốt điên cuồng tới mức phát nổ, mai khinh liên thi triển hồng liên nghiệp hỏa, phần lớn võ giả thậm chí không thể đến gần cô đã bị nghiệp hỏa trong tâm ma thiêu đốt bằng sạch. Còn lã phụng tiên, một thanh phương thiên họa kích đập xuống, hầu không không ai đỡ nổi một hiệp. Sau khi Sở Hưu giết chết đoàn Lăng Không, bọn họ cũng đã dọn dẹp gần hết đám người ở đây. Thương Thiên Lương nhìn Sở Hưu như đang suy nghĩ, hắn có thể cảm giác được thực lực của Sở Hưu lại mạnh mẽ thêm. Tới giờ mới bế quan mấy tháng, đối với cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền bế quan với đơn vị hàng năm trời, như vậy không là gì. Cho nên Sở Hưu trở nên mạnh mẽ hơn không phải ở lực lượng nội tình mà là khống chế lực lượng. Những mô tả mà Thiên Hồn nói với Sở Hưu về cảnh giới Võ Tiên rất hữu dụng, ít nhất nó giúp Sở Hưu biết con đường phía trước của mình ở đâu, y nên bỏ công sức vào mặt nào. Trước đó Sở Hưu không cách nào thi triển đồng thời tám mũi Diệt Tam Liên thành Tiễn, còn bây giờ đây chưa phải cực hạn của y. Đạp lên máu tươi khắp núi, Sở Hưu trực tiếp bước về phía đỉnh núi, trong thời gian này không đệ tử huyết hà giáo nào dám xuống. Khi Sở Hưu lên tới đỉnh núi, nhìn thấy đại điện của huyết hà giáo, một tiếng nổ lớn vang lên. Đại điện huyết hà giáo trực tiếp nổ tung, huyết hà lão tổ mặc huyết bào lay động theo làn gió, thân thể tỏa ra khí tức hung ác, đứng ra trước mặt mọi người quát lớn, sở hưu, người muốn chết à. Thật ra ngay khi sở hưu bước vào sơn môn, giết chết hai đệ tử canh cửa, huyết hà lão tổ đã cảm nhận được sở hưu tới, nhưng hắn không cách nào xuất thủ. Vì hắn đang bế quan. Trước đó khi đuổi giết lục giang hà, tuy huyết hà lão tổ không lấy được huyết thần ma công nhưng lại cảm nhận được điểm thần kỳ của huyết thần ma công tới cấp bậc của huyết hà lão tổ, không có truyền thừa của đại phái, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng mà lên được tới cảnh giới này, thiên phú tuyệt đối không kém. Cho nên chỉ dựa vào cảm ngộ khi giao thủ thôi, hắn cũng có chút thu hoạch, sau khi trở về lập tức bế quan, dung nhập cảm ngộ này vào võ đạo của mình. Khi Sở Hưu vừa lên núi, hắn đang trong thời khắc mấu chốt, có muốn xuất thủ nhưng cũng không thể ra được, đành trơ mắt cảm giác thấy Sở Hưu giết chết Đoàn Lăng Không, lúc này hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống Sở Hưu. Huyết Hà lão tổ oán hận nhìn chằm chằm vào Sở Hưu trước mặt, thật ra lần này hắn cũng tính sai, không ngờ Sở Hưu lại ra tay, phải nói từ đầu hắn đã không coi Sở Hưu là đối thủ mà chỉ e ngại Hoàng Thiên Các. Trước đó theo Huyết Hà lão tổ nghĩ, hắn động tới thuộc hạ của Sở Hưu. Tuy Sở Hưu sẽ phẫn nộ nhưng chắc chắn sẽ tố cáo lên Hoàng Thiên Các tạo áp lực lên lên Huyết Hà giáo của hắn, nhưng thực tế Huyết Hà giáo vốn không sợ trong vụ đánh cược võ đạo ở Lăng Tiêu Tông lần trước, thật ra huyết hà giáo đã công khai đứng về phía huyết hà giáo, đương nhiên không quan tâm tới Hoàng Thiên Các, dù sao bọn họ có Hàn Giang Thành làm chỗ dựa. Cho nên huyết hà lão tổ mới đuổi giết Lục Giang Hà sau đó ỉ vào chỗ dựa không e ngại gì đi bế quan. Nhưng có thế nào hắn cũng không ngờ sở hưu lại dẫn người đi cả ngàn dặm, ngang nhiên đánh tới cửa, tên này điên rồi chắc. Huyết hà lão tổ căm tức nhìn sở hưu, như muốn ăn tươi nuốt sống y, ta từng thấy kẻ tự chui đầu vào chỗ chết nhưng đây là lần đầu thấy có người tới cửa tự nhận lấy cái chết như ngươi. Lần này đừng nói sư phụ ngươi là truyền nhân của cổ tôn, kể cả sư phụ ngươi là đạo tôn Phật tổ, lão tổ ta cũng sẽ hút sạch máu tươi của ngươi. Ngoài hắn ra, huyết hà giáo chỉ có tổng cộng ba thiên địa thông huyền, một âm huyết lệ đã bị lục giang hà phế bỏ, một đoàn lăng không đã bị sở hưu giết chết, chỉ còn lại một phó giáo chủ. Loại tông môn như huyết hà giáo vốn có nội tình không sâu hôm nay còn tổn thất hai cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền có thể nói là tổn thương gân cốt sở hưu lạnh nhạt nói chui đầu vào chỗ chết đã rất nhiều người nói câu này với ta nhưng đáng tiếc tới cuối cùng người chết lại là bọn chúng sở hưu ta không phải người dễ trêu trong phạm vi thương ngô quận lại truy sát người của ta huyết hà lão tổ ngươi cũng đang tự tìm đường chết đấy nghe nói ngọn núi này là ngươi sai người nhuộm đỏ đúng là hữu danh vô thực, không biết dùng máu tươi của tất cả mọi người trong huyết hà giáo có thể nhuộm đỏ hay không. Sau khi sở hưu dứt lời, không đợi huyết hà lão tổ phản ứng lại, y giã quát lớn, giết diệt sạch toàn bộ huyết hà giáo. Chó gà không tha, võ giả thánh giáo phía sau y lập tức đằng đằng sát khí sông lên, luồng sát khí đó cường thịnh tới mức vượt qua lúc tiêu diệt tu bồ đề thiền viện. Nếu sở hưu đã nói chó gà không tha, vậy toàn bộ huyết hà giáo sẽ không còn ai sống sót. Huyết hà lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, sông máu phình to quanh người, sôi trào dữ tận, con sông máu này cường đại hơn hẳn sông máu mà đoàn lăng không ngưng tụ cũng càng to lớn bắt mắt hơn. Tuy trên người sở hưu đằng đằng sát khí, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng tỉnh táo, tỉnh táo quan sát thực lực chân chính của huyết hà lão tổ. Hắn thật sự là nửa bước võ tiên, nhưng nửa bước này là chỉ cảnh giới, tuy có thể ảnh hưởng tới sức chiến đấu nhưng lại không phải tuyệt đối. Bất luận là khí thế mà huyết hà lão tổ thể hiện hay lực lượng thiên địa mà hắn dẫn dắt xung quanh, thật ra đều không bằng tân già la. Dù sao hai người này, một chỉ là võ giả xuất thân dân dã, một lại là cung chủ phạm giáo đại phái đỉnh phong tại Đông Vực. Hơn nữa còn là điện chủ tương lai của một trong tam đại điện phạm giáo. Con sông máu vô tận lập tức chút xuống đầu sở hưu, trong sông máu này còn có vô số oan hồn ác quỷ kêu rên, suy yếu lực lượng nguyên thần của sở hưu, uy thế này hơn hẳn đoàn lăng không? Ánh kim nguyên thần tỏa ra sau lưng Sở Hưu, thế công nguyên thần cỡ này đã không cách nào làm y bị thương, đặc biệt là sau khi tu luyện ảo thuật của Ma Lợi Kha, thực lực của Sở Hưu lại tiến bộ thêm một bậc. Chương 1637, đánh với nửa bước võ tiên. Sở Hưu không tránh không né, trực tiếp xuất đao chém xuống, đao mang sắc bén như muốn xé rách thiên địa, trực tiếp cắt đứt con sông máu kia nhưng một khắc sau, con sông máu bị cắt đứt lại biến đổi, kéo dài về phía sau, ngăn phía trước nhát đao của sở hưu, lại bị cắt đứt, sau đó lại biến hóa cuối cùng đao mang của sở hưu còn cách huyết hà lão tổ vài trượng đã hao hết lực lượng, biến mất. Huyết hà lão tổ cười lạnh nói, người tưởng lão tổ ta dễ đối phó lắm à, Ngươi có biết trong con sông máu này ngưng tụ bao nhiêu máu tươi của cường giả đông vực không? Yên tâm, đừng vội, lát nữa ngươi sẽ trở thành một trong số chúng. Sở hưu nhíu mày, đúng là y đã coi thường huyết hà lão tổ này. Tuy huyết hà lão tổ căn cứ theo tàn thiên của huyết hà phái tự nghiên cứu ra công pháp nhưng chắc chắn không được hoàn mỹ như huyết thần ma công được độc cô duy ngã trao chuốt và cải tiến. Nhưng hắn lại có thể tế luyện máu tươi của đối thủ. Dung nhập vào trong con sông máu khiến nó biến thành một năng lực không phải công pháp cũng không phải binh khí nhưng lại có thể dung hợp đặc điểm của hai loại, đúng là rất đặc sắc. Thấy con sông máu kia lại đánh về phía mình, Sở Hưu tay niết ấn quyết pháp tướng song diện Phật Đà hiện lên sau lưng, đại nhật Như Lai bừng bừng Phật quang tỏa ra ngọn lửa nóng cực, con mắt thứ ba của đại hắc thiên ma thần tỏa ra ngọn lửa diệt thế vô tận. Lúc này tên đệ tử âm huyết lệ của huyết hà lão tổ chứng kiến cảnh này, vội vàng hét lớn, sư phụ cẩn thận, tên Sở Hưu kia còn am hiểu công pháp Phật môn. Khốn kiếp, sao ngươi không nói sớm? Huyết hà lão tổ biến sắc định thu hồi con sông máu nhưng đã không kịp thái dương chân hỏa và ngọn lửa diệt thế quỷ dị thay nhau thiêu đốt con sông máu kia, chớp mắt đã khiến nó bốc hơi một phần mười. Hiện tại điểm mạnh nhất của sở hưu không phải lực lượng nội tình của y, cũng không phải cảnh giới của y mà là lý giải đối với võ đạo. Là đạo về chiến đấu được y tích lũy trong trinh chiến không ngừng nghỉ, thực lực của y là được bồi dưỡng từ giao tranh liều mạng cảm giác đối với các loại võ đạo sinh khắc là cực kỳ nhạy bén vì vậy y chỉ giao thủ vài chiêu đã nhìn ra công pháp của huyết hà lão tổ trông thì rất kinh người nhưng tai hại quá nhiều là loại công pháp ma đạo âm ta quỷ dị tiêu chuẩn thiếu vài phần uy vũ hùng hồn rất dễ bị công pháp phật môn khắc chế con sông máu còn lại dung nhập vào người huyết hà lão tổ một khắc sau luồng khí huyết sắt bốc lên ngập trời trên hai tay hắn mỗi ngón tay hiện lên một lưỡi đao huyết khí xung quanh còn ngưng tụ thành từng xúc tu quấn lấy sở hưu phá trận tử liên tiếp chém ra cắt đứt những xúc tu được ngưng tụ từ huyết khí nhưng lúc này huyết hà lão tổ đã áp sát lưỡi đao do lực lượng khí huyết ngưng tụ chém liên tiếp về phái sở hưu khiến cho không trung tràn ngập vết chảo đỏ máu nhưng trước mặt phá trận tử của Sở Hưu, cho dù là thần binh cực phẩm cũng không sắc bén bằng thanh thần binh do thiên địa gây dựng phá trận tử. Cho nên huyết hà lão tổ vẫn không thể gây tổn hại gì cho Sở Hưu. Nhưng đúng lúc này, lĩnh vực của huyết hà lão tổ khai mở, lĩnh vực đỏ máu vô biên trực tiếp bao phủ lấy Sở Hưu, điên cuồng lôi kéo khí huyết trong cơ thể y như muốn cưỡng ép kéo chúng ra bên ngoài. Thân hình sở hưu hơi động, lĩnh vực của y cũng mở rộng, lĩnh vực xương mù mông lung va chạm với lĩnh vực đỏ máu, lập tức bộc phát ra chấn động đủ ảnh hưởng tới quy tắc của thiên địa, khiến toàn bộ huyết hà giáo phủ kín mây đen. Gió bão ngập trời, thật ra giao đấu bằng lĩnh vực là rất thiếu lý trí, nhưng lúc này huyết hà lão tổ lại cười lạnh nói, tiểu tử, đợi bị hút thành thây khô đi. Giao chiến lĩnh vực khiến đôi bên tiêu hao cực lớn, nhưng dù sao huyết hà lão tổ cũng là cường giả cảnh giới nửa bước võ tiên, giao chiến lĩnh vực, hắn không thiệt thòi. Nhưng một khắc sau, thần vực của sở hưu đang tiêu trừ huyết khí lại xuất hiện biến hóa. Lực lượng âm dương ngũ hành bị điên đảo bắt đầu sắp xếp lại biến hóa. Trong lĩnh vực này, quanh người sở hưu đột nhiên bùng lên Phật quang, y lim di mắt tay niết Phật ấn, như Phật đà từ bi hàng lâm. Đồng thời, toàn bộ lĩnh vực bốc lên Phật diễm nóng rực, làm bốc hơi huyết khí trong lĩnh vực của đối phương. Hai tầng lĩnh vực, huyết hà lão tổ đột nhiên biến sắc. Phần lớn võ giả, hay nên nói là chín thành chín võ giả chỉ có một lĩnh vực cũng có số ít võ giả có thể cô động hai hay ba lĩnh vực. Tuy có nhiều lĩnh vực không nhất định là sẽ mạnh, nhưng lĩnh vực đại biểu cho võ đạo của đối phương có càng nhiều biến hóa. Sở hưu lạnh nhạt nói, hai tầng lĩnh vực, chỉ cần ta muốn, một vạn loại lĩnh vực ta cũng có. Sở hưu không phải hai tầng lĩnh vực, y chỉ có một lĩnh vực, trong lĩnh vực này y chính là thần. Âm dương ngũ hành, quy tắc thiên địa, trong lĩnh vực của sở hưu đều nghịch chuyển đảo loạn, có thể tiêu diệt mọi loại lực lượng dị trùng. Nhưng tương tự, chỉ cần Sở Hưu muốn, y cũng có thể tùy ý sắp xếp tổ hợp lực lượng âm dương ngũ hành, biến thành bất cứ lực lượng nào mà y muốn, đương nhiên y cũng phải nắm giữ loại lực lượng này, cũng như Phật Diễm nóng rực trong lĩnh vực hiện tại. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời khỏi bản chất, bất luận lực lượng biến hóa như thế nào, cuối cùng đều ngưng tụ thành thần vực của riêng Sở Hưu. Phật diễm nóng rực kia cực kỳ khắc chế lĩnh vực của huyết hà lão tổ, nhưng dù sao huyết hà lão tổ cũng là nửa bước võ tiên, cảnh giới và lực lượng nội tình vẫn mạnh hơn sở hưu. Cho nên hắn không lùi lại phía sau mà điều động lực lượng càng mạnh mẽ hơn, dùng lực lượng lĩnh vực để áp đảo sở hưu. Tuy đại đa số cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền sẽ không sử dụng giao chiến lĩnh vực, nhưng hắn rõ ràng là nửa bước võ tiên, cảnh giới hơn hẳn sở hưu, dựa vào đâu lại không sử dụng loại lực lượng này để áp đảo. Nhưng lúc này ánh mắt Sở Hưu lại lóe lên vẻ quỷ dị, "Huyết Hà lão tổ, ngươi nhìn bên dưới đi, lại chờ thêm chút nữa huyết hà giáo của ngươi sẽ bị chúng ta giết sạch đấy." Huyết Hà lão tổ không nhịn được nhìn qua xung quanh, kết quả khiến hắn tâm thần bất ổn, thiếu chút nữa hộc máu. Ở bên này hắn và Sở Hưu giao chiến ngang tay, tuy gian nan nhưng không thua, nhưng huyết hà giáo đã thất bại thảm hại. Thương Thiên Lương đã đánh một tên phó giáo chủ huyết hà giáo khác tới hộc máu, những người còn lại thì quả là đồ sát, Mai Khinh Liên, Lã Phụng Tiên, Trừ Vô Kỵ, có thể nói tất cả mọi người đều dốc toàn lực xuất thủ, cho dù là Lã Phụng Tiên tính cách tốt nhất cũng không hề lưu thủ. Tuy Lục Giang Hà thối mồm lại thiếu đứng đắn, nhưng đã sánh vai trải qua nhiều kiếp nạn như vậy, bọn họ đã sớm coi Lục Giang Hà là người một nhà. Bây giờ thấy Lục Giang Hà bị huyết hà lão tổ đánh trọng thương như vậy, sở hưu phẫn nộ, bọn họ cũng phẫn nộ dốc hết thù hận ra tay như vậy, có thể nói là cực kỳ cường hãn. chương 1638, Diệt Huyết Hà, 1. Huyết Hà Giáo là cơ nghiệp cả đời của Huyết Hà Lão Tổ. Thật ra Huyết Hà Lão Tổ có dã tâm rất lớn. Với thực lực của Huyết Hà Lão Tổ, chỉ cần hắn quy thuận một đại tông môn đỉnh phong nào đó, chắc chắn có thể đổi lấy một vị trí khách khanh. Nhưng huyết hà lão tổ không phải người cam tâm khuất phục thà một mình bảo vệ cơ nghiệp huyết hà giáo, chậm rãi phát triển chứ không muốn nương tựa vào người khác kết quả hiện tại huyết hà giáo mà hắn tốn vài trăm năm thành lập đã bị sở hưu hủy hoại chỉ trong chốc lát chuyện này khiến huyết hà lão tổ tức giận tới cùng cực đã không quan tâm tới chiến lược hao tổn sở hưu lĩnh vực ầm ầm mở rộng lực lượng cường đại bộc phát ánh sáng đỏ máu xông thẳng tới chân trời huyết mang vô biên bao phủ lấy sở hưu không ngừng chèn ép lĩnh vực của y thậm chí trong huyết mang còn có một chút lực lượng trào ra ăn mòn lực lượng nguyên thần và khí huyết của sở hưu huyết hà lão tổ cắn răng thôi phát lực lượng của huyết mang kia tới cực hạn, thậm chí quanh người hắn tỏa ra làn xương máu dung nhập vào huyết mang kia. Thật ra võ giả tu luyện công pháp về khí huyết coi trọng nhất là khí huyết của bản thân, khí huyết tương đương với lực lượng của bọn họ. Còn bây giờ huyết hà lão tổ dung nhập lực lượng bản thân vào đó, hiển nhiên hắn đã dốc toàn lực chuẩn bị giải quyết sở hưu thật nhanh để tới cứu viện các võ giả huyết hà giáo khác. Sở hưu nheo mắt trong mắt y lóe lên sắc thái quỷ dị tâm của huyết hà lão tổ đã loạn đợi tới khi huyết mang kia khiến lĩnh vực của sở hưu co lại quanh người không đủ ba trượng. Huyết hà lão tổ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, huyết mang càng cường thịnh, chớp mắt đã ép lĩnh vực của sở hưu tới không còn ba thước. Một khắc sau, sở hưu lại đột nhiên từ bỏ lĩnh vực, ma khí cuồng bạo càn quét quanh người, điên cuồng thôn tính lực lượng xung quanh, thậm chí bao gồm cả huyết mang cường đại mà huyết hà lão tổ thi triển. Thân hình sở hưu bắt đầu phình to, cuối cùng hóa thành độ cao trăm ngàn trượng, phá vỡ triệt để huyết mạng của huyết hà lão tổ đấm ra một quyền, trực tiếp đánh huyết hà lão tổ ghim thẳng vào vách núi. Lực lượng của pháp thiên tượng địa nhanh chóng tiêu tán, lần này sở hưu chỉ thi triển một quyền cho nên y còn chưa kiệt sức, vẫn chịu được. Nhưng chỉ một quyền của pháp thiên tượng địa như vậy không đủ để giết chết huyết hà lão tổ, huyết hà lão tổ vừa hộc máu, vừa dãy ruộ leo từ trong vách núi ra, toàn thân đầy máu tươi, vô cùng thê thảm. Thần thông, sao lại là thần thông, huyết hà lão tổ vẻ mặt không thể tin nổi tới cảnh giới của huyết hà lão tổ đương nhiên cũng biết đến thần thông, hơn nữa bản thân hắn cũng cực kỳ khao khát muốn có một bộ thần thông, đương nhiên tỷ lệ này rất nhỏ. Huyết hà lão tổ xuất thân dân dã, không gia nhập những đại tông môn đỉnh phong, cũng không có kỳ ngộ gì lớn, cho nên đối với huyết hà lão tổ thì thần thông là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Còn bây giờ hắn lại thấy được thần thông trên người một võ giả tiểu bối cảnh giới kém xa hắn. Chuyện này khiến hắn cảm thấy vừa bất công vừa không cam lòng thấy võ giả huyết hà giáo tiếp tục bị tàn sát, huyết hà lão tổ cắn răng nói, sở hưu, rốt cuộc vì sao ngươi lại ra tay với huyết hà giáo ta? Chẳng lẽ ngươi định để Hoàng Thiên Các và Hàn Giang thành trở mặt triệt đề à? Bây giờ ngươi lập tức dừng tay, ta đáp ứng ngươi, huyết hà giáo ta sẽ giữ trung lập tuyệt đối không đứng về phía Hàn Giang thành. Ban đầu huyết hà lão tổ nổi giận xuất thủ, vốn không hỏi sở hưu chuyện này phải nói từ đầu hắn đã không tin Sở Hưu lại vì chuyện mình đuổi giết thuộc hạ của y mà dốc toàn bộ lực lượng, đi cả ngàn dặm tới đánh giết. Liên tưởng tới đại thế của toàn bộ Đông vực, liên tưởng tới quan hệ giữa Sở Hưu và Hoàng Thiên Các, giữa Hoàng Thiên Các và Hàn Giang Thành, hôm nay Sở Hưu tới đây, khả năng lớn nhất là giúp Hoàng Thiên Các diệt trừ hắn. Sở Hưu lạnh nhạt lắc đầu nói, "Huyết Hà lão tổ, ngươi sống tới giờ đúng là đáng buồn." Cho dù chết cũng không biết mình chết như thế nào. Từ khi lên núi ta đã nói rồi, người của sở hưu ta không phải dễ động vào. Huyết hà lão tổ trợn tròn hai mắt như không thể tin được sở hưu lại ra tay vì một lý do nực cười như vậy. Thấy người của huyết hà giáo sắp bị phe sở hưu giết sạch, huyết hà lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, khí huyết quanh người lập tức tan hết, thân thể dung nhập vào hư không, hóa thành một thứ cực kỳ đáng sợ. Không có thực thể, toàn thân như máu tươi hòa tan, màu sắc phẩn đục. Tiểu bối, hôm nay lão tổ ta và ngươi không chết không thôi. Sở Hưu kinh ngạc nhìn Huyết Hà lão tổ quả nhiên cường giả tới cảnh giới này không ai dễ đối phó, Huyết Hà lão tổ này lại tế luyện khí huyết của bản thân, sau đó dung nhập vào cơ thể mình. Lại tồn tại này thậm chí không thể coi là người, huyết ma. Chỉ trong chớp mắt con sông máu vẩn đục kia đã bao phủ lấy Sở Hưu, lực lượng của nó ăn mòn ô nhiễm tất cả. Những nơi nó đi qua ngay cả thiên địa nguyên khí cũng bị ăn mòn, tỏa ra mùi cháy khét ánh mắt huyết hà lão tổ lóe lên vẻ khoái trá, sở hưu hủy diệt cơ nghiệp cả đời hắn là huyết hà giáo, hắn cũng muốn sở hưu nằm lại tại đây, chôn cùng huyết hà giáo. Nhưng ngay lúc này huyết hà lão tổ lại lấy làm lạ phát hiện ánh mắt sở hưu không có chút sợ hãi nào, ngược lại để lộ biểu cảm diễu cợt. Không đợi huyết hà lão tổ phản ứng lại, hai tay sở hưu cũng nhanh chóng kết ấn. Trong ấn pháp này tỏa ra Phật quang lóng lánh, rực rỡ thánh khiết vô bi. Một đóa hoa sen thập tự nở rộ trong thủ ấn của sở hưu hoa sen đại biểu cho thanh tịnh, không vương mùi bùn. Thập tự đại biểu cho cứu rỗi, tịnh hóa tứ phương thế giới. Hoa sen thập tự lóng lánh nở rộ, những nơi nó đi qua, Phật quang chiếu dọi thiên cổ, tịnh hóa tất cả mọi thứ ô uế tà ác quỷ dị. Sông máu ô chọc của huyết hà lão tổ bị Phật quang chiếu dọi, tỏa ra từng luồng khói trắng. Không ngừng bốc hơi, không, huyết hà lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi hắn không cách nào chống lại loại lực lượng đó, vì đó là thần thông, một thức thần thông. Huyết hà lão tổ hao hết sức lực muốn né tránh trói buộc từ lực lượng này, nhưng một khắc sau hoa sen thập tự đã hoàn toàn nở rộ, ánh sáng vô tận bao phủ lấy huyết hà giáo. Tiếng kêu thê lương của huyết hà lão tổ không ngừng nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Sở hưu ngoắc tay vào không trung, một luồng máu tươi xuất hiện trong tay y luồng máu tươi đó thuần khiết tới cực hạn tựa như thủy tinh, hơn nữa còn như vật sống, không ngừng lưu động trong tay sở hưu. Sở hưu nhìn thoáng qua rồi ném nó vào hộp báu không gian của mình. Đây là hồn huyết của huyết hà lão tổ, chứa đựng chân linh của hắn. Huyết hà lão tổ có thể luyện hóa toàn bộ máu tươi của mình thành loại ô chọc đó, nhưng chỉ có hồn huyết chứa chân linh của bản thân là phải giữ cho thật tinh khiết. Luyện hóa thứ này sẽ có lợi ích nhất định, Sở Hưu không định sử dụng, y đã đáp ứng sẽ mang máu tươi của huyết hà lão tổ về cho lục giang hà, vậy nhất định sẽ làm. Tuy hiện tại máu tươi toàn thân của huyết hà lão tổ đều bị y tịnh hóa, nhưng một chút hồn huyết tinh khiết tới cực điểm này còn có tác dụng lớn hơn đống máu tươi ô chọc kia, Mai Khinh Liên đi tới kinh ngạc nhìn Sở Hưu nói, người không sao chứ? Sở Hưu lấy làm lạ hỏi, ta có làm sao? Chương 1639, Diệt huyết hà 2 Mỗi lần ngươi thi triển thần thông xong đều như bị thoát lực, sao lần này lại không việc gì? Mai Khinh Liên lấy làm lạ đánh giá Sở Hưu, nhìn tới mức Sở Hưu thấy mất tự nhiên. Ai bảo ta thoát lực, chẳng qua là tiêu hao quá độ thôi." Sở Hưu suy nghĩ một chút rồi nói, "Thức thần thông thập tự liên hoa ấn này khác với những thần thông còn lại của ta, không thể nói là nó yếu nhưng nó cũng không mạnh." Môn thần thông này là thần thông cố hữu của Phật môn. Khi đối mặt với những lực lượng âm tà quỷ dị, Thập tự Liên Hoa ấn có thể phát huy ra uy lực cường đại nhất. Nhưng khi đối mặt với những lực lượng thuộc tính dương, uy lực của Thập tự Liên Hoa ấn lại rất bình thường. Sở Hưu vẫn khá hài lòng với Thập tự Liên Hoa ấn mà mình lĩnh ngộ được dưới tu Bồ Đề bảo thụ. Tuy tác dụng có hạn chế, nhưng tiêu hao nhỏ hơn pháp thiên tượng địa nhiều, hoàn toàn trong phạm vi chịu đựng của Sở Hưu. Sau khi hủy diệt huyết hà giáo, Sở hưu kiểm kê lại tổn thương, trên thực tế y cũng không tổn thất quá nhiều người. Không thể không nói, thực lực võ giả huyết hà giáo đúng là hơi yếu. Khi huyết hà lão tổ truyền thụ võ công cho những đệ tử này, có vẻ hắn đã lưu lại chút thủ đoạn, đại đa số võ giả huyết hà giáo chỉ tu luyện tà công hút máu nhưng không được truyền thụ võ kỹ quỷ dị của huyết hà lão tổ. Lúc này toàn bộ huyết hà giáo đã là máu chảy thành sông, thật sự xứng danh huyết hà giáo. Sở Hưu vung tay lên nói, đi thôi, tới Hoàng Thiên Các Mai Khinh Liên lấy làm lạ hỏi, tới Hoàng Thiên Các làm gì? Sở Hưu nhíu mày nói, ngươi không nghĩ sau khi tiêu diệt huyết hà giáo là chúng ta có thể kê cao gối nằm ngủ đấy chứ? Bên phía Hàn Giang Thành sẽ không từ bỏ, dù sao chúng ta cũng phải lôi kéo Hoàng Thiên Các hỗ trợ chia sẻ bớt nguy hiểm mới được. Sở Hưu vừa nói vậy, Mai Khinh Liên đã hiểu, chia sẻ nguy hiểm gì chứ, rõ ràng là tìm kẻ gánh tội thay. Nghe vậy Mai khinh Liên cũng không khỏi mặc niệm cho Hoàng Thiên Các. Làm cấp trên của sở hưu đúng là nghề nguy hiểm. Lý vô tướng đã bị sở hưu khắc tới chết, không biết sung thu thủy còn cố được bao lâu. Tuy cái chết của Lý vô tướng thật ra không liên quan mấy tơi tên sở hưu kia, nhưng hào quang chuyên khắc cấp trên của sở hưu vẫn rất cường đại. Mà trong lúc sở hưu còn chưa trở lại Hoàng Thiên Các tin tức huyết hà giáo bị tiêu diệt đã lan truyền khắp đông vực gây ra sóng to gió lớn. Tại đông vực thực lực của huyết hà giáo không phải kém thậm chí huyết hà lão tổ được cho là cường giả có khả năng bước vào cảnh giới võ tiên nhất trong số võ giả xuất thân tán tu kết quả hiện giờ hy vọng này đã bị kẻ khác bóp chết kẻ này tên là sở hưu còn huyết hà giáo dưới tay y cũng đã máu chảy thành sông xứng danh huyết hà giáo huyết hà giáo bị tiêu diệt khiến cho giang hồ đông vực cực kỳ chấn động thật ra trong giang hồ đông vực sở hưu vẫn rất nổi tiếng truyền nhân của cổ tôn lại thêm liên tiếp đánh bại hiên viên vô song và vũ văn phục Chuyện này khiến Sở Hưu đã tiến vào mắt các cao thủ võ lâm ở Đông vực. Nhưng đây chẳng qua là cá nhân y có danh tiếng, còn bây giờ Sở Hưu lại dẫn người càn quét hủy diệt huyết hà giáo, hủy diệt đại phái gần cấp đỉnh phong tại Đông vực, chuyện này khiến võ lâm Đông vực chấn động cực lớn. Sau khi Sở Hưu tới Hoàng Thiên Các, Lục Tam Kim đích thân ra nghênh tiếp Sở Hưu. Nhưng sau khi gặp Sở Hưu, sắc mặt Lục Tam Kim lại trở nên khá kỳ quái. "Sở huynh, ngươi thật sự tiêu diệt huyết hà giáo?" Sở hưu gật đầu nói, chuyện này đã đồn khắp đông vực, chẳng lẽ còn là giả. Lục tam kim há miệng, hắn đã không biết nên nói gì cho phải. Thật ra trong đông vực này, huyết hà lão tổ cũng không được giới võ lâm ưa thích. Huyết hà lão tổ làm việc âm tà quỷ dị, hơn nữa công pháp của huyết hà giáo cần hấp thu máu tươi của võ giả để tu luyện, cho nên người của huyết hà giáo chắc chắn không phải loại lương thiện. Chỉ có điều huyết hà lão tổ rất thông minh. Bình thường không ra tay với các đại phái, chỉ xuất thủ với một số võ giả tán tu. Tuy huyết hà lão tổ từng khiến võ lâm nổi giận, thậm chí khiến cho không ít cao thủ tán tu tới tân công huyết hà giáo, nhưng cuối cùng hoặc thất bại thối lui, hoặc trở thành chất dinh dưỡng cho huyết hà lão tổ. Lại thêm sau này huyết hà lão tổ gia nhập dưới trướng vào Hàn Giang Thành, có được một chỗ dựa lớn, thậm chí không ai dám tới gây chuyện với huyết hà lão tổ. Kết quả không ai ngờ huyết hà lão tổ lại chết trong tay sở hưu. Toàn bộ huyết hà giáo cũng bị hủy diệt tất cả chỉ vì huyết hà lão tổ động tới thuộc hạ của Sở Hưu, chuyện này có nghĩ sao cũng thấy không bình thường. Các chủ đang ở bên trong đợi ngươi đấy, hiện giờ cảm xúc của các chủ có vẻ không ổn định, ngươi cẩn thận một chút. Sở Hưu gật nhẹ đầu, trực tiếp đi vào nội đường. Lúc này trong nội đường, sắc mặt Sung Thu Thủy không có vẻ gì là giận dữ, chỉ bất đắc dĩ nhìn Sở Hưu, không sai, đúng là bất đắc dĩ. Lúc này hắn đã hiểu chỗ khó xử của Lý Vô Tướng nếu hắn không phải các chủ sở hữu giết chết huyết hà lão tổ vậy chắc chắn hắn đã vô tay khen hay giết chết loại chó săn cắn lung tung bốn phía của hàn giang thành tăng cường uy danh của hoàng thiên các có nhìn thế nào cũng là chuyện tốt mới đúng nhưng hiện tại hắn là các chủ đã được trải nghiệm cảm giác quản lý một đại tông môn đông vực như hoàng thiên các đúng là không dễ dàng gì bên phía hắn vừa liều mạng với hàn giang thành một lần Tuy dựa vào thái độ điên cuồng không sợ chết khiến cho Hàn Giang Thành e ngại ném chuột vỡ bình, không ra tay tấn công quá dữ dội, nhưng cũng khiến Hàn Giang Thành đứng ngoài nhìn chằm chằm vào. Kết quả bây giờ sở hưu tiêu diệt huyết hà giáo, tương đương với chém đứt một cánh tay của Hàn Giang Thành, với tính cách của Diệp Duy không, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Nhưng sung thu thủy dù sao cũng không phải lý vô tướng, hắn cũng là loại bá đạo cấp tiến. Cho nên không trách móc gì sở hưu, chỉ thở dài một tiếng nói, nói đi, rốt cuộc ngươi nghĩ như thế nào? Người giết huyết hà lão tổ, hủy diệt huyết hà giáo, ta tin với tính cách của ngươi chắc chắn sẽ có chuẩn bị. Sở hưu gật đầu nói, chưa nói tới chuẩn bị, chỉ có một số ý tưởng muốn nói với các chủ. Ý tưởng gì? Sở hưu ánh mắt âm trầm, hạ giọng nói, hiện tại Hoàng Thiên Các đã chuẩn bị để đánh cược sinh tử với Hàn Giang Thành chưa? Sung Thu Thủy đột nhiên biến sắc sau đó hắn thở dài lắc đầu nói chuẩn bị cho dù có liều mạng chúng ta cũng không thắng được còn cần chuẩn bị cái gì sở hưu híp mắt nói không thắng được nên định chờ chết à lần này chắc chắn hàn giang thành sẽ dốc toàn lực xuất thủ sung thu thủy cả giận nói người diệt huyết hà giáo chém một cánh tay của hàn giang thành nếu hàn giang thành không ra tay mới gọi là lạ sở hưu lắc đầu nói các chủ nói sai rồi ta giết chết huyết hà lão tổ tuy sẽ khiến hàn giang thành xuất thủ sớm nhưng cho dù ta không động tới huyết hà giáo, bọn họ cũng chuẩn bị xuất thủ rồi. Diệp Duy không tính cách ra sao, ta tin các chủ hiểu rõ hơn ta. Dã tâm của kẻ này rất lớn, quy mô hiện tại của Hàn Giang Thành không đủ thỏa mãn hắn. Chương 1640, cắt thịt cho hổ ăn, xua hổ nuốt sói. Tuy Diệp Duy không không quá già nhưng hắn cũng không còn trẻ nữa. Còn người nối nghiệp của hắn, kỳ vô hận kém xa Diệp Duy không? cho nên nếu ta là Diệp Duy không, ta phải dốc hết sức xuất thủ trước khi bản thân bắt đầu xa sút Hủy diệt triệt để Hoàng Thiên Các chia đều đông vực với Lăng Tiêu Tông. Lần này Hàn Giang thành ra tay chắc chắn sẽ không lưu chủ, chẳng hay Hoàng Thiên Các có chống đỡ được không? Sung Thu Thủy im lặng không nói gì. Hắn tiếp xúc với Hàn Giang Thành nhiều hơn Sở Hưu, những điều Sở Hưu nhìn ra thì hắn cũng có thể nhìn ra, chẳng qua hắn không muốn đối mặt với chuyện này mà thôi. Nói thử xem, ngươi có cách gì? Sở hưu trầm giọng nói, chỉ có một cách thôi, đó là cắt thịt cho hồ ăn. Sau đó xua hổ nuốt sói. Lông mày sung thu thủy lập tức nhíu lại nói, ai là hồ, ai là sói. Lăng tiêu tông là hồ, hàn giang thành là sói. Sở hưu trầm giọng nói, chỉ cần các chủ chịu cắt thịt từ bỏ một phần lợi ích của Hoàng Thiên Các cho Lăng Tiêu Tông, ta tin Lăng Tiêu Tông sẽ đồng ý xuất thủ. Lăng Tiêu Tông là đại phái đệ nhất đông vực, bọn họ sẽ tuyệt đối không muốn thấy có một con sói đói quật khởi, khiêu khích địa vị của bọn họ. Sung Thu Thủy đã nhíu chặt lông mày. Trầm giọng nói, nhưng làm vậy khác nào uống thuốc độc giải khát, vỗ béo lăng tiêu tông, đến lúc đó bọn họ lại quay sang nuốt trừng Hoàng Thiên Cát Ta, kết quả chẳng phải vẫn vậy ư. Đừng quên Hoàng Thiên Cát Ta và lăng tiêu tông đã có thù oán hơn vạn năm. Sở hưu lắc đầu nói, đã là kẻ gần chết khát rồi, còn cái gì mà không uống được. Cho dù uống thuốc độc giải khát thì ít nhất uống vào lúc này, Hoàng Thiên Cát cũng có thời gian phát triển, không uống, thậm chí không có chút thời gian nào cho nên chỉ cần các chủ chịu cắt thịt bên phía lăng tiêu tông, ta sẽ tới đàm phán. Cần cắt bao nhiêu? Sung Thu Thủy suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lên tiếng hỏi. Sở hưu dơ một ngón tay nói, một quận. Sung Thu Thủy lập tức giật nảy mình, nhưng không đợi hắn lên tiếng. Sở hưu đã nói, các chủ, người cũng biết lăng tiêu tông có thực lực ra sao, không trả giá lớn như vậy thì lăng tiêu tông sẽ cho rằng chúng ta đang khích bác bọn họ và Hàn Giang Thành, sẽ không dễ gì ra tay. Sung Thu Thủy làm việc quả quyết hơn lý vô tướng nhiều. Có lẽ hiện giờ Hoàng Thiên Các cũng bị ép tới mức không còn cách nào, ngoài biện pháp của Sở Hưu, xung thu thủy thật sự không nghĩ ra cách gì khác. Cắt thịt thì cắt thịt, dù sao cũng tốt hơn ăn thua đủ với Hàn Giang Thành nhiều. Hơn nữa chuyện này do Sở Hưu tới đàm phán đúng là tốt hơn hắn nhiều. Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các có thù oán từ ở hạ giới một vạn năm trước, đấu đá tới tận Đại La Thiên. Hiện tại Bảo Sung Thu Thủy tới cúi đầu với Lăng Tiêu Tông, cắt thịt nhờ bọn họ giúp mình, Sung Thu Thủy thật sự không thể bỏ qua thể diện để làm vậy. Tuy trên danh nghĩa Sở Hưu là người của Hoàng Thiên Các, nhưng dù sao y cũng là truyền nhân của Cổ Tôn, có thể đứng trên góc độ người ngoài đàm phán chuyện này, ngược lại không cần xấu hổ quá mức. Sau khi nhận được lời hứa của Sung Thu Thủy, Sở Hưu trực tiếp tới Lăng Tiêu Tông. Trong một đại điện tiếp khách của Lăng Tiêu Tông, Tông chủ Phương Ứng Long và Tần Bách Nguyên, lệnh Hồ Tiên Sơn, ba vị cường giả cảnh giới võ tiên đều có mặt. Vốn dĩ với thể diện của Sở Hưu, không đáng cho ba vị võ tiên ra mặt nghênh tiếp. Nhưng xét thấy Sở Hưu vừa tiêu diệt huyết hà giáo, uy thế trong Võ Lâm Đông vực đang cường thịnh, hơn nữa y luôn miệng nói mình muốn thương thảo đại sự liên quan tới toàn bộ Đông vực, cho nên ba vị võ tiên mới cùng tới nơi này. Lúc này gặp được Sở Hưu, Tần Bách Nguyên vẫn thấy khó chịu với y hư khẽ một tiếng, Tần Bách Nguyên nói, tiểu tử, rốt cuộc ngươi có đại sự gì muốn nói với chúng ta? Đừng tưởng ngươi tiêu diệt được huyết hà giáo thì có thể coi mình là người có số có má trong võ lâm đông vực quy mô cỡ huyết hà giáo đó thì lăng tiêu tông ta phất tay là diệt được. Nếu hôm nay ngươi không nói được nguyên nhân, vậy có muốn rời khỏi lăng tiêu tông ta cũng không dễ dàng gì đâu. Sở hưu không câu nệ thái độ của tần bách nguyên, y vừa mở miệng là gây chấn động. Khiến cả ba đều kinh hãi. Hoàng thiên các ta nguyện giao đất đai một quận, đổi lấy lăng tiêu tông xuất thủ ngăn cản hàn giang thành khuếch trương. Tần bách nguyên vẻ mặt không thể tin nổi nói, người nói cái gì? Đất đai một quận, người nói lời này, sung thu thủy có biết không? Sở hưu trực tiếp lấy lệnh bài mà sung thu thủy đưa cho mình ra nói, đây là mật lệnh của các chủ, đủ để đại biểu ý tứ của các chủ. Ba người tần bách nguyên đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đều không thể tin nổi. Lần này Hoàng Thiên các đúng là hạ vốn lớn, đây là đất đai một quận đại biểu cho tài nguyên cả quận, nhân tài cả quận, thế lực võ lâm cả một quận. Cái giá như vậy đủ khiến bọn họ động tâm, nhưng đây là đại sự liên quan tới toàn bộ Đông vực, cho dù thế nào đám người Tần Bách Nguyên cũng không thể đáp ứng dễ dàng như vậy được, huống chi bọn họ còn muốn nhiều lợi ích hơn nữa. Tần Bách Nguyên híp mắt nói, "Xua hổ nuốt sói, đất đai một quận thôi mà muốn lăng Tiêu Tông ta cứu vãn nguy cơ của Hoàng Thiên các các ngươi?" Nghĩ hay lắm, nhưng người quên thù hận giữa hai phái chúng ta trong cả vạn năm qua à." Sở Hưu lạnh nhạt nói, "Tần Tông chủ không cần thăm dò, đất đai một quận đây là giới hạn cuối cùng của Hoàng Thiên Các chúng ta, nếu Lăng Tiêu Tông các ngươi không chịu giúp đỡ, hậu quả tự gánh." Tần Bách Nguyên giận quá hóa cười nói, "Sao nào, Lăng Tiêu Tông ta không giúp các ngươi, chẳng lẽ các ngươi còn đánh ngược lại Lăng Tiêu Tông chúng ta hay sao?" Sở Hưu trầm giọng nói, "Ta sẽ không nhưng Hàn Giang Thành thì có." lăng tiêu tông không giúp đỡ hoàng thiên các lại không ngăn được vị cường giả võ tiên thất trọng thiên diệp duy không đã ngăn không được chẳng bằng thuận theo đầu hàng thực lực bên ngoài của diệp duy không đã là võ tiên lục trọng bộc phát toàn lực thì đạt tới thất trọng thiên cũng không phải là khó nếu hoàng thiên các ta chọn thần phục với bí pháp nội tình của hoàng thiên các ta dốc toàn lực ủng hộ diệp duy không đủ để đẩy thực lực của hắn lên tới võ tiên bát trọng thiên đến lúc đó đông vực có hai vị cường giả võ tiên bát trọng thiên chẳng hay lăng tiêu tông các ngươi có thể ngồi yên ổn hay không vừa nghe câu này ngay cả tông chủ phương ứng long vẫn luôn bình tĩnh ánh mắt cũng lóe lên ánh sáng lạnh ngươi dám tần bách nguyên quát lớn sở hưu nói thẳng lại ta không dám nhưng hoàng thiên các lại dám đã sắp bị người ta diệt môn rồi còn cái gì không dám khúm núm đầu hàng dù sao cũng tốt hơn truyền thừa bị hủy diệt không phải sao Chương 1641 Đại chiến bắt đầu một. Bị Sở Hưu đáp trả thẳng thừng như vậy, cuối cùng Lăng Tiêu Tông chọn cách thỏa hiệp, đáp ứng điều kiện của Sở Hưu. Tuy đám người Tần Bách Nguyên không tin loại đại phái truyền thừa hơn vạn năm như Hoàng Thiên các lại chọn cách đầu hàng Hàn Giang Thành, nhưng bọn họ không thể đánh cược vạn nhất Hoàng Thiên các làm vậy thật bọn họ sẽ phải chịu khổ. Tần Bách Nguyên trầm giọng nói, ngươi muốn Lăng Tiêu Tông ta giúp các ngươi như thế nào? Nếu là giúp các ngươi hủy diệt Hàn Giang Thành, vậy ngươi không cần phải nghĩ, ta chỉ có thể cam đoan Hoàng Thiên các các ngươi sẽ không bị Hàn Giang Thành tiêu diệt. Sở Hưu gật đầu nói, như vậy là đủ, thật ra chỉ cần Lăng Tiêu Tông ra tay giúp chúng ta một lần thôi, đánh trọng thương Hàn Giang Thành lúc tập kích là đủ. Trừ vị Lăng Tiêu Tông, đặc biệt là tông chủ đại nhân, các ngươi chỉ cần mai phục trong khu vực mọi người, đợi tới thời khắc mấu chốt thì xuất thủ là được. Tần Bách Nguyên nghi ngờ nói, mai phục trong khu vực Nam Ma làm gì? Hàn Giang Thành mà ra tay với Hoàng Thiên Các chẳng lẽ lại từ bỏ tổng bộ Hoàng Thiên Các mà quay sang tấn công thương ngô quận nho nhỏ của ngươi hay sao?" Sở Hưu Híp mắt nói, "Vì sao lại không? Trước đây khi Hàn Giang Thành chưa tử chiến với Hoàng Thiên Các chính là vì e ngại những lá bài tẩy trong tổng bộ Hoàng Thiên Các. Bây giờ Hàn Giang Thành đã quyết định đánh một trận hủy diệt Hoàng Thiên Các, chắc chắn bọn chúng sẽ không đi ăn thua đủ với Hoàng Thiên Các. Ngược lại phải gạt bỏ tất cả cánh chim của Hoàng Thiên Các như vậy mới càng đơn giản." mà trong các thế lực phụ thuộc của Hoàng Thiên Các ta là người mạnh nhất, hơn nữa ta vừa hủy diệt huyết hà giáo, chắc chắn Diệp Duy không hận ta thấu xương, ra tay với ta trước mới là chuyện bình thường. Nghe Sở Hưu nói vậy, ánh mắt Tần Bách Nguyên nhìn về phía Sở Hưu mang sắc thái quái dị. Bị một vị trí cường giả cảnh giới võ tiên nhớ thương cũng không phải chuyện tốt. Nhưng tương tự, được một vị cường giả cảnh giới võ tiên hận thù tới vậy, Sở Hưu cũng coi là có bản lĩnh. Sau khi đàm phán ổn thỏa với Lăng Tiêu Tông, Sở Hưu không trì hoãn, lập tức trở lại Hoàng Thiên Các báo cho Sung Thu Thủy chuẩn bị ngăn địch trong khu vực Nam Man. Tuy Sung Thu Thủy cũng cảm thấy hoài nghi về chuyện Diệp Duy không sẽ tấn công thương ngô quận trước, nhưng Sở Hưu đã đàm phán xong xuôi với Lăng Tiêu Tông, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Thật ra trong chuyện này Sở Hưu nắm chắc gần trăm phần trăm. Vì tên Diệp Duy không này là loại không cần thể diện. Đối với kẻ yếu thì chuyện này mang nghĩa xấu, nhưng đối với cường giả, chuyện này rất kinh khủng. Khi một vị cường giả cảnh giới võ tiên thậm chí không cần thể diện, ngoài thực lực tuyệt đối ra, ngươi lấy gì ra đối phó với hắn? Cố ý nhắm vào võ giả tiểu bối như Sở Hưu, đây là chuyện nói thì dễ mà nghe thì khó, nhưng chính vì Diệp Duy không không cần thể diện, cho nên hắn không quan tâm tới tiếng tăm. Giết chết Sở Hưu trước sẽ là đả kích cực lớn đối với Hoàng Thiên Các. Ngay lúc sở hưu bố trí, Hàn Giang Thành cũng tổng động viên, tất cả tinh nhuệ tập trung tại Lăng La Quận. Sở hưu đoán rất chính xác, đúng là Diệp Duy không định giải quyết y trước. Đối với Hàn Giang Thành, huyết hà giáo chỉ là một con chó dại nghe lệnh cắn người mà thôi. Ngày trước, nếu không phải huyết hà lão tổ thức thời, sau khi trêu chọc Hàn Giang Thành lại quả quyết nhận thua, có lẽ huyết hà giáo đã chẳng tồn tại tới giờ. Chó có điên đến đâu gặp Diệp Duy không cũng chỉ có nước lôi ra nấu canh nhưng huyết hà giáo trở thành chó của hàn giang thành cũng là chó của diệp duy không hắn mà còn rất nghe lời bây giờ chó bị người khác giết chủ nhân là hắn mà nén giận vây đông vực này có còn chỗ cho hắn không cho nên nhất định phải giết sở hưu cho dù vị sư phụ cổ tôn của y có tới cũng vô dụng trên bức tường biên giới lăng la quận diệp duy không mặc cẩm bào màu trắng bên ngoài lại mặc chiến giáp màu bạc bên trên lấp lánh ánh sao thậm chí còn có vết chém của đạo kiếm đã lâu rồi hắn không mặc bộ chiến giáp này, vì đây là chiến giáp Mạnh Tinh Hà lưu lại cho hắn, cũng là chiến giáp Mạnh Tinh Hà đích thân chế tạo cho hắn khi hai người liên thủ sáng lập ra Hàn Giang Thành. Chi phái của Tinh Hà tán nhân không gì không biết, tinh tượng thuật số họ hiểu, rèn binh luyện khí bọn họ cũng biết. Vuốt ve vết tích trên chiến giáp, ánh mắt Diệp Duy không lóe lên vẻ hồi tưởng. Ngày trước hắn mặc bộ chiến giáp này cùng Mạnh Tinh Hà tung hoành Đông vực gây dựng cơ nghiệp cường đại sánh vai với Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các còn hắn hiện giờ, chỉ còn lại một mình hắn. Hắn cũng muốn giữ mạnh tinh hà ở Hàn Giang thành, thậm chí để mạnh tinh hà lên làm thành chủ cũng được, nhưng mạnh tinh hà không hề do dự cự tuyệt. Mỗi người đều có số mệnh của mình, mạnh tinh hà là truyền nhân của cổ tôn, tương lai hắn cũng phải trở thành cổ tôn. Tới quy ẩn nơi rừng rậm, tiếp tục truyền thừa chi phái của hắn, có thế mới không phụ ơn dạy bảo của sư tổ chi phái hắn. Diệp Duy không hiểu mạnh tinh hà, cho nên dẫu hắn rất tiếc nuối nhưng đành phải tiễn hảo hữu đi khỏi nhìn về phía thương ngô quận diệp duy không lẩm bẩm tiểu mạnh ta từng nói với ngươi ta sẽ làm cho hàn giang thành hùng bá đông vực truyền thừa ngàn vạn năm thời gian của ta không còn nhiều lần này để ta bước nốt bước cuối cùng này đi diệp duy không quay đầu nhìn về phía các võ giả đang bận rộn tập kết ánh mắt không khỏi lóe lên ánh sáng lạnh từ xưa tới nay không có thế lực nào có thể kéo dài mãi mãi hoàng thiên các hưởng thụ di trạch của tổ tiên hơn vạn năm cũng nên tới lúc chấm dứt trong Thương Ngô quận, Sở Hưu cũng sắp xếp người rút lui khỏi Nam Anh phủ. Trước đây Nam Anh phủ bị bỏ hoang vì nó tiếp giáp với khu vực Nam Man, cho nên Sở Hưu rất coi trọng nơi này, bố trí rất nhiều nhân thủ. Trong đó có không ít tinh nhuệ mà y mang từ hạ giới tới. Những người này là y bỏ nhiều công sức ra bồi dưỡng, y không muốn bọn họ bỏ mạng tại đây. Sau khi Sở Hưu dẫn người rút khỏi Nam Anh phủ, quả nhiên Diệp Duy không đã dẫn người của Hàn Giang thành vượt biên, trực tiếp đánh thẳng tới phủ quận trưởng dọc con đường này hàn giang thành không bị phản kháng mấy phải nói hầu như không ai chống cự cứ như hoàng thiên các đã từ bỏ nơi này kỳ vô hận cau mày nói thành chủ chẳng lẽ tên sở hưu kia đoán trước được chúng ta sẽ tiến đánh thương ngô quận cho nên nên đã rút lui rồi định mai phục chúng ta diệp duy không lạnh nhạt nói mai phục thì đã sao vô hận trong một số thời khắc không cần suy xét quá nhiều cứ dùng nắm đấm trước rồi hãng dùng đầu óc đứng trước thực lực tuyệt đối tất cả chỉ là hư ảo nếu không có mai phục chúng ta trực tiếp hủy diệt thương ngô quận rồi tới Hoàng Thiên Các. Nếu hắn thật sự gọi đám người sung thu thủy tới mai phục trong thương ngô quận. Như vậy càng tốt chúng ta trực tiếp tiêu diệt bọn chúng ngay trong thương ngô quận mai phục có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ lại mạnh hơn uy lực đại trận vạn năm của Hoàng Thiên Các hay sao? Kỳ vô hận hiểu ra gật nhẹ đầu, nêu tên sở hưu kia bố trí mai phục như vậy ngược lại thành giúp bọn họ. mươi 1642, Đại chiến bắt đầu 2 khi người của Hàn Giang Thành đánh tới chân thương Nam Phủ, lúc này Sở Hưu đứng trên tường thành, lộ diện hiện thân, nhìn xuống những võ giả Hàn Giang Thành ở bên dưới. Tặc lưỡi cảm thán, Hàn Giang Thành quật khởi không phải không có nguyên nhân, chỉ riêng những võ giả Hàn Giang Thành ở bên dưới đã đủ hiểu, ai nấy cực kỳ sắc bén, ánh mắt lấp lóe chiến ý. Sở Hưu từng tới Hoàng Thiên Các và Lăng Tiêu Tông, đa số võ giả Lăng Tiêu Tông đều ngạo nghễ tự phụ, nhìn ai cũng như nhìn kẻ nhà quê, cứ như trong mắt bọn họ toàn bộ Đông vực chỉ có hai tông môn, một là Lăng Tiêu Tông, hai là các tông môn còn lại. Còn Hoàng Thiên Các thật ra đa số võ giả Hoàng Thiên Các có vẻ chỉ muốn ăn không ngồi rồi chờ chết. Không quan tâm tới điều gì, được chăng hay chớ, có vẻ tâm trạng nặng nề. Diệp Duy không ngẩng đầu lên nhìn Sở Hưu, lạnh nhạt nói, người đoán được ta sẽ tới?" Sở Hưu nói, đương nhiên là đoán được ta giết nhiều người của Hàn Giang thành như vậy, nếu Diệp thành chủ còn có thể bỏ qua cho ta dễ dàng như vậy, ngươi đã chẳng phải Diệp Duy không, đám hòa thượng của Thiên La bảo tự còn không từ bi đến vậy. Diệp Duy không cười lớn một tiếng nói, "Sở Hưu, nói thật nhé. Thật ra ta rất tán thưởng ngươi, không phải khách khí, đây là lời nói thật. Hành động quả quyết, không dây dưa dài dòng, phải giết thì giết, cần đánh thì đánh, rất giống ta khi còn trẻ. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi lại lựa chọn sai lầm." trước đây tiểu mạnh và ta có thể gây dựng hàn giang thành sánh vai với đại tông môn vạn năm, còn ngươi và hoàng thiên các chỉ có thể cùng xa sút Đừng nấp nữa, gọi toàn bộ đám người của hoàng thiên các ra đi. Sở hưu có thể đoán được Diệp Duy không sẽ tới gây chuyện với y. Đương nhiên Diệp Duy không cũng đoán được nếu sở hưu chưa đi, vậy chắc chắn trong thương ngô quận có mai phục. Cho nên sở hưu không bảo đám người sung thu thủy bố trí cạm bẫy gì. Trận pháp được bố trí vội vàng sẽ chẳng có tác dụng gì. Xung Thu Thủy và một loạt võ giả Hoàng Thiên Các khác xuất hiện trên tường thành, hắn lạnh lùng nói, "Diệp Duy Không, lão già mà không chịu chết nhà ngươi tự tin quá nhỉ. Ngươi tưởng truyền thừa và nội tình vạn năm của Hoàng Thiên Các ta là bùn đất chắc?" Diệp Duy Không không hề tức giận, hắn chỉ lạnh nhạt nói, "Sung Thu Thủy, thật ra ta cũng rất tán thưởng ngươi, nếu suy nghĩ ở Hàn Giang Thành của ta, chắc đã là chiến tướng đứng đầu." nhưng đáng tiếc các chủ thế hệ trước không trọng dụng ngươi các chủ thế hệ này lại chèn ép ngươi thực lực với năng lực của ngươi phát huy được bao nhiêu cho dù bây giờ ngươi trở thành các chủ cũng vô dụng một mình ngươi không ngăn nổi cơn sóng dữ này truyền thừa nội tình vạn năm thì đã sao thế gian này không có thứ gì là vĩnh hằng bất diệt thế giới này còn bị hủy diệt huống chi một tông môn nho nhỏ như các ngươi có âm mưu thì đã sao mai phục thì thế nào thật ra tất cả đều trong khống chế của diệp duy không hắn đã tính sẵn, đây cũng là lần cuối cùng hắn dốc toàn lực xuất thủ, giải quyết ân oán, hủy diệt hoàn toàn Hoàng Thiên Các, sau đó mọi chuyện sẽ giao cho thế hệ tiếp theo như kỳ vô hận. Nhưng ngay lúc này gương mặt sở hưu lại nở nụ cười quỷ quyệt, Diệp Thành chủ tự tin quá nhỉ. Nhưng trong một số thời điểm không nên nói năng ngông cuồng như vậy. Phương Tông Chủ, đền lượt các ngươi ra sân, lăng tiêu tông các ngươi không đến mức không giữ chữ tín chứ. Sau khi Sở Hưu dứt lời, Phương Ứng Long đạp lên không trung xuất hiện, bộ Cửu Long bào đón gió lay động, khí thế ngập trời. Yên tâm, lời hứa của Lăng Tiêu Tông ta còn vững chắc hơn thần khí. Ngay khi thấy Phương Ứng Long, sắc mặt Diệp Duy không rốt cuộc cũng thay đổi, có vẻ như mọi chuyện đã vượt ngoài khống chế của hắn. Phương Ứng Long xuất hiện lập tức khiến Diệp Duy không cảm thấy thật ra mọi chuyện đã thoát khỏi tầm kiểm soát của mình hắn cũng biết ân oán giữa lăng tiêu tông và hoàng thiên các nhưng chính vì vậy lăng tiêu tông càng không nên xuất hiện tại đây bọn họ nên tọa sơn quan hổ đấu mới đúng diệp duy không chăm chú quan sát phương ứng long trầm giọng nói ta thật không ngờ lần này lăng tiêu tông lại xuất thủ chẳng lẽ theo ý các ngươi hàn giang thành ta còn uy hiếp lớn hơn kẻ địch của các ngươi là hoàng thiên các phương ứng long gật đầu đáp nói vậy không sai đúng là uy hiếp của các ngươi lớn hơn hoàng thiên các Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các tranh đấu đã hơn vạn năm, cho nên chúng ta hiểu rất rõ Hoàng Thiên Các biết suốt cuộc giới hạn trên và dưới của bọn họ ở đâu. Nhưng chúng ta lại không hiểu về Hàn Giang Thành của ngươi, thứ gì không biết mới là đáng cảnh giác nhất. Nghe hai người Diệp Duy Không và Phương Ứng Long đối đáp, Sở Hưu đột nhiên cảm thấy đám người Đại La Thiên này vẫn có ưu điểm rất lớn, ví dụ như cách hành xử và nói năng của bọn họ đều rất trực tiếp. Rất ít khi chơi hư chiêu. Võ đạo như lúc này, nếu Phương Ứng Long là đám tông môn chính đạo ở hạ giới, chắc chắn bọn họ sẽ lải nhải một đống đạo lý, nói giữ gìn sự ổn định cho đông vực, không thể để ngươi diệt hoàng thiên các vân vân. Còn Phương Ứng Long lại cực kỳ trực tiếp, ta cảm thấy uy hiếp của ngươi lớn hơn hoàng thiên các nên ta sẽ ngăn cản ngươi, không cho ngươi thành công. Không có nhiều đạo lý dối rắm chỉ liên quan tới lợi ích của tông môn. Không thể không làm. Nhưng tiếp đó Phương Ứng Long lại ngừng nói, nhìn Sở Hưu một cái nói, đương nhiên đây chỉ là một trong số những nguyên nhân, một nguyên nhân khác là vị Sở Tiểu Hữu này nhanh mồm nhanh miệng, tinh thâm thuật hợp tung liên hoành, hắn đưa ra điều kiện khiến cho Lăng Tiêu Tông ta không cách nào cự tuyệt. Vừa nói xong câu này, Sở Hưu lập tức cảm thấy ánh mắt Diệp Duy không nhìn về phía mình đã ẩn chứa sát khí. Sở Hưu, lúc này y đã không cảm thấy Phương Ứng Long thẳng thắn tuy kẻ này là cường giả võ tiên nhưng tâm tư lại cực kỳ bẩn thỉu trong thời điểm như vậy vẫn không quên kéo thù hận cho võ giả tiểu bối như y nhìn phương ứng long trước mắt diệp duy không đột nhiên mỉm cười nói phương ứng long lần trước chúng ta giao thủ là lúc nào nhỉ vài chục năm trước hay một trăm năm trước khi đó ngươi thậm chí còn không phải võ tiên đông vực đệ nhất cao thủ xưa nay ta chưa từng tranh giành vị trí này với ngươi từ đầu đã là của ngươi lần này ta muốn lãnh giáo thử, rốt cuộc vị đông vực đệ nhất cao thủ nhà ngươi mạnh tới mức nào. Cường giả cảnh giới võ tiên sẽ không dễ dàng thối lui. Lần trước Diệp Duy không chỉ định giáo huấn sở hưu một chút, kết quả gặp một vị cổ tôn, lần đó không quan trọng cho nên hắn rút lui. Còn lần này hắn tập hợp toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của Hàn Giang Thành, thừa thế sông lên định tiêu diệt Hoàng Thiên Các, làm sao lại rút lui cho được. Thành chủ Hàn Giang Thành luôn bá đạo, sẽ không rút lui hai lần tại cùng một địa điểm. Sau khi Diệp Duy không dứt lời, hắn bước lên bước khí thế như gió bão quét qua tạo thành một cơn bão tuyết. Gió rét thê lương sen lẫn bông tuyết phú xuống, khí thế của Diệp Duy không tăng vọt lên tới đỉnh phong, chỉ trong chớp mắt, phương viên vài trăm trượng xung quanh hắn đã bị băng tuyết bao phủ, sở hưu còn tưởng mình tới cực bắc phiêu tuyết thành ở hạ giới. Sở hưu không hiểu về khí thế của võ tiên, chỉ biết đối phương rất mạnh. Nhưng sắc mặt phương ứng long lại thay đổi. Võ tiên thất trọng thiên, không ngờ ngươi lại bước vào thất trọng thiên. Trước đó Võ Lâm Đông vực luôn có tin đồn nói Diệp Duy không có thực lực lục trọng thiên, bộc phát toàn lực có thể đạt tới thất trọng thiên. Chương 1643, kéo thêm thù hận cho ngươi. Nhưng bây giờ, không ngờ hắn đã có thực lực thất trọng thiên. Sắc mặt Sung Thu Thủy cũng nghiêm nghị hẳn lên, lần trước hắn giao thủ với Diệp Duy không, đối phương vẫn đang giấu nghề. E là lực lượng thất trọng thiên này là hắn chuẩn bị cho Lăng Tiêu tông. Tuy nói cảnh giới Võ Tiên được phân chia tỉ mỉ thành Cửu trọng, nhưng mọi người vẫn theo thói quen cho rằng nhất trọng thiên tới Tam trọng thiên là một khoảng, Tứ trọng thiên tới Lục trọng thiên là một khoảng, còn Thất trọng thiên tới Cửu trọng thiên mới là đỉnh phong của Võ Tiên. Lục trọng thiên và Thất trọng thiên tranh nhau một tiểu cảnh giới, nhưng thực chất chênh lệch rất lớn, cho nên Diệp Duy không bộc phát toàn lực tiếp cận Thất trọng thiên mới khiến người khác e ngại nhưng giữa thất trọng thiên và bát trọng thiên không có tranh lệch lớn như vậy hiện tại diệp duy không đã không phải khiến người ta e ngại mà hoàn toàn có tư cách khiêu chiến vị đông vực đệ nhất cao thủ phương ứng long gương mặt diệp duy không không chút biểu cảm nhưng sau lưng hắn tầng tầng lớp lớp gió bão băng xương bay lượn cuối cùng hóa thành một con băng long khổng lồ gầm thét diệp duy không giơ tay chộp tới không ngờ con băng long khổng lồ kia lại hóa thành trường đao trong tay hắn trường đao hình rồng lấp lánh ánh băng xương trong đó không phải là lực lượng thiên địa mà là một loại quy tắc thiên địa lúc này diệp duy không không khác nào biến thần thông thành binh khí nắm trên tay phương ứng long bước lên một bước cửu long gầm thét quanh người cự long cương khí màu vàng kim bay lượn giữa không trung cắn về phía diệp duy không cường giả cảnh giới võ tiên mà thật sự đại chiến uy lực không khác nào thần tiên giao đấu là hủy thiên diệt địa thật sự cho nên Phương Ứng Long và Diệp Duy không trực tiếp xuất hiện giữa không trung, cho dù có giao chiến kịch liệt đến mấy cũng không lan tới mặt đất. Nhưng Sung Thu Thủy bên mặt Sở Hưu lại có vẻ do dự, không biết mình có nên lao lên hay không. Sở Hưu nghi hoặc nói, các chủ còn chờ gì nữa? Liên thủ với Phương Ứng Long, cho dù không thể đánh bại Diệp Duy không cũng phải khiến hắn trọng thương mới được, không phải đến giờ ngươi vẫn định tọa sơn quan hổ đấu đấy chứ? Sắc mặt Sung Thu Thủy khá khó coi, chờ cái gì? một võ tiên bát trọng thiên một võ tiên thất trọng thiên ta mà lao lên khéo còn bị đánh trọng thương đầu tiên sở hưu kinh ngạc nói cùng là cảnh giới võ tiên chỉ là kém vài trọng thiên thôi sao tranh lệch lớn vậy sung thu thủy hừ lạnh nói vài trọng thiên mà thôi khi ngươi còn ở cảnh giới chân hỏa luyện thần đã có thể chém giết thiên địa thông huyền dễ như trở bàn tay lúc đó ngươi nhìn những võ giả chân hỏa luyện thần bình thường như thế nào bây giờ phương ứng long và diệp duy không cũng nhìn ta như vậy đấy Nghe Sung Thu Thủy nói như vậy, Sở Hưu lập tức im lặng. Nếu đã vậy, đúng là tranh lệch rất lớn. Nhưng tuy Sung Thu Thủy nói vậy, hắn vẫn xông lên cùng Phương Ứng Long vây công Diệp Duy không? Diệp Duy không bị trọng thương ngược lại Hoàng Thiên các hưởng lợi lớn nhất, hơn nữa nếu lúc này hắn thật sự không ra tay, khiến Phương Ứng Long nổi giận buông tay mặc kệ, bọn họ sẽ phải chịu khổ. Chỉ có điều Sung Thu Thủy đúng là thê thảm, hắn vừa xông lên đã bị Diệp Duy không cho một quyền đánh xuống. Cường giả cảnh giới võ tiên đại chiến, sở hưu chỉ có thể đứng xem, thậm chí tới cảnh giới của Phương Ứng Long và Diệp Duy không, cho dù có đứng xem cũng không hiểu, cho nên bên phía sở hưu cũng không nhàn rỗi, trực tiếp phung tay, lệnh cho người dưới trướng và võ giả Hoàng Thiên các cùng tấn công Hàn Giang Thành. Lần này sở hưu không hề nương tay, dưới tay y đều là tinh nhuệ từng tham gia tiêu diệt huyết hà giáo, lúc này cũng theo hắn sung phong. Hoàng Thiên các có tồn tại hay không cũng không quan trọng, Quan trọng là Hàn Giang Thành đã coi Sở Hưu là cái đinh trong mắt, nếu lần này không đánh trọng thương Diệp Duy không, thương Ngô Quận của y sẽ vĩnh viễn không được bình an. Ngay khi Sở Hưu bước vào chiến trường, Kỳ Vô Hận mặc chiến giáp băng lam đã nhảy tới trước mặt y, ánh mắt lấp lóe sát ý lạnh lẽo. "Sở Hưu, biết thế lúc ở Lăng La quận ta nên không tiếc bất cứ giá nào, giết chết nhà ngươi." Lúc này Kỳ Vô Hận thật sự hối hận, khi đó hắn cho rằng mình đã rất coi trọng Sở Hưu. Không ngờ hắn vẫn chưa coi trọng đủ. Hàn Giang Thành chỉ có chừng này lực lượng, bọn họ chỉ có một cơ hội xuất thủ, nếu lần này không thể hủy diệt Hoàng Thiên Các, vậy không thể bù đắp nhân lực tài nguyên đã tiêu hao, lần tiếp theo xuất thủ, trừ phi bản thân Hoàng Thiên Các gặp bất chắc, nếu không Hàn Giang Thành phải đợi một thời gian rất dài mới có thể tích cóp đủ thực lực. Mọi chuyện đều là vì sở hưu dùng cách gì không biết, chẳng ngờ lại mời được Lăng Tiêu Tông xuất thủ. Không tiếc bất cứ giá nào. Kỳ Vô Hận, ngươi mơ tưởng nhiều quá, cho dù ngươi không tiếc bất cứ giá nào để giết ta, không khéo kết quả còn thảm hại hơn hiện tại." Gầm lên một tiếng, Kỳ Vô Hận đã chẳng muốn nhiều lời với Sở Hưu, hắn thi triển lĩnh vực gió bão vô tận ngưng tụ trong lĩnh vực trực tiếp bao phủ lấy Sở Hưu. Diệp Duy không ở bên trên liều mạng, đương nhiên hắn cũng phải liều mạng ở bên dưới. Thật ra Hàn Giang thành bọn họ mới là không còn đường lui. Dù sao nội tình của bọn họ cũng là yếu nhất nếu không nhân lúc Diệp Duy không vẫn còn, Hàn Giang thành trong thời đỉnh phong, công thành chiếm đất, gây dựng cơ nghiệp ai biết đời sau sẽ ra sao. Thần vực được mở ra quanh người sở hưu, trực tiếp dùng cách thức thô bạo giao chiến lĩnh vực. Trong thần vực ngũ hành rối loạn, âm dương điên đảo, lực lượng cường đại vạn vẹo tiêu diệt hết thầy. Lĩnh vực của kỳ vô hận gặp phải lĩnh vực của sở hưu, không ngờ lại cực kỳ yếu ớt. Trực tiếp bị tan giã thôn tính. Khoảnh khắc này, Kỳ Vô Hận nhìn Sở Hưu như thấy quỷ. Tất cả mọi người đều có lĩnh vực, tuy lĩnh vực thuộc tính khác nhau có thể khắc chế lẫn nhau, nhưng chuyện này phải xem thực lực cụ thể của võ giả. Kết quả lúc này, rõ ràng cảnh giới của Sở Hưu không bằng hắn nhưng lĩnh vực lại hoàn toàn khắc chế hắn, rốt cuộc đây là lĩnh vực gì? Thấy thần vực của Sở Hưu đã từ từ xâm chiếm lĩnh vực của hắn, Kỳ Vô Hận gầm lên một tiếng sau lưng hiện lên con băng long khổng lồ, gầm thét giữa thiên địa, dung nhập vào quyền phong của hắn, trực tiếp đánh về phái sở hưu. Những nơi quyền này đi qua, dường như cả thiên địa nguyên khí cũng bị đóng băng, nhưng sở hưu lại không tránh không né, cũng đấm ra một quyền, nội lực chân hỏa thiêu đốt bừng bừng, khí huyết sôi trào tới cực hạn. Trước đó sở hưu từng giao thủ với kỳ vô hận, biết băng phách thần công của đối phương cực kỳ mạnh mẽ bá đạo, có thể đóng băng nội lực và khí huyết. Thậm chí cả nguyên thần. Cho nên lúc này Sở Hưu thiêu đốt nội lực chân hỏa tới cực hạn, khiến cho khí huyết sôi trào, lực lượng cơ thể đơn thuần này là thứ kỳ vô hận không thể đóng băng. Hai quyền va chạm như băng hỏa bùng nổ, thân hình Sở Hưu vẫn đứng yên tại chỗ còn kỳ vô hận trực tiếp bị đánh bay. Chương 1644, cướp đầu người một. Lần gần nhất kỳ vô hận chứng kiến Sở Hưu xuất thủ là đánh cược võ đạo trong Lăng Tiêu Tông, khi đó Sở Hưu còn chưa thật sự bước vào cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền cho nên ấn tượng của kỳ vô hận về thực lực của sở hưu cũng dừng lại tại thời điểm đó. Đối với người khác mà nói, không đến một năm, chắc hẳn thực lực sẽ không thay đổi nhiều. Nhưng đối với sở hưu, hắn của hiện tại và hắn khi đánh cược võ đạo, thực lực đã cách biệt một trời một vực. Cách biệt một trời một vực này không phải vì sở hưu chính thức bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền mà vì y gặp được thiên hồn, chỉnh lý triệt để võ đạo của bản thân. Khả năng khống chế lực lượng đã lên tới đỉnh phong. Kỳ Vô Hận kinh hãi nhìn Sở Hưu, nhưng không đợi hắn kinh hãi xong, Sở Hưu đã lại xuất thủ. Đao mang hung ác trên phá trận tử như ngưng tụ thành thực chất chém xuống dưới đất. Diệt địa trong Thất Đại Hạn được thi triển, lực lượng cường đại xuyên qua lòng đất, một khắc sau mặt đất dưới chân Kỳ Vô Hận vỡ vụn thành từng mảnh, vô số đao quang từ dưới chân hắn bắn lên bao phủ lấy hắn. Trong đao mang kia còn mang theo một luồng lực lượng kỳ dị, như khiến mặt đất dưới chân Kỳ Vô Hận sinh ra lực hút cực mạnh, khiến hắn không cách nào né tránh một khắc sau quanh người kỳ vô hận bắt đầu xuất hiện tầng tầng lớp lớp giáp băng ngăn cản đao mang kia. tuy giáp băng bị đao mang xé rách nhanh chóng nhưng lại lập tức ngừng tụ tiêu hao lực lượng của đao mang. đến cuối cùng quanh người kỳ vô hận còn có một con băng long uốn lượn quấn lấy hắn né tránh lực hút đó, đạp lên không trung. nhưng ngay lúc này một luồng đao quang lại mang theo phong mang cực hạn xé rách hết thảy, phá tan giáp băng quanh người kỳ vô hận còn trực tiếp xẻ chiến giáp trên người hắn. Kỳ vô hận nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái nắm lấy phá trận tử của sở hưu, bị lưỡi đao sắc bén cực hạn của phá trận tử xé rách hổ khẩu. Máu tươi đỏ thẫm chảy xuống, không ngờ lại hóa thành màu băng lam, dọc theo lưỡi đao lan xuống, khiến sở hưu lập tức cau mày. Y có thể cảm giác được máu tươi băng hàn kia không ngờ lại có thể trực tiếp đóng băng khí linh của phá trận tử. Thậm chí còn đóng băng cơ thể cương khí của Y. Thân là người thừa kế của Hàn Giang Thành, đương nhiên trên người kỳ vô hận cũng có át chủ bài không phải ai cũng là sở hữu có thể nắm giữ thần thông khi còn ở cảnh giới chân hỏa luyện thần nhưng như kỳ vô hận tuy bọn họ không cách nào sở hữu thần thông nhưng lại thông qua đủ các phương thức đạt được phương pháp khống chế một bộ phận năng lực của thần thông ví dụ như những thanh tiểu kiếm có lực lượng thần thông của lục tam kim hoặc kỳ vô hận hiện tại dung nhập lực lượng quy tắc vào trong máu thịt của mình dùng lực lượng máu thịt điều động quy tắc của thiên địa dưới áp chế của máu tương băng hàn kia cho dù sở hưu bộc phát nội lực chân hỏa tới cực hạn cũng không cách nào hòa tan lúc này quyền phải của kỳ vô hận mang theo lực lượng cường đại hung hưng đập xuống hàn y ngưng tụ băng tinh sụp đổ sở hưu cười lạnh một tiếng cũng giơ nắm tay trái lên chỉ dùng lực lượng đơn thuần giao đấu nhưng không hề rơi xuống hạ phong thậm chí còn có vẻ áp đảo kỳ vô hận kỳ vô hận đánh một lúc cũng cảm thấy không đúng lực lượng cơ thể của sở hưu cực kỳ cường hãn, cho dù hắn là cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền đỉnh phong, nhưng giao chiến như vậy cũng không chiếm được chút ưu thế nào. Đặc biệt là tuy hắn đã luyện hóa lực lượng quy tắc vào trong máu thịt trước mắt cũng dựa vào loại lực lượng này chèn ép khí linh thần binh và một phần lực lượng của sở hưu, nhưng hắn lại phải chịu tổn thất lực lượng khí huyết. Cảm thấy có gì đó không đúng, một khắc sau trong mắt kỳ vô hận lóe lên hào quang u lam, hàn ý xuyên thẳng vào tâm thần, định đóng băng nguyên thần của sở hưu. Hàn Giang thành không am hiểu bí pháp Nguyên Thần, loại lực lượng đóng năng Nguyên Thần này chỉ là một cách cách vận dụng lực lượng quy tắc. Nhưng một khắc sau, Kỳ Vô Hận lập tức biến sắc. Vì thần quang có thể đóng băng Nguyên Thần của hắn không ngờ lại trực tiếp xuyên qua thân thể Sở Hưu, hoàn toàn thất bại. Lại là ảo thuật, Kỳ Vô Hận thầm hô không ổn, hắn đã biết Sở Hưu có một loại ảo thuật cực kỳ quỷ dị, thậm chí ngay cả hắn cũng không thể nhìn ra sơ hở nhược điểm. Hắn vừa phát tán tinh thần lực ra xung quanh để thăm dò động tĩnh, nhưng chỉ giây lát sắc mặt hắn lại trầm xuống, thầm hô hỏng bét. Vừa rồi đúng là ảo thuật, nhưng lại không phải ảo thuật như hắn nghĩ. Chính hắn còn nắm lấy thân đao, lực lượng khí huyết dung nhập quy tắc còn đang kiềm chế lực lượng của Sở Hưu. Làm sao đối phương có thể dùng ảo thuật bỏ trốn được? Cho nên băng phách thần quang vừa rồi không phải bị Sở Hưu né tránh mà là y cứng rắn kháng cự lại, ngược lại sử dụng ảo thuật mê hoặc hắn. Lúc này Kỳ Vô Hận đang định thu hồi tinh thần lực nhưng đã không kịp. Lực lượng nguyên thần cường đại như mũi tên đâm thẳng vào đầu hắn. Đó là lực lượng nguyên thần thuần túy ngưng tụ thành mũi tên, tinh khiết tới tột cùng, không bao hàm bất cứ lực lượng phụ thuộc nào. Nhưng chính vì vậy, mới khiến cho tinh thần lực vừa lan tỏa của Kỳ Vô Hận không cách nào phòng ngự. Lực lượng nguyên thần nổ tung, lúc này Kỳ Vô Hận phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, tay trái cuối cùng cũng rời khỏi phá trận tử một khắc sau, quanh người sở hưu bùng lên thái dương chân hỏa nóng rực, ngọn lửa diệt thế quỷ dị cũng dấy lên, thân hình lại trực tiếp phình to, chỉ trong chớp mắt tất cả lực lượng xung quanh đã bị y nuốt trọn. Pháp thiên tượng địa được thi triển. Lúc này sở hưu như ma thần cường đại thời thái cổ, truy vân trục nhật, nắm lực lượng hỏa diễm trong tay ầm ầm xuất quyền đánh xuống, tất cả mọi lực lượng xung quanh kỳ vô hận đều bị phá hủy triệt để, cương khí vỡ nát, chiến giáp tan tành, thân thể cũng bị sở hưu đánh bay hơn 10 trượng, phun ra một ngụm máu tươi chỉ thi triển pháp thiên tượng địa đánh một quyền, sở hưu đã kết thúc. Sở hưu đã sử dụng thức thần thông này nhiều lần, hiện tại đã có thể khống chế lực lượng trong đó tới mức gần hoàn hảo. Không đến mức bị lực lượng trong đó hút khô, lúc này kỳ vô hận đã vô cùng thê thảm. Một quyền pháp thiên tượng địa đạt tới cực hạn đã phá hủy phân nửa xương cốt kinh mạch của hắn, khiến hắn trọng thương. Hắn là người thừa kế của Hàn Giang Thành trong tương lai, trên vai gánh vác hùng tâm tráng trí tương lai hủy diệt Hoàng Thiên Các, phát triển Hàn Giang Thành. Kết quả tất cả những thứ này đều bị nắm tay của Sở Hưu đánh cho không còn cặn bã. Đương nhiên những cảm khái bi thương đó chỉ xuất hiện trong đầu Kỳ Vô Hận trong thời gian ngắn ngủi rồi bị hắn dập tắt. Vì bây giờ không phải lúc nghĩ mấy thứ này, sau lưng hắn, Sở Hưu đã cầm đao chém tới. Kỳ Vô Hận cắn răng, lực lượng còn sót lại trên người được hắn điều động tới cực hạn, khí huyết toàn thân hắn đều tỏa ra màu băng hàn cực hạn, thân hình cũng như mũi tên hàn băng, đột nhiên bắn ra. Hơn nữa sau lưng còn lưu lại một luồng hàn khí thấu xương ảnh hưởng tới Sở Hưu, trì hoãn lực lượng và hành động của y. Sở Hưu khẽ cau mày. Chương 1645: Cướp đầu người hai. Thật ra lần này nếu có cơ hội, y định khiến tất cả võ giả Hàn Giang Thành đều nằm lại tại đây. Y và Hàn Giang Thành đã trở mặt triệt để, sau khi giết huyết Hà lão tổ, Hàn Giang Thành thậm chí chỉ muốn diệt trừ y. Nếu nhân cơ hội này hủy diệt triệt để Hàn Giang Thành, vậy về sau mọi chuyện trên đất Nam Man sẽ bình an hơn nhiều. Nhưng Hàn Giang Thành không phải hạng dễ đối phó, chưa nói tới Diệp Duy Không thì kỳ vô hận này cũng có rất nhiều lá bài tẩy, hắn bất chấp tất cả bỏ trốn. Đúng là Sở Hưu cũng không có cách nào bắt được. Lúc này Sở Hưu cũng đang đắn đo, mình có nên sử dụng Thức Thần Thông Thanh Thiên Chiếu Ảnh để khiến Kỳ Vô Hận nằm lại tại đây không? Thanh Thiên Chiếu Ảnh mà xuất hiện, chỉ cần Kỳ Vô Hận vẫn trong tầm mắt y, vậy chắc chắn phải chết. Nhưng lần trước khi đối phó với Rama, Sở Hưu đã cảm nhận được uy lực và lực phản nghịch cường đại của chiêu này, dùng nó để đối phó với kỳ vô hận đúng là có cảm giác dùng dao mổ châu giết gà. Không đáng, ngay lúc Sở Hưu đắn đo, một tràng cười dài đột nhiên vang lên. Máu có biến thành xanh cũng vẫn là máu, có huyết hải ma tôn lục giang Hà Ta ở đây, không ai có thể trốn thoát khí huyết vô tận hội tụ thành huyết hải ngập trời uy thế hùng hồn, từng sợi tơ máu ngưng tụ trong huyết hải, tiếp đó Lục Giang Hà vung tay, những sợi tơ máu kia trực tiếp quấn lấy người kỳ vô hận, dẫn dắt lực lượng khí huyết trong cơ thể hắn, khiến Lục Giang Hà cứng đờ lại tại chỗ. Ánh mắt nhìn về phía Lục Giang Hà tràn ngập oán hận. Lúc này Lục Giang Hà đã bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền, với lực lượng nội tình hắn, thậm chí sau khi đột phá trực tiếp bỏ qua giai đoạn thiên địa thông huyền sơ kỳ thích ứng lực lượng. Lục Giang Hà có thể bước vào cảnh giới này, thật ra là nhờ vào hồn huyết của huyết hà lão tổ mà Sở Hưu mang về. Hồn huyết đó chỉ có một khối nhỏ nhưng lại là để huyết hà lão tổ dùng để cất giữ chân linh. Không hề bị ô nhiễm, ngược lại tinh khiết tới cực điểm. Tuy Lục Giang Hà lấy được khối khí huyết đó còn oán trách Sở Hưu hẹp hòi, chỉ mang về cho hắn có chừng đó, nhưng khi hắn bắt đầu luyện hóa nó, cảm nhận được lực lượng trong hồn huyết, hắn lập tức ngừng oán trách quay sang bế quan. Trước đó Lục Giang Hà đã là cảnh giới chân hỏa luyện thần đỉnh phong, thậm chí nếu không phải vì hắn quá lười, lười bế quan khổ tu, không khéo hiện tại hắn đã đạt tới cảnh giới thiên địa thông huyền. Cho nên lúc này Lục Giang Hà vừa đột phá mà lực lượng đã mạnh mẽ kinh người, toàn toàn không giống thiên địa thông huyền sơ kỳ. Có Lục Giang Hà ngăn chặn kỳ vô hận, phá trận tử trong tay sở hưu tỏa ra phong mang cực hạn, xuất đao chém xuống, kỳ vô hận tay niết ấn quyết chống cự nhưng ngay lập tức bị chém đứt một cánh tay khảnh khắc sau, kỳ vô hận nổi giận gầm lên một tiếng, khí huyết màu băng lam quanh người ngưng tụ trên cánh tay khác, lấp lóe lực lượng cực kỳ cường đại. Nhưng lúc này Lục Giang Hà lại cười lạnh nói, nhớ ăn không nhớ đòn, đứng trước mặt huyết hải ma tôn ta mà ngươi còn dám chơi khí huyết. Dứt lời, Lục Giang Hà vung tay, không ngờ khí huyết màu băng lam trên người kỳ vô hận lại bắt đầu chảy ngược tán loạn, làm cho kỳ vô hận hộc máu không ngừng, hơi thở suy yếu tới cực hạn. Ngay lúc Lục Giang Hà đắc ý định nói gì đó, đao mang sắc bén tới cực điểm của phá trận tử đã bổ xuống, trực tiếp chém rơi đầu kỳ vô hận. Lục Giang Hà quay sang bất mãn nhìn sở hưu, người cướp đầu người của ta. Lục Giang Hà cực kỳ để ý tới chuyện sở hưu đoạt đầu người của hắn. Hắn không phải loại quái vật như sở hưu, khi còn ở cảnh giới chân hỏa luyện thần đã giết cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền như giết gà, có vô số chiến tích đây là lần đầu tiên hắn thật sự giết chết cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền kết quả lại bị sở hưu nhanh chóng đặt đầu người đương nhiên hắn thấy bất mãn rồi nhưng lục giang hà còn khá thức thời không tới báo oán mà đến bên cạnh sở hưu nói nhỏ sở đại nhân sở giáo chủ nghe ta nói này dù sao bây giờ ta cũng là cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền có phải ngươi nên cân nhắc đổi danh hiệu của ta thành huyết hải ma tôn không ngày trước dưới trướng độc cô giáo chủ có tứ đại ma tôn ngươi cũng đang thiếu cơ mà thế này đi, bản tọa là huyết hải ma tôn, ngụy lão có uy danh. Mấy năm gần đây cũng khổ công nhiều, chắc chắn cũng phải có một chỗ cho lão. Lão già họ thương tuy bản lĩnh chẳng ra sao, tính cách cũng tệ, nhưng dù sao cũng là cảnh giới thiên địa thông huyền, cho hắn một chức vị ma tôn. Suốt cuối cùng xem xem lã phụng tiên và nha đầu mai khinh liên ai bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền trước thì cho người đó, người thấy sao? So với một cái đầu cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, Lục Giang Hà càng để ý tới chức vị huyết hải ma tôn của hắn hơn. Lục Giang Hà đã chấp nhất với chức vị này tới 500 năm, thậm chí đã sắp thành chấp niệm. Nhưng lúc này Sở Hưu lại không để ý tới Lục Giang Hà, sắc mặt nghiêm nghị nhìn lên bầu trời. Sau khi kỳ vô hận bỏ mình, Diệp Duy không đã nổi điên thật ra đối với diệp duy không kỳ vô hận rất quan trọng vì đó là người thừa kế do hắn đích thân lựa chọn chấp trưởng hàn giang thành đời sau là tương lai của hàn giang thành bọn họ cho nên đối với diệp duy không thậm chí kỳ vô hận còn quan trọng hơn con trai ruột của mình kết quả hiện giờ kỳ vô hận đã chết trong tay sở hữu chuyện này mang ý nghĩa gì mang ý nghĩa hàn giang thành đã gần như không có tương lai dù sao hàn giang thành cũng mới quật khởi có một thế hệ cho nên nội tình hơi kém Tuy chỉ cần Diệp Duy không vẫn còn, vẫn có thể bồi dưỡng lại một người thừa kế, nhưng thời gian đã không đủ, người thừa kế được bồi dưỡng gấp gáp có sánh được với kỳ vô hận không? Diệp Duy không không biết, cho nên hắn thấy kỳ vô hận mà chết, vậy tiền đồ tương lai của Hàn Giang Thành lại càng xa vời. Diệp Duy không gầm lên một tiếng, bộc phát lực lượng bản thân tới đỉnh phong, thậm chí đã gần như liều mạng, loại khí thế lực lượng này lập tức đánh sung thu thủy tới hộc máu, thậm chí cả phương ứng long cũng phải nhượng bộ, không dám đối đầu. Dù sao Phương Ứng Long cũng chỉ đến giúp đỡ, chỉ cần Hoàng Thiên Các không bị diệt, không ảnh hưởng tới cân bằng ở Đông vực là được. Tội gì hắn phải liều mạng với Diệp Duy không? Cho nên trong tình huống này, Diệp Duy không ngược lại đại triển thần uy, đánh trọng thương Sung Thu Thủy, ép Phương Ứng Long rút lui, nhưng chính hắn cũng tiêu hao không nhỏ. Ánh mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn về phía Sung Thu Thủy và Phương Ứng Long, đồng thời còn nhìn chằm chằm vào Sở Hưu một hồi, Diệp Duy không trực tiếp quay người bỏ đi, dẫn người của Hàn Giang Thành rút lui. Hiện giờ tuy hắn phẫn nộ nhưng Diệp Duy không cũng biết bây giờ mình không đi. E là không còn cơ hội, Kỳ vô hận đã chết, Hàn Giang Thành không có người nối nghiệp, chỉ là tiền đồ xa vời. Nhưng nếu hôm nay hắn bỏ mạng tại đây, vậy Hàn Giang Thành sẽ thật sự phế bỏ. Thấy Diệp Duy không định bỏ trốn, Sở Hưu vội vàng hô lớn với Phương Ứng Long, "Phương Tông chủ, nếu bây giờ Diệp Duy không bình an rời khỏi đây, lăng Tiêu Tông hậu hoạn vô cùng." Phương Ứng Long liếc mắt nhìn Sở Hưu, hừ lạnh nói, "Ta biết chứ." Tuy Phương Ứng Long và Diệp Duy không không phải võ giả cùng thời đại. Nhưng hắn biết Diệp Duy không là kẻ có thù tất báo. chương 1646, bất ngờ. Kể cả hắn không hao tổn gì về Hàn Giang Thành, hắn vẫn nghĩ cách trả thù Lăng Tiêu Tông. Cho nên Phương Ứng Long cũng đuổi theo sau lưng Diệp Duy không, tấn công không nhanh không chậm. Đông vực cần cân bằng, trừ Phi Hoàng Thiên Các và Hàn Giang Thành đồng thời hủy diệt, nếu không thì Hàn Giang Thành và Hoàng Thiên Các cùng suy yếu, chỉ còn mình Lăng Tiêu Tông xưng bá, giữ cân bằng đông vực như vậy mới tốt. Diệp Duy không vừa bỏ trốn, vừa phải che chở cho đệ tử Hàn Giang Thành. Cho nên lúc này hắn đã bị thương không nhẹ, nhưng hắn vẫn cố gắng kiên trì tới biên giới khu vực Nam Man, tiếp cận với Lăng La quận. Cửu Long bay lượn quanh người Phương Ứng Long, trực tiếp khống chế một khoảng thiên địa nhốt Diệp Duy không vào trong. Còn Diệp Duy không cũng cảm giác thấy đây là đợt tấn công cuối cùng của Phương Ứng Long, hơn nữa cũng là thế công mạnh mẽ nhất của hắn. Cho nên một khắc sau, khí thế xung quanh Diệp Duy không đều ngưng tụ lên người hắn. Xuất chỉ nhẹ nhàng đánh ra, giữa không trung, hàn khí vô tận ngưng tụ thành ngón tay khổng lồ giáng xuống, những nơi nó đi qua tất cả đều bị đóng băng, thậm chí ngay cả thời gian cũng vậy. Đây là thần thông đặc biệt của riêng Diệp Duy không, ngưng băng thần chỉ tuy nghe rất bình thường không có gì lạ, thậm chí giống một số võ kỹ cấp thấp, nhưng đây lại là thần thông hàng thật giá thật có thể thay đổi quy tắc thiên địa. Chín con cự long tê thiên liệt địa bị đóng băng giữa không trung. Lực lượng vô tận càn quét xung quanh, khoảnh khắc này sở hưu như thấy tận thế, giữa không trung đã không còn màu sắc nào khác, chỉ có thể thấy hai luồng lực lượng xé rách hư không, hóa thành cơn bão cương khí gầm thét khắp trời. Sở hưu nheo mắt thôi động thiên tử vọng khí thuật tới cực hạn muốn thấy rõ quy tắc trong trận chiến này. Nhưng đáng tiếc cảnh giới võ tiên bát trọng quá mạnh cho dù sở hưu trợn đỏ hai mắt thậm chí trong con người đã có tơ máu y vẫn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút lực lượng quy tắc yếu ớt trong đó. Nhưng điều khiến sở hưu vui mừng là Diệp Duy không sắp không chịu được. Dù sao phương ứng long cũng cao hơn hắn một tầng, hơn nữa hắn có truyền thừa tinh diệu của lăng tiêu tông cho nên lực lượng cũng mạnh hơn đối phương một chút. Hai bên đã đánh tới nước này, cho dù Phương Ứng Long không muốn tử chiến nhưng hắn cũng không rút tay về được. Ngay lúc Sở Hưu cho rằng hai người bọn họ sẽ phân sinh tử, sâu trong khu vực Nam Man lại có mây khói lan tỏa, khí tức cường đại đột ngột bộc phát. Không ngờ luồng khí thế đó lại có thể hòa vào khí thế hai người Diệp Duy Không và phản ứng, trực tiếp bao phủ toàn bộ những nơi mà mắt thường có thể thấy. Luồng khí tức bộc phát từ Nam Man kia không thuộc về bất cứ ai mà là thiên địa linh khí tinh khiết. Có khí tức này gia nhập cũng khiến cho Diệp Duy Không và Phương Ứng Long có một bước đệm, hai người đồng thời thu hồi lực lượng. Phương Ứng Long chỉ là sắc mặt trắng bệch còn Diệp Duy Không thì khí tức cực kỳ không ổn định. Hiển nhiên trận chiến vừa rồi hắn sử dụng thần thông đã làm tổn thương tới bản nguyên. Hai người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đều lóe lên vẻ kinh ngạc quát khẽ, là động thiên phúc địa thân là cường giả võ tiên cũng là người chấp trưởng tông môn đỉnh phong trong đại la thiên đương nhiên bọn họ là người từng trải cũng biết có chuyện gì xảy ra khí tức kia chính là khí tức của một tòa động thiên phúc địa vừa xuất thế hiện tại ở đại la thiên có thể nói là trong khu vực mà các đại phái nắm giữ hầu như không có động thiên phúc địa nào chưa bị phát hiện nhưng trong khu vực nam man chưa được khai phá có xuất hiện động thiên phúc địa cũng rất bình thường thật ra lý vô tướng từng tới nơi xuất hiện động thiên phúc địa khi đó man tộc xảy ra bạo động, cho nên Lý Vô Tướng ra tay trần áp, giết không ít người, nhưng lại không phát hiện tòa động thiên phúc điện này. Có lẽ vì lúc đó lực lượng của Lý Vô Tướng không đủ, còn lần này là hai vị cường giả võ tiên bát trọng giao chiến kịch liệt. Còn là trận chiến sinh thức vận dụng toàn lực khiến cho quy tắc thiên địa ở nơi này biến đổi, mới dẫn dắt lực lượng của động thiên phúc địa, khiến nó bộc phát hiện thế. Động thiên phúc địa đã hiện thế, huống hồ phương ứng long chỉ định chèn ép Hàn Giang thành chứ không muốn ép Diệp Duy không tới mức cá chết sách dưới, cho nên hắn không tiếp tục xuất thủ mà trực tiếp chạy về phía động thiên phúc địa kia. Động thiên phúc địa là do thiên địa sáng tạo. Lần đầu tiên mở động thiên phúc địa, có lẽ trong đó sẽ có những tạo vật cường đại của thiên địa, tuy khá nguy hiểm nhưng động thiên phúc địa đã không biết bao nhiêu năm rồi chưa được mở ra, cũng tạo ra vô số thiên tài địa bảo. Sở hưu đi theo sau lưng hai người, ánh mắt cũng lộ vẻ tiếc nuối. Tòa động thiên phúc địa này xuất hiện đúng là quá không đúng lúc cho dù chỉ muộn vài chục giây thôi cũng đủ khiến Phương ứng Long và Diệp Duy không phân thắng bại. Nhưng nhìn bộ dạng Diệp Duy không, hắn đã bị tổn hại tới bản nguyên, ít nhất trong quãng thời gian tới hắn không thể xuất thủ. Động thiên phúc địa chưa được khai thác như vậy xuất hiện, đây là cơ duyên lớn đối với tất cả mọi người, hiện giờ cơ duyên này cũng bày ra trước mặt sở hưu, đương nhiên sở hưu sẽ không ngồi yên bỏ mặc cho dù có Phương Ứng Long ở đây, phần lớn sẽ thuộc về vị cường giả võ tiên này, nhưng y đi theo uống một ngụm canh thôi cũng tốt. Sở Hưu tiếp tục đi theo Diệp Duy không và Phương Ứng Long tiến gửi sâu vào khu vực Nam Man, bây giờ mới thấy bộ dạng của Động Thiên Phúc Địa kia. Động Thiên Phúc Địa là một không gian đơn thuần, nói chính xác hơn là không gian phụ thuộc của Đại La Thiên, độc lập nhưng lại phụ thuộc vào Đại La Thiên, những bí cảnh ở hạ giới cũng coi là một loại Động Thiên Phúc Địa, thậm chí ngay cả Lục Đô nơi Thương Thiên Lương từng ở cũng là Động Thiên Phúc Địa trước đó sở hưu đã thấy động thiên phúc địa của lăng tiêu tông và hoàng thiên các. Nơi đó được tích lũy và cải tạo hơn vạn năm, còn động thiên phúc địa thiên nhiên này khiến sở hưu thật sự bất ngờ. Tòa động thiên phúc địa trước mắt không có cửa vào, nhưng nó như một nấm mồ khổng lồ, nằm dưới đất kéo dài trăm trượng, lực lượng tinh khiết mạnh mẽ đến đáng sợ. Phương ứng long nhìn chằm chằm vào nấm mồ khổng lồ kia, cau mà nói, trận pháp trời sinh. Nấm mồ khổng lồ này còn chưa lộ diện hoàn toàn, bên dưới còn ẩn giấu một trận pháp trời sinh khổng lồ. Bình thường thì động thiên phúc địa có thể sinh ra trận pháp cỡ này thì đi cùng cơ duyên cũng là nguy hiểm tột độ. Chương 1647, Động Thiên Phúc Địa 1. Động Thiên Phúc Địa đột ngột xuất hiện này không phải thứ Phương Ứng Long có thể mở ra ngay lúc này. Phải nói tuy Phương Ứng Long có thể dùng sức mạnh phá vỡ trận pháp, nhưng rất dễ khiến động thiên phúc địa này bị hủy theo nhìn diệp duy không phương ứng long lạnh nhạt nói diệp duy không ngươi rất may mắn dẫn người của hàn giang thành các ngươi rút lui đi nếu không hàn giang thành không giữ nổi chút sinh cơ cuối cùng đâu diệp duy không hừ lạnh một tiếng nói hàn giang thành ta không cách nào giữ được sinh cơ đây là điều lăng tiêu tông các ngươi mong muốn à lăng tiêu tông các ngươi tính kế quá nhiều duy trì địa vị bá chủ đông vực cũng được nhưng luôn có lúc tình thế vượt ngoài khống chế của các người nói xong câu này diệp duy không trực tiếp quay người bỏ đi trước khi đi còn nhìn sở hưu một hồi lâu, ánh mắt không hề che giấu sát ý. Sở hưu không hề e ngại, trực tiếp nhìn thẳng lại. Do vấn đề khu vực Nam Man, mâu thuẫn giữa hắn và Diệp Duy không hàn giang thành đã không cách nào hóa giải. Dù sao cũng đã kết thù, có bị ghi hận cũng đã sao. Tuy cảm giác bị một cường giả cảnh giới võ tiên thù hận cũng chẳng tốt đẹp gì. Phương ứng long lạnh lùng nói với sở hưu, căn cứ theo ước định trước đó, ta đã giúp ngươi giải quyết Diệp Duy không? Hiện tại tới phiên Hoàng Thiên Cắc các các ngươi tuân thủ lời hứa, sao một quận ra, đừng để ta tự mình tới Bạch Đế thành để lấy." Sở Hưu lạnh nhạt nói, "Yên tâm đi, chuyện Hoàng Thiên các đã đáp ứng, chắc chắn sẽ không đổi ý." Dù sao quận đó cũng là của Hoàng Thiên các không phải của Sở Hưu, đương nhiên y sẽ không đau lòng. Nhìn thoáng qua ngôi mộ lớn kia, Phương Ứng Long trầm giọng nói, "Động Thiên Phúc địa này xuất thế, đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều cường giả vào trong tranh đoạt." Đặc biệt là địa điểm Động Thiên Phúc địa này xuất hiện lại rất khó xử, không thuộc về Đông vực ta mà ở khu vực Nam Man. Cho nên đến lúc đó, không khéo còn có đại tông môn và cường giả Nam vực tới tranh giành, đương nhiên võ giả Đông vực chúng ta phải liên kết lại, đối phó với người ngoài rồi mới phân chia lợi ích. Chuyện này sau khi về người báo với Sung Thu Thủy, bên phía ta, sau khi về Lăng Tiêu Tông ta cũng mời một số tông sư trận pháp tới, phá giải trận pháp trời sinh trong Động Thiên Phúc địa này sau khi nói xong phương ứng long trực tiếp quay người rời khỏi. Hắn không sợ Hoàng Thiên Các đi vào động thiên phúc địa này trước, sung thu thủy cũng là cường giả cảnh giới võ tiên, Hoàng Thiên Các cũng có nội tình truyền thừa, hắn cũng biết hậu quả nếu cưỡng ép phá vỡ tòa động thiên phúc địa này. Một lát sau sung thu thủy từ đằng sau chạy tới, nhưng bộ dạng của sung thu thủy khá thê thảm, sắc mặt trắng bệch, ngay cả sở hưu cũng có thể cảm giác được khí tức của hắn khá bất ổn. Sở hưu kinh ngạc nói, các chủ, người bị thương nghiêm trọng đến vậy à? sung thu thủy hừ lạnh một tiếng nói chẳng lẽ sư phụ ngươi không dạy ngươi về tranh lệch giữa cảnh giới võ tiên à kém một trọng thiên còn có thể bù đắp được nhưng bọn họ hơn ta tới ba bốn trọng thiên có thể ngăn cản lực lượng của bọn họ là tốt lắm rồi thật ra chuyện này cũng không có gì mất mặt dù sao hai người đó một thì được công nhận là đệ nhất cường giả đông vực một lại là thành chủ hàn giang thành thanh danh vang dội khắp đại la thiên trong mấy trăm năm gần đây diệp duy không đi rồi Sở hưu chỉ ngôi mộ khổng lồ trước mặt nói, hai người bọn họ giao thủ tạo thành lực lượng quá mạnh, dẫn tòa động thiên phúc địa này xuất thế, đương nhiên không đánh được nữa. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, hoàng thiên các chúng ta ở gần đây, sau khi tòa động thiên phúc địa này mở cũng có thể được chia chút lợi lộc. Sung thu thủy thở dài lắc đầu nói, e là không dễ như vậy, ta thả bỏ qua động thiên phúc địa này, tốt nhất là xử lý lão già diệp duy không kia đi. Lần này lão già Diệp Duy không trọng thương mà không chết, khi hắn xuất thủ lần nữa, e là không dễ giải quyết như vậy đâu. Còn tòa động thiên phúc điện này, tuy cách hoàng thiên các chúng ta gần nhất, nhưng là ở sâu trong khu vực Nam Man, e là sẽ đánh động đám người ở Nam Vực. Đám người Nam Vực kia không có ai là dễ chọc, thời gian tới đây ta sẽ lưu lại tại nơi này, đợi người của Lăng Tiêu Tông tới rồi mới tranh đoạt. Chuyện này liên quan tới hai vực, không phải chuyện mà một môn phải có thể quyết định được, người cầm đầu vẫn phải để Lăng Tiêu Tông. Thân là đại phái đệ nhất đông vực, Lăng Tiêu Tông vốn đã rất uy phong, cho nên tới thời khắc mấu chốt Lăng Tiêu Tông cũng phải ra mặt đại diện cho đông vực. Sau khi trở thành các chủ hoàng thiên các tính cách sung thu thủy cũng thay đổi nhiều, trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Nếu là lúc trước, chắc chắn sung thu thủy sẽ không nói những lời có vẻ hèn nhát như vậy, còn bây giờ lại cực kỳ tự nhiên, chỉ cần bảo tồn lực lượng của hoàng thiên các có chuyện gì mà sung thu thủy không làm được. Mấy ngày sau, khu vực Nam Man cũng trở nên náo nhiệt, không ít võ giả Đông vực nghe nói có động thiên phúc địa xuất thế, lao nhau tới xem xét, có lẽ còn có người ôm tâm tư kiếm một chén canh. Tuy rất nhiều người cũng biết trước mặt đại phái đỉnh phong, thậm chí bọn họ còn không có tư cách uống nước canh, nhưng bọn họ vẫn tới. Dù sao động thiên phúc địa xuất thế là chuyện rất hiếm thấy, phải nói là nhiều năm nay chưa từng thấy trong thời thượng cổ khi những tông môn này vừa tới đại la thiên thật ra có không ít động thiên phúc địa tồn tại thậm chí một số đại phái còn thành lập xung quanh những động thiên phúc địa kia nhưng đã nhiều năm trôi qua hầu hết động thiên phúc địa đều đã được khai quật rất ít khi nghe tin động thiên phúc địa hiện thế chuyện trăm ngàn năm khó gặp một lần đương nhiên đại đa số người trong giang hồ không muốn từ bỏ trong thời gian chờ lăng tiêu tông tới, sở hưu chỉ sắp xếp một chút chuyện về cứ điểm nam man của mình, chú ý ẩn giấu, ngoài ra còn liên hệ với thiên hồn một lần. Thiên hồn bảo sở hưu chớ đi theo con đường cũ của độc cô duy ngã, nhưng con đường cũ này là chỉ học tập bắt trước con đường võ đạo của độc cô duy ngã. Còn một số kinh ngạc tu luyện võ đạo thì không quan trọng thậm chí cùng một loại võ kỹ, cho dù là võ kỹ được truyền thừa từ Độc Cô Duy Ngã, chỉ cần Sở Hưu đưa võ đạo của mình vào con đường của y trong tương lai cũng khác với Độc Cô Duy Ngã. Khi liên hệ lại với Sở Hưu, Thiên Hồn hài lòng gật đầu, "Không tệ, rất không tệ, thực lực của ngươi đã mạnh hơn nhiều so với lúc trước." Sở Hưu kinh ngạc nói, "Liên hệ nguyên thần đơn thuần mà ngươi cũng cảm giác được thực lực cụ thể của ta?" À. Thiên hồn cười nói, trước đây ngươi ta vốn là một thể, đương nhiên là cảm ứng được rồi, chẳng qua ký ức của ngươi đã bị tẩy hết, cho nên ngươi không cảm ứng được ta, nhưng ta có thể cảm ứng rõ ràng về ngươi. Thiên hồn nói rất hợp lý, nhưng sở hưu lại cảm thấy có gì đó không được tự nhiên, y không muốn người khác cảm giác được mình, cho dù người này và y từng là một thể đồng nguyên. chương 1648, Động Thiên Phúc Địa 2 Được rồi, thời gian gấp rút. Không nói nhảm nữa, ngươi tới tìm ta có vấn đề gì? Sở Hưu nói, không phải vấn đề tu luyện mà liên quan tới Động Thiên Phúc Địa cũng là vấn đề bí cảnh trời sinh ở hạ giới. Trong khu vực Nam Man mà ta quản lý vừa xuất hiện một tòa Động Thiên Phúc Địa chưa từng khai thác, chắc chắn sẽ dẫn tới rất nhiều đại phái ra tay tranh giành. Nhưng nơi đó ở sâu trong Nam Man, bất luận cuối cùng ai tới được nơi đó, chắc chắn sẽ chiếm cứ nó, ta lo cứ điểm của mình ở Nam Man sẽ bị phát hiện. Có cách cách nào phá hủy nó bằng lực lượng của ta không? Đây mới là chuyện sở hưu luôn suy nghĩ trong thời gian qua, nhưng cuối cùng không có cách nào, đành tới nhờ thiên hồn trợ giúp. Thật ra có động thiên phúc địa xuất thế là chuyện tốt, cho dù nó xuất hiện ở cạnh thương nam phủ, sở hưu cũng không quan tâm lắm, cùng lắm thì trực tiếp từ bỏ phủ quận trưởng là được. Nhưng khu vực Nam Man liên quan tới con đường nối với hạ giới, sở hưu không thể từ bỏ như vậy được. Thiên hồn nhíu mày nói, người định phá hủy một động thiên phúc địa. Cái này nói khó thì cũng khó, nói đơn giản thì đơn giản. Bất luận động thiên phúc địa hay bí cảnh, thật ra đều là tiểu không gian ký sinh trên một thế giới hoàn chỉnh, bản thân chúng tuy có nguyên khí cực kỳ dồi dào, còn có thể sinh ra đủ thứ dị tượng, nhưng điều này cũng chứng minh bản thân chúng là không hoàn chỉnh, cực kỳ yếu ớt, chỉ cần có đủ thực lực là có thể hủy diệt nó. Đương nhiên thực lực hiện tại của ngươi còn kém một chút. Cho nên chỉ có thể sử dụng một biện pháp khác, đó là tìm thấy hạt nhân của bí cảnh. Hạt nhân thiên hồn gật đầu nói thật ra mỗi bí cảnh đều có một hạt nhân đó là điểm mà lực lượng trong bí cảnh mạnh mẽ nhất cũng là thứ chống đỡ cho sự tồn tại của toàn bộ bí cảnh chỉ cần hủy diệt thứ này hay nghĩ cách đưa nó ra ngoài bí cảnh sẽ tự hủy diệt thấy cây cột đang trói ta ở phía sau không đó là hạt nhân của tòa linh tiêu cảnh này chẳng qua trước đó bản thể của nó chỉ là một cây cột sắt lớn bình thường mà thôi sau này được đông đảo cường giả đại la thiên liên thủ tế luyện thành hình dạng như vậy nếu ngươi may mắn, hạt nhân của bí cảnh kia dễ phá hủy hay lấy đi thì tốt. Còn nếu giống thứ sau lưng ta kiên cố tới mức có thể chống cả một tiểu thế giới, vậy ngươi tự nhận xui xẻo thôi. Tuy thiên hồn chỉ cho Sở Hưu một con đường, nhưng con đường này phải xem vận may. Hiện tại Sở Hưu cảm thấy có vẻ như phong thủy của Nam Man không được tốt, thường xuyên xảy ra một số chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ. Chẳng trách trước đây Hoàng Thiên các không muốn phát triển ở đây. Mấy hôm sau, Lăng Tiêu Tông lại đến, hơn nữa còn không chỉ là phương ứng Long Đích Thân tới, mà còn dẫn theo lệnh Hồ Tiên Sơn và đại lượng tinh nhuệ của Lăng Tiêu Tông, toàn bộ Lăng Tiêu Tông chỉ lưu lại mình Tần Bách Nguyên chấn thủ. Tương tự bên Hoàng Thiên Các cũng do Lục Tam Kim dẫn theo tinh nhuệ của Hoàng Thiên Các tới, nhưng so với Lăng Tiêu Tông có vẻ kém hơn nhiều. Sau khi Lăng Tiêu Tông tới, trực tiếp phong tỏa tòa động thiên phúc địa kia, bắt đầu phá giải đại trận trời sinh trong đó hành động bá đạo này tuy khiến các võ giả đông vực khó chịu nhưng lăng tiêu tông hùng bá đông vực đã nhiều năm cho dù bọn họ có khó chịu thì cũng làm được gì đành ngoan ngoãn tránh sang một bên nhưng đúng lúc này một giọng nói trêu tức lại vang lên nam man này đâu thuộc về đông vực các ngươi chẳng lẽ lăng tiêu tông các ngươi cho rằng mình không chỉ hùng bá đông vực mà là hùng bá cả đại la thiên đối với âm thanh đột nhiên vang lên này bất luận là người của lăng tiêu tông hay hoàng thiên các đều không lấy làm lạ xảy ra chuyện như vậy, nếu người của Nam Vực không tới nhúng tay vào mới gọi là chuyện lạ. Sau khi giọng nói này vang lên, sâu trong rừng rậm Nam Man có khoảng vài trăm võ giả sông ra, thực lực có mạnh có yếu. Trong đó người vừa mở miệng mặc một bộ chiến giáp màu đen, chiến giáp đó như không phải chế tạo bằng sắt thép mà là một loại xương cốt kỳ lạ. Hình thù kỳ quái, mọc gai ngược cực kỳ dữ tợn nhưng chủ nhân của chiến giáp diện mạo dữ tợn này lại là một thanh niên trông khá anh tuấn, chỉ có một điểm quỷ dị là hai mắt hắn một có màu đỏ máu, một lại là màu u lam quỷ dị. Sở hưu truyền âm của Lục Tam Kim ở bên cạnh, vị này là ai? Lục Tam Kim biết sở hưu quanh năm tu luyện, không hiểu nhiều về một số cường giả nổi tiếng ở Đại La Thiên, cho nên hắn cũng hạ giọng giới thiệu, cung chủ cực lạc ma cung. Cực lạc ma tôn nhan bi phong, trí cường giả cảnh giới võ tiên tứ trọng thiên nhưng tên này đầu óc không được bình thường cho nên cũng bị người ta gọi là nhan tam phong mỗi năm ít nhất cũng nổi điên ba lần tuy người của cực lạc ma cung hầu như không ai đầu óc bình thường nhưng đúng là hiếm ai không bình thường tới mức như hắn sở hưu còn chưa lên tiếng lục giang hà ở bên cạnh đã bĩu môi khinh thường nói một cung chủ mà chỉ là ma tôn thôi sở hưu trừng mắt nhìn lục giang hà ý bảo hắn ngậm miệng lại hắn phát hiện từ khi lục giang hà bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền hắn càng ngày càng ngông nghênh lúc nào cũng tự xưng là huyết hải ma tôn trước đó hắn xưng là huyết hải ma tôn còn có vẻ thiếu tự tin còn bây giờ đã cực kỳ tự tin nhưng ma tôn của người ta với ma tôn mà lục giang hà hiểu là hai chuyện khác nhau lục tam kim chỉ những người khác nói những người còn lại cũng không phải hạng dễ đối phó người trung niên mặc áo đen luôn chắp tay sau lưng chính là phó cung chủ của thiên ma cung Viên không thành, hắn vừa bước vào cảnh giới võ tiên, thực lực khoảng nhị trọng thiên đến tam trọng thiên. Lão già lôi thôi lấy thích kia là môn chủ đại thiên môn, càn khôn vạn pháp đào tiềm minh, cảnh giới chắc khoảng võ tiên tam trọng thiên tới tứ trọng thiên. Còn gã cao to ra ngâm đen mặc chiến giáp kia là riêng chủ của chiến thần điện trong chiến võ thần tông tư không già la, người này khá giống với thuộc hạ kha sát của ngươi, là hỗn huyết man tộc và nhân tộc. Nhưng đó là chuyện mấy đời trước, trong cơ thể hắn chỉ có một phần nhỏ huyết mạch man tộc kinh khủng nhất lại là thanh niên trông đạm mạc ăn mặc bình thường, lưng đeo trường kiếm kia, hắn là một trong tam đại kiếm tôn của Thiên Hạ Kiếm Tông, Thanh Lê kiếm tôn Mộ Bạch Xương, Võ Tiên thất trọng thiên. Hơn nữa Thiên Hạ Kiếm Tông là lũ kiếm điên, một khi bộc phát toàn lực có phát huy vượt qua bản thân một trọng thiên cũng không phải chuyện khó khăn gì. Chương 1649. Cao thủ nam vực tai bay vạ gió. Nghe Lục Tam Kim giới thiệu xong, Sở Hưu lập tức cảm thấy có vẻ như nếu tính ra toàn bộ Đại La Thiên, thực lực Đông vực là yếu ớt nhất. Tây vực Tôn Sùng Phật môn có thể nói chỉ mình Phạm Giáo đã đủ đối phó với toàn bộ Đông vực, huống chi còn có Thiên La Bảo tự mạnh hơn Phạm Giáo một chút. Bắc vực Tôn Sùng Đạo môn, không nói tới các môn phái đạo gia khác, Tam Thanh Điện là môn phái đứng đầu đạo môn, lực lượng của một nhà đã đủ áp đảo hai tông môn của Phật môn. Đủ thấy khủng khiếp tới mức nào còn về phần nam vực thật ra khi vừa tới đại la thiên nam vực là bên yếu nhất đại đa số là thượng vàng hạ cám các tông môn với thực lực không quá mạnh đều tập trung ở nam vực hơn nữa thời điểm đó trong đại la thiên nam vực là của man tộc lại nhiều hung thú và rừng rậm nhất cho nên cũng là nơi khó khai thác nhất mọi người chướng mắt với nơi này nên mới ném cho các tông môn kém hơn một bậc kết quả không ai ngờ một vạn năm sau nhưng tông môn ở nam vực lại như luyện cổ không ngừng chém giết không chỉ xây dựng nền móng vững chắc ở nam vực mà còn tôi luyện được rất nhiều đại phái đỉnh phong ví dụ như chiến võ thần tông trong thời thượng cổ bọn họ vốn không có tư cách so sánh với đại phái đỉnh phong như lăng tiêu tông thậm chí không có cường giả võ tiên kết quả bây giờ lại thành thế lực đỉnh phong trong đại la thiên thật ra nam vực cũng rất hỗn loạn các thế lực lớn không ngừng tranh đấu nhưng một khi xuất hiện xung đột với các vực khác, bọn họ vẫn sẽ liên kết lại, nhất trí đối ngoại, điểm này còn mạnh hơn đông vực. Lần này động thiên phúc địa xuất hiện, nam vực có tới 5 vị võ tiên tới đây, nếu không phải bên đông vực còn vị đệ nhất cường giả bát trọng thiên phương ứng long chống đỡ, đúng là không phải đối thủ của đối phương. Phương ứng long hừ lạnh một tiếng nói, muốn kiếm một chén canh thì nói thẳng, đừng làm nhảm nhiều như vậy. Nhan Bi Phong, Nam Vực các ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này cũng được, nhưng khi dù sao cũng phải bỏ chút công sức ra phá trận chứ. Có lẽ do Nhan Bi Phong bước vào cảnh giới chân đan từ rất sớm hoặc hắn tu luyện bí pháp gì đó cho nên hiện tại dung mạo của hắn vẫn rất trẻ trung tuấn tú, nghe Phương ứng Long nói vậy, khóe miệng hắn nở nụ cười sán lạn còn khiến người ta cảm thấy rất rực rỡ. Phá trận, cái này dễ bàn thôi, nhưng ta muốn hỏi một chút, ở đây vị nào là sở hưu của Hoàng Thiên Các? Nghe Nhan Bi Phong hỏi Sở Hưu, Phương Ứng Long lập tức sửng sốt, sao Sở Hưu này còn liên quan tới cả Nam vực nữa? Hắn không trả lời mà vô thức nhìn về phía Sở Hưu, chính cái nhìn này đã khiến Nhan Bi Phong đoán ra thân phận của Sở Hưu. Hắn nhìn về phía Sở Hưu, cười tủm tỉm nói, người chính là Sở Hưu. Sở Hưu nhìn thoáng qua điện chủ Minh Huyền Vũ, điện chủ phân điện của Cực Lạc Ma Cung, y lạnh nhạt nói, nhân cung chủ định tới tìm ta báo thù vì chuyện lần trước à? đại phái ma đạo nam vực hành xử như vậy có phải hẹp hòi quá không? Nhan Bi Phong nhìn qua Minh Huyền Vũ lúng túng đứng sau lưng mình, Linh Dược nói, báo thù cho tên này. Ta không nhàm chán tới vậy. Bản thân tự gây nhân quả, tự tạo thù hận, nhưng lại không tự giải quyết được ta cần hắn làm gì. Dù sao Minh Huyền Vũ cũng là điện chủ phân điện của cực lạc ma cung, trong nội bộ cực lạc ma cung cũng là cường giả mạnh nhất dưới cảnh giới võ tiên, nhưng lúc này Nhan Bi Phong lại chẳng hề lưu lại chút thể diện nào cho hắn. Nhưng Nhan Bi Phong nói đến đây lại đổi giọng. Nhưng ngươi có một câu rất đúng, con người ta hành xử đúng là hẹp hòi. Ai quy định cao thủ cường giả, người chấp trưởng tông môn phải có khí độ của cao thủ. Con người ta cứ hẹp hòi đấy, ai khiến ta không thoải mái, ta sẽ khiến hắn chết không yên lành. Nói tới đây gương mặt tuấn tú của Nhan Bi Phong bỗng trở nên vặn vẹo, thậm chí ma khí bắt đầu khiến khoảng không xung quanh chấn động. Nhan Bi Phong nhìn chằm chằm vào sở hưu, giọng nói lạnh lùng, chắc ngươi biết Trần Thanh Đế là ai hả? ngươi từng mời hắn tới đối phó với tên Minh Huyền Vũ kia mà. Nhưng chính tên đó đã liên tiếp phá hủy ba phân đà của cực lạc ma cung ta, chuyện này khiến ta rất mất mặt cũng rất khó chịu. Nhưng tên đó cực kỳ giảo hoạt ta không tìm được hắn, cho nên lần này vừa hay bắt ngươi chút giận. Nhan Bi Phong vừa dứt lời, quy tắc thiên địa xung quanh hắn như bị điều động, bắt đầu chấn động nhưng lại không có biến hóa nào. Có điều, một khắc sau, dưới chân sở hưu đột nhiên nổi lên vô số bàn tay xương trắng lớn khắc họa ma văn. Ma Văn kiềm chế lực lượng của Sở Hưu, khúc xương tay thì trực tiếp chộp về phái y. Khoảnh khắc này Sở Hưu chỉ muốn chửi đồng lên, đúng là tai bay vạ gió. Nếu Nhan Bi Phong tới gây chuyện với y vì Minh Huyền Vũ, y còn hiểu được. Nhưng ai mà ngờ Nhan Bi Phong tới gây chuyện lại là vì Trần Thanh Đế. Trước khi đi Trần Thanh Đế đã nói mình sẽ đi dạo ở đông vực ai biết hắn lại chạy sang bên nam vực còn hủy diệt ba phân đà của cực lạc ma cung. Sở hưu dám cam đoan chắc chắn người của ba phân đà này đã mạo phạm Trần Thanh Đế, chọc giận đối phương nên mới khiến Trần Thanh Đế nổi giận ra tay. Sở hưu hiểu Trần Thanh Đế, tuy hắn hành xử bá đạo nhưng không phải hoàn toàn không nói lý, ngược lại cực lạc ma cung vốn đã chẳng có tiếng tốt trong đại la thiên. Nhưng hiện giờ sở hưu cũng chẳng kịp than vãn mình tai bay vạ gió, lĩnh vực quanh người y vừa tỏa ra, định chống lại bàn tay xương trắng đó, lại thấy một tòa hoàng thiên bảo ấn ầm ầm đánh xuống. Trực tiếp phá hủy bàn tay xương trắng kia sung thu thủy lạnh lùng nói nhan bi phong trong địa bàn của hoàng thiên các ta mà ngươi dám đụng tới người của hoàng thiên các ngươi muốn chết phải không tuy sung thu thủy cũng không ưa sở hưu cho rằng sở hưu tâm tư quá sâu làm việc quá nhiều mưu kế nhưng hiện tại sở hưu là người của hoàng thiên các đối phương dám động tới người của hắn ngay trước mặt hắn khác nào và thẳng mặt hoàng thiên các phương ứng lòng cũng cười lạnh nói sao nào nam vực các ngươi định gây chiến với đông vực chúng ta à bên phái nam vực đào tiềm minh của đại thiên môn ho khan một tiếng, hơi bất mãn nói, nhan bi phong, đang thời điểm như vậy, ngươi nổi điên làm gì? Viên không thành của thiên ma cung và tư không già la của chiến võ thần tông cũng nhìn sang nhan bi phong với vẻ bất mãn. Lúc này còn chưa thấy bảo vật không dưng lại gây hấn với đông vực đương nhiên là không đáng. Nhan bi phong chỉ điên chứ không phải ngốc. Thấy tất cả mọi người đều phản đối, hắn có điên cũng phải thu liễm lại, không nhìn sở hưu tiếp cứ như chuyện vừa rồi chẳng hề phát sinh. Sung Thu Thủy bất đắc dĩ nhìn Sở Hưu nói: "Tiểu tử nhà ngươi có thể bớt gây chuyện không? Nếu ngươi còn trêu chọc đám cường giả này, Hoàng Thiên Các ta thật sự không nuôi nổi vị đại phật nhà ngươi nữa, thế này đâu phải Sở Hưu nhà ngươi làm cung phụng cho Hoàng Thiên Các chúng ta, rõ ràng là Hoàng Thiên Các chúng ta làm cung phụng cho Sở Hưu ngươi." Sở Hưu nhún vai, vẻ mặt vô tội đáp: "Thật ra chuyện lần này không liên quan tới ta, rõ ràng là đối phương ra tay trước mà." Huống chi lát nữa vào trong động Thiên Phúc địa chắc chắn sẽ phải tranh đấu, đến lúc đó cũng trở mặt thôi, khác biệt chỉ là sớm hay muộn. Sung Thu Thủy biết mình không nói lại sở hưu nên không nhiều lời, hắn quay sang chỉ huy các võ giả Hoàng Thiên các tham gia phá trận. Bên phía Nam vực cũng điều vài người, Đông vực Nam vực liên thủ cuối cùng tốn gần một ngày mới phá vỡ trận pháp tự nhiên của động Thiên Phúc địa này khoảnh khắc đó không ngờ ngôi mộ khổng lồ này lại tỏa ra một luồng huyết quang kinh người, khiến cho sắc mặt các cường giả ở đây cũng trở nên khó coi. Có vẻ như tòa động thiên phúc địa tự nhiên này không hề an toàn. chương 1650, phiền toái và nghĩ mà sợ một. Đại đa số động thiên phúc địa trong Đại La Thiên đều là bảo địa rồi rào nguyên khí, thực ra nơi này cũng vậy. Mọi người vừa vào trong, lập tức cảm thấy một luồng thiên địa nguyên khí cực kỳ rồi rào ập vào mặt nhưng không gian này lại có màu máu bầu trời không có mặt trời mà chỉ có một màn sương mù đỏ máu mông lung hơn nữa thiên địa nguyên khí xung quanh tuy rất dồi dào thậm chí dồi dào tới mức hóa thành sương mù nhưng đan sen trong đó lại là sắc màu lực lượng đó dường như mang theo lực lượng huyết sát cuồng bạo khiến người ta thấy khó chịu mọi người ở đây đưa mắt nhìn nhau không hẹn mà cùng tỏa ra bốn phía tự mình tìm kiếm hiện giờ bọn họ không thấy ở đây có gì tốt lúc này mà chém giết không đáng bên cạnh sở hưu chỉ có mình lục giang hà không phải vì thực lực lục giang hà mạnh mẽ bao nhiêu mà chỉ có hắn từng lộ mặt trước sung thu thủy sở hưu không muốn hoàng thiên các thấy nhiều lực lượng của mình lục giang hà khịt mũi nói đúng là kỳ quái nơi này chắc từng có người chết nên mới ngưng tụ được khí huyết sát cấp bậc này thậm chí đã dung nhập vào thiên địa nguyên khí nhưng nếu có nhiều người chết như vậy đáng lẽ khí huyết sát phải biến dị rồi đủ để biến động thiên phúc địa thành hung địa tuyệt thế nhưng hiện giờ ở đây chỉ có khí huyết sát hơi nồng nặc một chút nhưng không phát triển theo hướng như những địa điểm âm tà chẳng lẽ người chết tương đối ít vậy phải là cường giảm mạnh mẽ cỡ nào thì khi chết mới ảnh hưởng tới tòa động thiên phúc địa lớn như vậy sở hưu liếc nhìn hắn nói người có chắc mình cảm ứng không sai không lục giang hà hừ nhẹ nói người có thể nghi ngờ thực lực của bản tôn nhưng không thể nghi ngờ mức độ mẫn cảm của bản tôn đối với lực lượng khí huyết Hiện giờ ta không chỉ cảm ứng được hàm lượng khí huyết sát trong nơi này, thậm chí còn cảm ứng được vị trí khí huyết sát nồng nặc nhất. Nói đoạn, Lục Giang Hà chỉ theo một hướng, nhưng lại trong làn xương máu đậm đặc kia, không thể nhìn ra vị trí cụ thể. Sở hưu nhíu mày, dù sao y tới đây không phải để tìm bảo vật mà là để phá hủy tòa động thiên phúc địa này. Tạm thời y cũng không có mục tiêu khác, đành đi theo trực giác của Lục Giang Hà. Dọc con đường này, sở hưu còn có một phát hiện kỳ lạ, nơi này có rất nhiều núi non, hơn nữa hình dạng của chúng khiến sở hưu luôn có cảm giác cực kỳ quen thuộc, nhưng y lại không nói rốt cuộc rốt cuộc giống thứ gì. Tới khi sở hưu và lục giang hà đến vị trí đó, nơi đó đã có vài chục võ giả tranh đoạt, trong đó có vài cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, còn lại hầu hết là cảnh giới chân hỏa luyện thần. Những những người này đều là người của Nam Vực, chỉ có một trưởng lão Lăng Tiêu Tông, sở hưu từng gặp trong trận tỷ võ ở Lăng Tiêu Tông, nhưng không biết họ tên. Thứ mà họ tranh đoạt rất thú vị, đó là một cây cột đá đỏ rực cao khoảng vài trượng. Nhưng theo Sở Hưu thấy thứ đó rất ô uế mà rất khó miêu tả. Tuy thứ đó trông ô uế nhưng bên trong lại ẩn chứa lực lượng thuần dương kinh người, cực kỳ nóng bỏng, thậm chí thiên địa nguyên khí xung quanh cũng bị tịnh hóa đi khí huyết sát. Trở thành lực lượng thuần dương tinh khiết, đem thứ này đi rèn binh luyện khí hoặc dùng để chế tạo trận pháp mang lực lượng thuần dương, có thể nói là làm ít mà lợi nhiều, cũng có thể coi là một bảo bối khi những người khác thấy sở hưu tới, ánh mắt đều lộ vẻ cảnh giác. Nếu là người mình, có lẽ bọn họ còn có tâm tư nội đấu. Nhưng chuyện này đã phát triển tới mức thành tranh đoạt giữa hai vực, vậy phải đánh người ngoài trước rồi nội bộ tự quyết định. Nam vực và đông vực không phải không có giao lưu, nhưng những võ giả đông vực này thật sự không nhận ra sở hưu. Dù sao sở hưu mới dương danh tại Đông Vực chưa lâu, Đại La Thiên lại cực kỳ rộng lớn, cho nên tin tức lan truyền hơi chậm hạ tư không tên này là người của lăng tiêu tông các ngươi một gã cao lớn của chiến võ thần tông hỏi hạ tư không của lăng tiêu tông hừ lạnh một tiếng nói đó là quận trưởng thương ngô quận sở hưu của hoàng thiên các truyền nhân của cổ tôn tuy đa số mọi người trong lăng tiêu tông không có hảo cảm gì với sở hưu nhưng lúc này hắn bị một đám võ giả nam vực bao vây sở hưu đột nhiên xuất hiện khiến hắn cũng thở phào một tiếng võ giả nam vực tuy không nhận ra sở hưu nhưng cũng nghe loáng thoáng tới tên sở hưu Nghe vậy gã cao to của chiến võ thần tông cười lên quái dị à, hóa ra là tên sở hưu đã đánh bại hiên viên vô song của lăng tiêu tông các ngươi, tiểu tử kia lúc nào cũng như thèm đòn, bây giờ rốt cuộc cũng bị người ta cho ăn đòn rồi. Hiên viên vô song khá nổi danh trong đại la thiên, đương nhiên nổi danh chỉ một phần vì thực lực, đa số là vì tính cách kỳ quái của hắn. Hạ tư không nghe vậy sắc mặt đen kịt, đệ tử trẻ tuổi nổi tiếng của lăng tiêu tông bọn họ bị người ta đánh bại, đây không phải chuyện vẻ vang gì nhưng không đợi hạ tư không nói chuyện, gã cao to của chiến võ thần tông đã quay sang nói với sở hưu, tiểu tử hoàng thiên các kia ta khuyên ngươi nên thức thời một chút. Tào động thiên phúc địa này lớn như vậy, có rất nhiều cơ hội, bây giờ ngươi rút lui, chúng ta cũng chẳng muốn nhắm tới ngươi. Nhưng thời gian động thiên phúc địa mở ra có hạn, đợi tới khi nam vực ta chiếm cứ động thiên phúc địa này, ngươi còn không có cơ hội vào trong nữa đâu. Bên phía Sở Hưu y chỉ vừa quan sát thứ này, tuy nó ẩn chứa lực lượng thuần dương tinh khiết tới cực điểm, nhưng lại không phải thứ y muốn. Thiên hồn từng miêu tả tỉ mỉ cho Sở Hưu về Đại La Thiên, về hình dạng thường thấy của hạt nhân. Chắc chắn không phải vật này. Sở Hưu tới đây không phải để tranh đoạt bảo vật cho nên y cũng định rời khỏi. Nhưng khi nghe gã cao to của Chiến Võ Thần Tông nói xong, y lại lập tức dừng bước cười lạnh nói, "Nếu ta không đi thì sao?" gã cao to của chiến võ thần tông cũng cười lạnh một tiếng đang định đáp lời nhưng đúng lúc này vài luồng ma khí cường đại ẩn hiện nhanh chóng lao về phía đám người sở hưu minh huyền vũ của cực lạc ma cung dẫn theo hai võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền trực tiếp bao vây sở hưu lạnh lùng nói sở hưu vừa rồi còn có sung thu thủy che chở cho ngươi nhưng giờ thì còn ai giúp được ngươi nói mau rốt cuộc tên trần thanh đế kia có lai lịch gì hắn đang ở đâu cứ nhìn dáng vẻ của nhan bi phong và minh huyền vũ là biết bọn họ đã sắp bị trần thanh đế ép tới phát điên rồi mà thực tế cũng đúng là vậy với sức chiến đấu hiện tại của trần thanh đế có thể xưng là vô địch dưới cảnh giới võ tiên trừ phi nhan bi phong đích thân ra mặt bằng không không ai địch nổi nhưng vấn đề là trần thanh đế không phải ngu ngốc chỉ cần nhan bi phong ra mặt hắn sẽ chạy mất dạng chuyện này khiến cực lạc ma cung cảm thấy khó mà giải quyết hơn nữa bọn họ còn chuyên môn điều tra tư liệu về Trần Thanh Đế, kết quả là đối phương như chui từ tảng đá ra, không có chút manh mối nào. chương 1651, phiền toái và nghĩ mà sợ hai. Manh mối duy nhất là, đối phương được sở hưu mời tới trợ giúp. Cho nên lần này đi vào động thiên phúc địa, những người khác là để tranh đoạt bảo vật trong động thiên phúc địa. Chỉ có cực lạc ma cung là muốn ép hỏi lai lịch và tung tích của Trần Thanh Đế nhìn đám người cực lạc ma cung hùng hùng hổ hổ sở hưu cũng thấy đau đầu khi dẫn trần thanh đế vào đại la thiên y cũng biết tuy trần thanh đế sẽ không làm chuyện bất lợi cho y nhưng vị này cũng không phải hạng dễ đối phó lúc còn ở hạ giới trần thanh đế rất nổi danh không có kẻ nào mắt mờ lại đi trêu chọc hắn nhưng sau khi đến đại la thiên với tính cách của hắn nếu có ai trêu chọc hắn hay có chuyện gì khiến hắn ngứa mắt, vậy kết cục hiển hiên là Trần Thanh Đế sẽ cho một quả đấm, không cần biết kẻ đó là ai. Trần Thanh Đế được sở hưu dẫn tới Đại La Thiên để giải quyết khó khăn của y, còn bây giờ xảy ra chuyện này, nhân quả cũng rơi xuống đầu sở hưu, y cũng không có gì oán trách. Nhìn Minh Huyền Vũ, sở hưu thở dài một tiếng. Ngay lúc Minh Huyền Vũ cho rằng sở hưu sẽ nói gì, sở hưu lại trực tiếp nắm lấy phá trận tử, đao mang dẫn theo khí thế phá thiên diệt địa trực tiếp xuất đao chém về phía Minh Huyền Vũ. Chết tiệt, Minh Huyền Vũ vốn không ngờ sở hưu thậm chí không nói một câu đã ra tay. Trong lúc vội vàng, quanh người Minh Huyền Vũ hiện lên một làn xương đen, tiếng quỷ thần chu khóc vang vọng, vô số quỷ vật âm tà hiện lên trong màn xương, ngăn cản đao chiêu của sở hưu. Nhưng một khắc sau, thần vực của sở hưu đã khai mở, chớp mắt đã tiêu diệt toàn bộ quỷ vật trong làn xương đen. Ngày trước khi Minh Huyền Vũ giúp tân già la đối phó với sở hưu. Hắn từng giao thủ với Sở Hưu cũng biết thực lực khủng khiếp của y. Nhưng vấn đề là tới giờ mới qua bao lâu, sao hắn cảm thấy thực lực của Sở Hưu lại tăng thêm một quãng? Hắn không biết chính do lần trước hắn và Tân Già La liên thủ uy hiếp tới cứ điểm của Sở Hưu tại khu vực Nam Man, khiến Sở Hưu cảm thấy nguy cơ cấp bách cho nên mới liều mạng tu luyện. Ở một bên khác, lục giang hà và hai võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền cũng bắt đầu giao chiến kịch liệt. Tuy Lục Giang Hà vừa bước vào cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền, nhưng hắn không phải cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền sợ kỳ. Khi còn ở cảnh giới Chân Hỏa Luyện Thần, hắn tích lũy lực lượng nội tình quá hùng hậu, cho nên khi đột phá trực tiếp vượt qua sơ kỳ, hơn nữa còn sử dụng huyết thần ma công Quỷ Dị Thần Kỳ, lấy một địch hai không thành vấn đề, còn bên phía Sở Hưu y trực tiếp áp đảo Minh Huyền Vũ. Thần vực khai mở, giam cầm Minh Huyền Vũ. Sở Hưu liên tiếp thi triển Đao Pháp cường hãn tới cực hạn Hồng Trần phiêu miểu trảm, Đao ý phá tự quyết diệt địa trong thất đại hạn. Mỗi đao đều có uy thế nhưng phá núi mở đường. So đấu lực lượng nội tình, Minh Huyền Vũ đã cảm thấy không chịu nổi. Thanh ma đao tả ác quỷ dị trên tay hắn có thể thôn tính bất cứ lực lượng nào, nhưng lúc này lại không thể thôn tính loại lực lượng sắc bén tới cực điểm của phá trận tử bị chém cho không ngừng lùi lại phía sau. Thậm chí sắc mặt đã đỏ bừng, khí tức bất ổn. Gã cao to của Chiến Võ Thần Tông vừa rồi định gây chuyện với Sở Hưu, giờ đã mồ hôi lạnh đầy đầu. Minh Huyền Vũ cũng là cao thủ nổi danh ở Nam vực, dù sao cũng mạnh hơn hắn. Kết quả hắn lại bị Sở Hưu áp đảo tới mức không còn sức hoàn thủ, nếu đổi lại là hắn, không khéo còn tệ hơn. Mà chuyện khiến hắn e ngại hơn nữa là thái độ của Sở Hưu, không nói một lời trực tiếp hạ thủ như muốn giết người. Lại người hung ác tới không nói lý như vậy, mức độ nguy hiểm cũng vượt ngoài tưởng tượng. Minh Huyền Vũ không thể hiểu nổi, mới qua bao lâu, sao thực lực của tên sở hưu này lại tăng vọt lên nhiều đến vậy, phải nói là cường hãn tới không nói lý. Hắn muốn bắt sở hưu, ép hỏi tung tích của Trần Thanh Đế, cũng tiện tranh công trước mặt nhan bi phong, kết quả hiện giờ hắn lại bị ai phát hiện, hình như mình bị lừa ở đây rồi. Nhìn những võ giả nam vực xung quanh, Minh Huyền Vũ phẫn nộ quát, các ngươi còn đứng xem là gì? Cùng là người nam vực còn không mau ra tay gã cao to của chiến võ thần tông và những võ giả nam vực khác đều cười lạnh một tiếng, thân hình lại lui về phía sau vài bước. Trước đó đúng là bọn họ có định ý với sở hưu, nhưng hiện giờ là cực lạc ma cung các ngươi và tên sở hưu kia giải quyết ân oán cá nhân, liên quan gì tới bọn họ. Ai lại ăn no rừng mỡ đi xuất thủ, đao mang sắc bén tới cực hạn liên tiếp chém lên người Minh Huyền Vũ. Rốt cuộc Minh Huyền Vũ cũng không chịu nổi, hắn trực tiếp quát lớn, rút lui dứt lời thân hình minh huyền vũ hóa thành hư vô quỷ dị không phải ảo thuật cũng không phải chướng nhãn pháp mà như đột nhiên tách biệt khỏi không gian này khiến đao mang của sở hưu thất bại sở hưu tay kết ấn quyết đại bi chú được thi triển giữa không trung trời khóc đổ mưa máu hàng lâm bàn tay ma thần khổng lồ chộp về phía minh huyền vũ đã hóa thành cái bóng nhưng kết quả vẫn thất bại khiến đối phương bỏ trốn sở hưu ồ khẽ một tiếng chiêu này của minh huyền vũ đúng là vượt ngoài tưởng tượng của y Lộ số của cực lạc ma cung tuy cũng là ma đạo nhưng không phải loại ma công chính thống mà càng âm tà quỷ dị am hiểu nghiên cứu đủ thứ kỳ quái. Tuy đại đa số nghiên cứu đều thất bại nhưng nhiều năm qua bọn họ cũng nghiên cứu được nhiều thứ quái dị, lực lượng cũng không kém. Chiêu mà Minh Huyền Vũ vừa thi triển khiến sở hưu không nhìn ra sơ hở gì. Thậm chí lực lượng đại bi chú cũng không thể giam cầm hắn bên phía sở hưu thất thủ nhưng lục giang hà lại giết được một cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền của cực lạc ma cung khiến sở hưu cũng phải nhìn sang thật ra với thực lực của lục giang hà có giết được một võ giả cùng cấp cũng không có gì là lạ tuy hắn luôn kêu gào mình là ma tôn thứ năm của côn luân ma giáo nhưng với thực lực của hắn 500 năm trước khi côn luân ma giáo còn tồn tại nếu hắn có thể bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền vậy rất có khả năng sẽ trở thành vị ma tôn thứ năm của côn luân ma giáo nhưng lúc này Lục Giang Hà lấy một địch hai mà còn giết chết được một người, đúng là sở hưu đã coi thường thực lực của hắn. Thấy Minh Huyền Vũ và võ giả còn lại của cực lạc ma cung trốn thoát, sở hưu lạnh lùng nói, đuổi. Lục Giang Hà trần chờ nhìn thoáng qua thứ kia nói, thứ này tuy hơi kỳ quái nhưng cũng là một bảo bối. Không đoạt lấy à, sở hưu lắc đầu nói, trong chúng ta có ai tu luyện cương khí thuần dương. Có đoạt được cũng không nhiều tác dụng, không cần lãng phí thời gian vào thứ gân gà như vậy, giải quyết người Cực Lạc Ma Cung trước đã. Cho dù không có chuyện của Trần Thanh Đế, lần trước Minh Huyền Vũ và Tân Già La của Phạm Giáo Liên thủ bao vây y trong cứ điểm Nam Man, mối thù này y vẫn chưa quên đâu. Chương 1652, Sở Hưu khả nghi. Hiện giờ y và Cực Lạc Ma Cung đã trở mặt với nhau. Vậy không giết hắn thì đợi tới khi nào? có lẽ người khác kết thù kết oán còn buông một câu lần sau sẽ cho ngươi đẹp mặt nhưng nếu là sở hưu y quen với chuyện tiễn ngươi lên đường hơn. Thấy sở hưu và lục giang hà đuổi giết người của cực lạc ma cung, đám võ giả nam vực cũng thở phào một tiếng. Tên sở hưu này gây áp lực không nhỏ lên bọn họ y bỏ qua không tranh đoạt bọn họ cũng bớt đi một kình địch. Minh huyền vũ lao như điên về phía trước, tình trạng hiện giờ của hắn cũng không được tốt, lực lượng nguyên thần tiêu hao quá độ. Bí pháp vừa rồi là sử dụng lực lượng nguyên thần, kéo cơ thể bản thân vào hư không, chỉ cần lực lượng của đối phương không đến mức xé rách hư không là không thể làm tổn thương được hắn. Nhưng hắn không phải võ giả chủ tu lực lượng nguyên thần, chỉ thi triển vài giây ngắn ngủi đã khiến hắn tiêu hao rất nhiều lực lượng nguyên thần. Hơn nữa hắn còn cảm giác được sở hưu đang đuổi sát sau mông mình, chuyện này càng khiến Minh Huyền Vũ muốn chửi đồng lên. Mình đã chạy trốn rồi, đối phương không đi tranh đoạt bảo vật còn đuổi mình làm gì? Phải biết hiện giờ tên Trần Thanh Đế kia đã quấy phá cực lạc ma cung của bọn họ tới mức long trời lở đất, là cực lạc ma cung bọn họ có thù với Sở Hưu và Trần Thanh Đế chứ, sao lại như tên Sở Hưu này có thù với bọn họ? Sau lưng Minh Huyền Vũ, một luồng khí huyết sát nhàn nhạt truyền tới, không ngờ Sở Hưu và Lục Giang Hà lại trực tiếp sử dụng bí pháp huyết đột đuổi theo với tốc độ mau chóng. Đương nhiên không phải bọn họ dùng khí huyết của mình mà là khí huyết của võ giả cực lạc ma cung bị Lục Giang Hà giết chết. Thấy bọn họ đã đuổi tới gần, ánh mắt Minh Huyền Vũ cũng lóe lên sắc thái lạnh lùng. Mình chỉ không muốn liều mạng với tên sở hưu này mà thôi, chẳng lẽ y tưởng mình không dám liều mạng với y? Minh Huyền Vũ đột nhiên xoay người, ma khí hùng hồn tỏa ra quanh người, ma vụ lan ra phương viên vài trăm trượng, trong đó có vô số tiếng chu chéo của âm tả ác quỷ sen lẫn vào nhau. Hóa thành một ma thần ba sừng dữ tợn. Ngay lúc sở hưu định động thủ, một giọng nói khinh thường lại vang lên, rác rưởi đối phó với một võ giả cảnh giới thấp hơn ngươi mà phải dùng tới cả thôn huyết ma thần, mấy năm nay có phải ngươi bắt đám mọi dợ trên đất Nam Man nhàn nhã quá không, sao tu vi thụt lùi như vậy? Sương máu giữa thiên địa lập tức tan hết thay vào đó mà ma khí âm ta. Thân hình nhan bi phong từ trên trời giáng xuống, chỉ trong chớp mắt minh huyền vũ vừa ăn chửi thở dài một tiếng còn sở hưu lại nhớn mày. Cường giả cảnh giới võ tiên tới, bây giờ Sở Hưu không phải nghĩ làm sao giết người mà là làm sao bỏ trốn. Tuy sắc mặt Sở Hưu rất nghiêm nghị, nhưng trong lòng lại cực kỳ ổn định. Võ tiên tuy cường đại nhưng không phải cường đại tới mức một đòn đã giết chết được y. Sở Hưu từng thấy Sung Thu Thủy ra tay nhiều lần, y có thể miễn cưỡng chống cự một hai chiêu. Nếu tình báo của Lục Tam Kim không sai, Nhan Bi Phong và Sung Thu Thủy ngang cấp đều là võ tiên tứ trọng thiên. Vậy Sở Hưu vẫn còn cơ hội đặc biệt là đối phương là võ giả ma đạo, trên tay sở hưu có thần thông thập tự liên hoa ấn, có hiệu quả khắc chế nhất định. Nhan Bi Phong nhìn sở hưu, ánh mắt lộ vẻ hứng thú. Thật ra so với tên Trần Thanh Đế kia ta cảm thấy hứng thú với ngươi nhiều hơn. Hình như bên cạnh ngươi có rất nhiều kẻ kỳ quái. Toàn bộ đông vực đều biết ngươi là truyền nhân của cổ tôn, tuy ngươi chưa hề nói nhưng không ngờ không ai có thể suy đoán ra ngươi là truyền nhân của vị nào từ công pháp của ngươi. Điều này đã rất kỳ quái còn có một kẻ tên là lã phụng tiên bên cạnh ngươi tuy hắn tự xưng là truyền nhân của lã ôn hầu nhưng tổ tiên của cực lạc ma cung ta từng quen biết với lã ôn hầu theo ta biết lã ôn hầu hẳn không có truyền nhân mới đúng cho dù có truyền nhân thì sau khi đi vào đại la thiên cả vạn năm vẫn không lộ diện chuyện này cũng rất kỳ quái đương nhiên còn cả tên trần thanh đế kia nữa tuy ta không bắt được hắn nhưng dựa trên thi thể của đệ tử cực lạc ma cung có thể thấy con đường võ đạo của hắn cơ thể cường hãn kinh người hơn nữa sức chiến đấu đó không phải chỉ là bế quan khổ tu là đạt được, chắc chắn phải được rèn luyện qua vô số chém giết trinh chiến gió tanh mưa máu, nhưng xưa nay ta chưa từng nghe tên người này trong Đại La Thiên, ngươi nói xem có kỳ quái không? Nhiều chuyện ly kỳ như vậy đều liên quan tới ngươi, cho nên sở hưu ngươi cũng rất hấp dẫn. Gương mặt nhan bi phong mang nụ cười như có như không, ánh mắt nhìn về phía sở hưu như nhìn một món đồ chơi thú vị. Thật ra trên người Sở Hưu có không ít sơ hở, một kẻ ở Nam vực như Nhan Bi Phong còn nhìn ra, người ngoài đương nhiên cũng thấy, nhưng không ai tra xét tới cùng vì không cần thiết. Sở Hưu có thể mang tới lợi ích và lực lượng cho Hoàng Thiên Các, vì sao Hoàng Thiên Các phải tra xét tới cùng? Còn kẻ địch của Sở Hưu, ví dụ như Hàn Giang Thành, Diệp Duy không sao phải quan tâm Sở Hưu là truyền nhân của Cổ Tôn hay là giết chặn đường Hàn Giang Thành thì trực tiếp ra tay giết chết là được. Vì vậy, ngược lại kẻ không dính líu nhiều tới Sở Hưu như Nhan Bi Phong, chỉ đơn thuần là hiếu kỳ cố tình nghiên cứu về Sở Hưu, không ngờ lại phát hiện nhiều điểm đáng ngờ như vậy. Sở Hưu lạnh nhạt nói, võ giả nam vực đều gọi ngươi là Nhan Tam Phong, kẻ điên nhìn người bình thường luôn thấy bất thường, thực ra kẻ kỳ quái nhất là ngươi mới đúng. Nhan Bi Phong cũng chẳng tức giận, hắn vẫn nở nụ cười trêu tức ta là người cực kỳ hiếu kỳ, bất cứ chuyện gì cũng muốn có kết quả. Đương nhiên đạt được kết quả như thế nào, đối với ta đều không quan trọng cho nên ta vốn không định bảo ngươi trả lời ta đợi sau khi bắt được ngươi dưới bí thuật siêu hồn của cực lạc ma cung ta tất cả mọi bí mật giấu sâu trong đáy lòng ngươi đều bày ra trước mặt ta sở hưu nheo mắt lạnh lùng nói ta e là bí mật ẩn sâu trong đáy lòng ta sẽ dọa chết ngươi thật sao ngươi nói vậy ta lại càng hiếu kỳ sau khi nhan bi phong dứt lời ma khí sau lưng hắn bắt đầu biến hóa tầng tầng lớp lớp ma khí lạnh lẽo hóa thành từng tòa ma cung khổng lồ Mỗi tầng ma cung đều có một cái bóng lớn, quỷ dị giữ tợn như ma thần. Võ đạo của nhan bi phong là xây dựng ma cung, nuôi dưỡng ma thần. Còn những ma thần trong ma cung này, nguyên hình chính là những võ giả chết trong tay hắn. Thấy nhan bi phong thể hiện khí thế như vậy, sở hưu lập tức chửi thầm một tiếng, lục tam kim đúng là không đáng tin cậy. Võ tiên tứ trọng cái mẹ gì? Theo khí thế mà nhan bi phong thể hiện, rõ ràng hắn mạnh hơn sung thu thủy một quãng. Đã đạt tới võ tiên ngũ trọng thiên. Sở Hưu truyền âm cho Lục Giang Hà. Lát nữa ta dùng thập tự liên hoa ấn ngăn cản một đòn của Nhan Bi Phong. Ngươi trốn trước ta theo sau. Nghe vậy Lục Giang Hà lập tức cảm động. Thật thú vị, không uổng công bản tọa bán mạng cho ngươi bao lâu này. Tuy Lục Giang Hà nói vậy nhưng thân hình lại nhanh chóng bay về phía sau. Nhưng ngay lúc này một luồng uy áp ma đạo không hề kém cạnh so với Nhan Bi Phong lại ầm ầm hàng lâm. Phó cung chủ viên không thành của Thiên Ma Cung từ trên không hạ xuống lạnh nhạt nói, Nhan Bi Phong, ngươi lại nổi điên ở đây làm gì? Chương 1653, giao dịch của Thiên Ma cung 1. Viên không thành của Thiên Ma cung đột nhiên nhúng tay vào, cả Nhan Bi Phong và Sở Hưu đều không ngờ tới. Nhan Bi Phong lạnh lùng nhìn Viên Không Thành, cau mày nói, ngươi làm vậy là có ý gì? Định bảo vệ tên Sở Hưu này? Theo ta được biết hắn và Thiên Ma cung không có quan hệ gì cơ mà. Viên không thành lạnh nhạt nói, đúng là không có quan hệ, nhưng tự ta thấy ngứa mắt với nhan bi phong nhà ngươi. Ngứa mắt với cực lạc ma cung đấy, không được à. Ánh mắt nhan bi phong lóe lên vẻ lạnh lùng, trong vô số ma cung sau lưng hắn, ma thầm gầm rú, khí thế ngập trời. Còn viên không thành cũng hừ lạnh một tiếng, sau lưng hắn, ma khí tinh thuần hóa thành một hư ảnh ma thần cao tới vài trăm trượng, có thể sánh ngang với pháp thiên tượng địa của sở hưu, tuy khí thế yếu hơn nhan bi phong một chút nhưng cũng không hề kém cạnh. Thấy cảnh này, Sở Hưu có thể khẳng định tên Lục Tam Kim kia quả nhiên không đáng tin cậy. Lúc trước hắn nói Viên Không Thành chỉ vừa bước vào cảnh giới Võ Tiên, thực lực cùng lắm là nhị hoặc tam trọng thiên, nhưng bây giờ thấy cảnh này, đối phương ít nhất cũng phải tứ trọng thiên. Nhưng Sở Hưu không hiểu vì sao Viên Không Thành lại đứng ra giúp mình. Sau khi tới Đại La Thiên, Sở Hưu chưa từng tiếp xúc với bất cứ đệ tử Thiên Ma Cung nào, thậm chí chưa từng tiếp xúc với sự tình nào liên quan tới Thiên Ma Cung. Còn Viên không thành lấy cớ là ngứa mắt với Cực Lạc Ma Cung gì đó. Sở Hưu càng không tin, thực lực của giới ma đạo trong Đại La Thiên không quá mạnh, hơn nữa cũng chẳng đoàn kết. Ít nhất Cực Lạc Ma Cung và Thiên Ma Cung xưa nay không hòa thuận. Nhưng cho dù bọn họ có bất hòa, cũng không tới mức lấy cớ nực cười như vậy để ra tay với nhau trong động Thiên Phúc Địa. Đương nhiên Nhan Bi Phong không sợ Viên Không Thành, hắn vừa định động thủ, Minh Huyền Vũ ở bên cạnh đã giữ chặt lấy hắn, hạ giọng truyền âm thuyết phục hắn nên đặt đại cục lên trên hết vân vân. Tranh đoạt trong Động Thiên Phúc địa còn chưa có kết quả, bọn họ ra tay với Sở Hưu thì không sao, nhưng nếu vì vậy mà khai chiến với Thiên Ma cung, bọn họ cũng không được lợi. Nhan Bi Phong hừ lạnh một tiếng, không biết đang nghĩ gì, nửa ngày sau hắn mới vung tay, trực tiếp dẫn đám người Minh Huyền Vũ rời khỏi. Sau khi người của Cực Lạc Ma Cung đi khỏi, Sở Hưu mới chắp tay với Viên Không Thành nói, "Đa Tạ Viên Cung chủ đã ra tay tương trợ." Viên Không Thành mỉm cười ấm áp nói, "Sở tiểu hữu không cần khách khí, cái lũ điên Cực Lạc Ma Cung này chuyên làm những chuyện khiến giới ma đạo ta hổ thẹn, ta đã chứng kiến, có thể giúp được thì đương nhiên phải giúp rồi." Biểu cảm trên mặt Sở Hưu không hề thay đổi nhưng trong lòng lại cười lạnh không thôi. "Đều là người trong ma đạo, ngươi còn giả bộ từ bi với ta làm gì?" Tuy thiên ma cung không hành xử điên cuồng như cực lạc ma cung nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì, ít nhất không có chuyện hắn lại vô duyên vô cớ giúp sở hưu. Cho nên sở hưu vừa cười vừa nói, tại hạ xin ghi nhớ ân tình này, chờ tương lai ắt sẽ có hậu báo, nhưng hiện tại trong động thiên phúc địa người người đều tranh đoạt bảo vật tại hạ cũng không dám làm trễ nải thời gian của viên cung chủ. Mới hàn huyên một câu mà sở hưu đã định đi khỏi, chuyện này khiến viên không thành sửng sốt tiểu tử này ra bài chẳng theo lẽ thưởng, tốt xấu gì ta cũng vừa cứu ngươi, ngươi cứ thế bỏ đi à. Chuyện này khiến những lời tiếp theo của hắn nghẹn lại trong bụng. Sở tiểu hữu đợi chút đã ta còn có chuyện muốn hỏi thăm ngươi. Sở hưu quay đầu lại, gương mặt mang nụ cười như có như không, viên cung chủ vừa cứu ta, có chuyện gì xin cứ nói thẳng là được, không cần quanh co lòng vòng. Viên không thành híp mắt nói, vậy thì được ta không lòng vòng nữa, ta có thể nhìn ra trong võ đạo của ngươi có vết tích của kẻ 500 năm trước nghe viên không thành nói câu này sở hữu âm thầm chấn động nhưng sắc mặt không hề thay đổi ngược lại còn ra vẻ nghi hoặc viên cung chủ nói gì sao ta không hiểu năm trăm năm trước là sao viên không thành cười nói sở tiểu hữu không cần giấu giếm ngươi là truyền nhân của cổ tôn chắc chắn sư tổ chi phái ngươi cũng là người tham gia trận chiến đó thậm chí có thể từng chiếm được chút tinh huyết của ma đầu đó thôi diễn được một số võ đạo liên quan tới hắn đúng không thật ra chuyện này cũng không có gì mất mặt vì thiên ma cung ta cũng vậy Nói đến đây, Viên Không Thành không khỏi thở dài nói, người kia cũng tu luyện ma đạo nhưng xưa nay ta chưa từng nghĩ tới ma đạo lại có thể cường đại tới mức độ đó. Ta không được tận mắt chứng kiến trận chiến đó, nhưng chỉ từ những lời mà sư tổ lưu lại cũng có thể thấy hắn cường đại tới mức khiến người khác tuyệt vọng. Trận chiến năm đó, Thiên Ma cung ta cũng lấy được vài giọt tinh huyết của kẻ đó, chắt lọc được một phần võ đạo, ta nghĩ sư tổ của Sở Tiểu Hữu cũng vậy võ đạo, ngoài truyền thừa của bản thân thì võ đạo của người ngoài không quý giá bằng của mình, cho nên ta muốn hai bên trai đổi một chút về truyền thừa của người đó. Nghe viên không thành nói như vậy, sở hưu mới hiểu ý đối phương, hóa ra là sau khi gặp thiên hồn y có hơi nhạy cảm. 500 năm đủ xóa đi rất nhiều thứ, ngoài người như lão các chủ từng tham gia trận chiến với độc cô duy ngã, còn thấy kiêng kỵ hắn, trên thực tế đại đa số mọi người đều không còn mấy ấn tượng về độc cô duy ngã. Chỉ được biết qua mô tả. Người trong Ma đạo như Viên Không Thành càng quan tâm tới Độc Cô Duy Ngã cũng nhận được không ít thứ từ tinh huyết của Độc Cô Duy Ngã. Cho nên lúc này thấy trên người Sở Hưu có một số thứ liên quan tới Độc Cô Duy Ngã, lại thêm từ khi đến Đại La Thiên, Sở Hưu đã bịa ra thân phận truyền nhân của vị cổ tôn sống sót sau khi giao thủ với Độc Cô Duy Ngã, cho nên Viên Không Thành cũng tự tưởng tượng ra những chuyện này. Sở Hưu cười một tiếng nói: "Trao đổi võ đạo lẫn nhau, đương nhiên ta cũng đồng ý." nhưng công pháp này thuộc về chi phái của ta, cho nên ta phải trở về bàn với gia sư đã, sau khi được gia sư đồng ý mới có thể quyết định." Viên Không Thành gật đầu nói, "Không thành vấn đề, đợi sau khi lần thăm dò động Thiên Phúc địa này kết thúc ta sẽ tới bái kiến Sở tiểu hữu." Sau khi nói xong, Sở Hưu chắp tay rồi dẫn Lục Giang Hà rời khỏi. Đợi tới khi thân hình Sở Hưu biến mất vài võ giả Thiên Ma cung mới đi từ đằng xa tới. Một người trong đó nghi hoặc nói, cung chủ, đối phương chỉ là một võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền mà thôi, cho dù sau lưng hắn có một vị cổ tôn, chúng ta bắt hắn ở đâu, sử dụng bí thuật siêu hồn cũng có thể bới những thứ trong đầu hắn ra, sao phải trao đổi phiền phức như vậy làm gì? chương 1654, Giao dịch của Thiên Ma Cung 2 Viên không thành lắc đầu nói, các ngươi ấy, làm việc quá cực đoan, như vậy không tốt. Phật môn hùng bá tây vực, đạo môn xương tôn bắc vực vì sao ma đạo ta lại không thể lên làm đệ nhất ở Bắc vực Không chỉ vì thiên ma cung ta và cực lạc ma cung đấu đá lẫn nhau, mà còn vì chúng ta làm việc không lưu lại đường sống, khiến cho tán tu và người của các môn phái khác không chịu giao tiếp với chúng ta. Hơn nữa các ngươi thật sự cho rằng tên sở hưu kia là loại đơn giản à. Trong thời gian 2-3 năm làm khách khanh cho Hoàng Thiên Các, đối phương đã khuấy động đông vực tới trời long đất lở, hầu như tất cả các sự kiện lớn ở đông vực mấy năm qua đều có liên quan tới hắn người như vậy không đơn giản. Hơn nữa vừa rồi khi nhan bi phong định ra tay với hắn, các người có thấy gương mặt hắn bối rối hay tuyệt vọng gì không? Không có, không có một chút nào. Cho dù là đối mặt với cường giả cảnh giới võ tiên ngũ trọng thiên, hiển nhiên hắn đang tự tin mình có thể trốn thoát. Cho nên phải nhớ kỹ trước khi tin chắc trăm phần trăm, đừng luôn miệng hô đánh hô giết, làm việc phải ổn thỏa một chút. đệ tử kia vội vàng nói, vâng cung chủ, thuộc hạ xin ghi nhớ. Viên không thành lạnh nhạt nói, "Ngoài ra ta chỉ là phó cung chủ Thiên Ma cung, không phải cung chủ, chớ có gọi sai kẻo người khác nắm được nhược điểm, quản cho tốt cái miệng của mình, cần biết họa từ miệng mà ra." Ở một phía khác của động Thiên Phúc Điện, Lục Giang Hà bĩu môi sau lưng Sở Hưu, "Này, không phải ngươi định đem truyền thừa mà giáo chủ lưu lại đi trao đổi với bọn chúng đấy chứ?" Tuy tên kia luôn cười tủm tỉm, nhưng không phải loại tốt lành gì đâu. Sở hưu lạnh nhạt đáp, đương nhiên ta biết hắn không phải loại tốt lành gì rồi, võ giả ma đạo, có ai là người tốt? Truyền thừa là vật chết, người là sống, ta phải nghĩ kỹ về chuyện này mới được. Nghe sở hưu nói vậy, Lục Giang Hà không truy hỏi tiếp. Chuyện liên quan tới độc cô duy ngã, trong toàn bộ côn luân ma giáo chỉ có mình sở hưu mới có quyền quyết định, dù sao y mới là truyền thừa của độc cô duy ngã, là giáo chủ. Sau chuyện nhan bi phong, sở hưu cũng chú ý hơn. Mở linh giác tới mức lớn nhất để phòng người của Cực Lạc Ma Cung. Chuyện y cần làm là tìm ra hạch tâm chống đỡ động thiên phúc địa này chứ không phải phân cao thấp với người của Cực Lạc Ma Cung. Nhưng động thiên phúc địa này đúng là quá rộng lớn, lớn tới mức vượt ngoài tưởng tượng của Sở Hưu. Y và Lục Giang Hà, hai người dùng tốc độ nhanh nhất đi suốt một canh giờ mà chưa tới điểm cuối cùng, chỉ thấy một ngọn núi trông như bàn tay khổng lồ, chất liệu kiên cố. Có thể dùng để bày trận nhìn hình dạng ngọn núi kia sở hưu đột nhiên nghĩ tới điều gì y lẩm bẩm hình như ta biết tòa động thiên phúc địa này được hình thành như thế nào rồi lục giang hà kinh ngạc nói động thiên phúc địa là động thiên phúc địa còn có thể là thế nào sở hưu không để ý tới lục giang hà mà quay đầu nhanh chóng chạy theo phía ngược lại sau khi chạy gần hai canh giờ rốt cuộc cũng thấy một ngọn núi nhỏ hình hình bàn tay hình dạng giống hệt sở hưu thở dài một tiếng nói nơi này vốn không phải động thiên phúc địa mà là nơi mai táng của một ma thần thượng cổ Liên tưởng tới hình dạng ngôi mộ bên ngoài động Thiên Phúc địa này, cùng với đủ loại dị tượng bên trong động Thiên Phúc địa, hai ngọn núi nhỏ hình bàn tay, Sở Hưu đã có thể xác nhận nơi này là vị trí mai táng của một ma thần thượng cổ, là phần mộ do hắn tự mình xây dựng. Lục Giang Hà không phải kẻ ngu, vừa nghe đã hiểu. Nhưng sau đó sắc mặt hắn lại trở nên kỳ quái. Nếu trong động Thiên Phúc địa này an táng một ma thần thượng cổ, vậy thứ mà đám người chiến võ thần tông tranh giành, cái thứ khó miêu tả đó, không lẽ là cái ấy của ma thần thượng cổ? Không biết đám người đó mà biết chân tướng thì tâm trạng sẽ ra sao? Chưa ai từng thấy ma thần thượng cổ còn sống, đương nhiên cũng chưa ai thấy xác chết. Trong phần mộ này chứa thân thể ma thần, nhưng theo thời gian trôi qua nó đã hòa làm một thể cùng động Thiên Phúc địa này. Trở thành ngọn núi như sắt thép, còn thứ chống đỡ toàn bộ động Thiên Phúc địa này cũng là thứ quan trọng nhất trong thân thể ma thần, không phải ở đầu thì là ở trái tim biết được vị trí hai tay của ma thần, Sở Hưu cũng đoán được vị trí trái tim và đầu của ma thần, y không hề dừng lại, lập tức dẫn Lục Giang Hà lên đường. Sở Hưu và Lục Giang Hà đoán ra vị trí đầu và trái tim của ma thần nhưng lại không biết với tốc độ và linh giác cường đại của võ tiên. Đã có người tìm ra vị trí này từ lâu, đó là một ngọn núi nhỏ nhô lên, hình dạng như một cái đầu lâu khổng lồ nhưng lại có ba con mắt lờ mờ. Nơi đáng lẽ là đôi mắt bình thường đã bị phong hóa thành hai vết lõm lớn, nhưng con mắt dọc ở chính giữa lại như bảo thạch tỏa sáng trói mắt vừa nhìn là biết không phải vật phàm. Lúc này có hai người đang đứng trước con mắt dọc đó, một là lão giả lôi thôi, chính là môn chủ đại thiên môn, càn khôn vạn pháp đào tiềm minh. Một thì lưng đeo trường kiếm, thần sắc hờ hững, chính là một trong tam đại kiếm tôn của thiên hạ kiếm tông, thanh lê kiếm tôn mộ bạch xương. Lúc này hai người đang đứng trước con mắt dọc nhưng không ai định ra tay, Đào Tiềm Minh thậm chí không có chút định ý nào. Vì Đào Tiềm Minh biết tranh lệch giữa hắn và mộ bạch xương là rất lớn. Một người tứ trọng thiên, một người thất trọng thiên, hơn nữa đám kiếm điên của thiên hạ kiếm tông đều có chiến lực kinh người. Nổi tiếng cường đại trong cùng cấp bậc, còn đại thiên môn của hắn có không ít bí pháp, hắn cũng có danh hiệu càn khôn vạn pháp, tuy không khoa trương tới mức có một vạn môn bí pháp nhưng cũng không ít chẳng qua bí pháp là bí pháp, thứ thật sự có tác dụng chỉ có vài chiêu, thứ này không phải càng nhiều càng tốt, như Trần Thanh Đế chỉ có đôi tay sắt mà đánh khắp thiên hạ cùng cấp độ vẫn khó có ai địch nổi. Bản lĩnh giữ nhà của Đại Thiên môn bọn họ vẫn là bầy trận. Luyện khí, luyện đan, thậm chí nghiên cứu đủ thứ ly kỳ cổ quái, về mặt chiến lực cũng không mạnh hơn võ giả cùng cấp độ. Đào Tiềm Minh chắp tay với mộ bạch xương nói, Thanh Lê Kiếm Tôn, thứ này là do mắt dọc của ma thần thượng cổ biến thành, là nơi hội tụ của lực lượng, chắc chắn nó cực kỳ quý giá. Như vậy, Đại Thiên môn ta nguyện chế tạo ba thanh thần binh cực phẩm cho thiên hạ kiếm tông, vật liệu cũng do chúng ta đưa ra, dùng thứ này để đổi lấy con mắt. Chẳng hay Thanh Lê Kiếm Tôn có thể tặng cho lão già ta không? Tuy thứ này là bảo vật nhưng hầu hết các võ giả thiên hạ kiếm tông đều dựa vào một thanh kiếm đánh khắp thiên hạ, đối với bọn họ đúng là thứ này không có nhiều tác dụng. Còn ba thanh thần kiếm cực phẩm lại là thật, hắn cũng bỏ vốn lớn, tin rằng mộ bạch xương sẽ đáp ứng. Nhưng mộ bạch xương lại không trả lời đào tiềm minh, hắn chỉ lạnh nhạt nói, đào trưởng môn, ngươi có thấy thực lực của đông vực hiện giờ không? chương 1655, mưa gió hỗn loạn, đại chiến sắp tới. Đào tiềm minh sửng sốt, sao lại dính tới đông vực? Hắn vô thức gật đầu nói, "Thấy rồi, sao vậy?" Mộ Bạch Sương trầm giọng nói, "Ngày trước khi tới Đại La Thiên, Đông Tây Nam Bắc tứ vực, trong đó Nam vực ta là kém nhất. Còn bây giờ Nam vực ta có Kiếm Tông, mà Đạo, thể tu chiến võ thần tông, còn có Đại Thiên môn đại diện cho nhánh tạp ra, không ai kém cạnh, ngược lại Đông vực nội đấu liên miên, lại gặp Hàn Giang thành quật khởi. Thế lực đã không lớn bằng lúc trước, cách phân chia bốn vực là từ vạn năm trước, hiện giờ đã qua vạn năm, quy củ này liệu có nên thay đổi hay không?" Đào Tiềm Minh nghe vậy cả kinh, đám người Thiên Hạ Kiếm Tông này không phải chỉ là khổ tu sĩ chuyên tu kiếm đạo, ngược lại ai cũng điên cuồng nóng vội. Nghe nói trước đại kiếp nạn thời thượng cổ, đám người Thiên Hạ Kiếm Tông từng lạnh lùng lừa giết đệ tử nhà mình, chỉ lưu lại tinh nhuệ đi vào Đại La Thiên. Tuy hành động này rất lý trí, nhưng là lý trí tới máu lạnh. Những năm gần đây Thiên Hạ Kiếm Tông đã dần dần có uy thế của đệ nhất tông môn nam vực, tất cả đều là nhờ trường kiếm trong tay bọn họ giết ra. Còn Đại Thiên Môn thật ra chỉ quật khởi sau khi tới Đại La Thiên, không phải tông môn được truyền thừa từ thời Thượng Cổ. Cho nên Đào Tiềm Minh cũng không hiểu nhiều về cách phân chia lợi ích vạn năm trước, hắn chỉ thận trọng hỏi ý của Thanh Lê Kiếm Tôn là. Gương mặt mộ bạch xương vẫn không chút biểu cảm nhưng giọng nói lại mang vẻ lạnh lẽo không hề che giấu ý của ta là dùng con mắt của ma thần này làm mồi nhử, nhân cơ hội này đánh trọng thương thậm chí giết chết vị cường giả đệ nhất đông vực phương ứng long của lăng tiêu tông. Đào Tiềm Minh bị câu này của mộ bạch xương làm cho giật này mình. Hắn không nhịn được hạ giọng nói, người định làm gì? Gây tranh chấp chém giết giữa hai vực hay sao? Tuy trước mắt bọn họ đang đối địch, nhưng đoạt bảo là đoạt bảo, giết người là giết người, đây là hai chuyện khác nhau. Mộ bạch xương vẫn mặt không biểu cảm nói, tranh chấp chém giết giữa hai vực. Không không không, thế lực hai bên ngang nhau mới là chém giết. Bây giờ nam vực mạnh hơn đông vực, phải là cướp đoạt mới đúng. Ngoài ra, đào trưởng môn, đừng quên Đại La Thần Cung sẽ mở, đây là chuyện liên quan tới tương lai của đại phái chúng ta. Đại La Thần Cung chỉ chứa được chừng đó người. Lúc đầu muốn vào Đại La Thần Cung cũng phải rút thăm, về sau thì thành giao đấu trên lôi đài, nhưng mấy lần gần nhất đã thành chém giết đánh đấm hỗn loạn rồi. Tuy chém giết này vẫn được khống chế trong phạm vi nhất định, nhưng loại trật tự mong manh đó còn giữ được bao lâu, ai mà biết được giết bây giờ cũng là giết về sau giết cũng là giết hiện giờ làm suy yếu lực lượng của đông vực sao lại không được một vạn năm đại la thiên đã bình tĩnh quá lâu không phải thiên hạ kiếm tông ta muốn làm giấy lên mưa gió mà toàn bộ đại la thiên đông tây nam bắc bốn vực vốn đã bị bao phủ trong mưa gió vô tận rồi nghe mộ bạch sương nói vậy thân thể đào tiềm minh bỗng thấy khó chịu vặn vẹo một chút hắn cũng là cường giả võ tiên cũng là trưởng môn một đại phái đỉnh phong đương nhiên cũng cảm giác được chuyện này thời gian một vạn năm quá lâu trật tự từ vạn năm trước có thể kiên trì được tới giờ đã là rất khó khăn rồi trên thực tế một vạn năm trước mọi người vừa tới đại la thiên được phân chia ra đông tây nam bắc tứ vực tự xử lý chuyện của mình làm gì có thời gian để ý tới người khác cho nên khi đó các đại tông môn ở đại la thiên rất ít khi giao lưu còn bây giờ tuy cũng rất ít người thống lĩnh một tông môn quét ngang bốn vực nhưng số võ giả đi lại rèn luyện khắp đại la thiên cũng không ít ngoài ra còn có các thực lực như đại thiên môn hàn giang thành quật khởi thật ra trật tự của đại la thiên đã khác với vạn năm trước nhưng đào tiềm minh không ngờ là chuyện này lại diễn ra trên người mình đào tiềm minh suy nghĩ cả nửa ngày rồi thở dài nói thanh lê kiếm tôn định làm thế nào hắn là người của nam vực loại tranh chấp liên quan tới bốn vực như vậy hắn không đứng về phía nam vực thì đứng về phía ai mộ bạch sương lạnh nhạt nói rất đơn giản không cần âm mưu gì ta không am hiểu cái đó người đến thì cầm kiếm giết người thôi đào trưởng môn phụ trách ở bên cạnh giúp ta giết người là được đào tiềm minh nhếch miệng quả nhiên đơn giản thô bạo đúng là phong cách của thiên hạ kiếm tông nhưng chuyện khiến đào tiềm minh bất ngờ là ý định của mộ bạch sương còn đơn giản thô bạo hơn cả tưởng tượng của hắn hắn vốn định phối hợp với mộ bạch xương mai phục ở một bên đánh lén, kết quả mộ bạch xương lại ngang nhiên đứng đó, cũng không đoạt lấy con mắt kia, lẳng lặng chờ phương ứng long đến. Đối với kiếm khách như mộ bạch xương, lợi ích dã tâm là phần thưởng của kẻ thắng chứ không phải thứ hắn theo đuổi. Đương nhiên điều này cần có thực lực rất mạnh, nếu không ngươi bị kẻ khác lừa đến chết, ngươi cũng chẳng biết đi đâu nói lý. Khi phương ứng long đến đây, lập tức chứng kiến cảnh tượng kỳ quái này con mắt dọc vừa nhìn là biết không phải vật phàm lơ lửng giữa không trung, còn mộ bạch xương và đào tiềm minh thì đứng bên cạnh, không hề cướp đoạt. Như đang chờ điều gì đó. Phương ứng Long kinh ngạc nói, nơi này có trận pháp cường đại bảo hộ à. Mộ bạch xương nhìn về phía phương ứng Long, lạnh nhạt nói, phương tông chủ muốn thứ này à. Đương nhiên muốn, phương ứng Long vô thức đáp. Mộ bạch xương gật đầu nói, được lắm, thứ này, ta cũng muốn. Dứt lời, thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng xanh trong tay mộ bạch xương đã rời vỏ, chớp mắt sau tiếng kiếm ngâm đã vang vọng khắp nơi. Hào quang kiếm mang màu xanh vặn vẹo thế giới. Quận trưởng của vạn vật như đều mất hiệu lực dưới kiếm mang này. Thanh lê kiếm giới, phương ứng long giật nảy mình, loại lĩnh vực tựa lĩnh vực mà không phải lĩnh vực này chính là một trong những tuyệt kỹ thành danh của mộ bạch xương. Kết quả vừa gặp mặt hắn đã lập tức thi triển, rốt cuộc hắn định làm gì? Phương ứng long không kịp suy nghĩ, cửu long gầm thét quanh người, định chống lại thanh lê kiếm giới. Đúng lúc này, đào tiềm minh lại hai tay niết ấn quyết. Bày trận giữa không trung, hào quang trận đạo vàng kim rực rỡ ngăn cản liên hệ giữa phương ứng long và thiên địa này. Hai người này xuất thủ tạo ra động tĩnh và uy thế rất lớn, phương ứng long có thể cảm giác được đối phương định giết chết mình. Mộ bạch xương, nam vực các ngươi điên rồi sao? Đạt bảo thôi, các ngươi lại đánh thật. Mộ Bạch Sương không nói gì, nhưng thanh lê kiếm giới chống đỡ một thế giới, vô số kiếm mang từ trên không chút xuống, chém lên cửu long quanh người Phương Ứng Long. Hai người đều dốc hết sức ra tay, tuy Phương Ứng Long không biết vì sao nhưng hắn sẽ không bó tay chịu trói. Giao thủ kịch liệt liên tiếp nổ ra, chấn động vang vọng khắp động thiên phúc địa. Khi sở hưu tới nơi, chỉ thấy cảnh tượng hỗn chiến. Không chỉ có ba người Phương Ứng Long, lệnh Hồ Tiên Sơn của Lăng Tiêu Tông cũng tới, sung thu thủy cũng gia nhập. Còn bên phía Nam vực có Tư Không Già La của Chiến Võ Thần Tông, đám người hỗn chiến ối loạn, nhiều cường giả cảnh giới võ tiên chiến đấu như vậy chẳng khác nào muốn phá hủy toàn bộ động thiên phúc địa. Uy thế cực kỳ khủng khiếp, Lục Giang Hà trợn mắt há hốc mồm, mẹ nhà nó, đám người đại la thiên này sao nóng tính vậy, đoạt bảo mà thôi, sao ai nấy đều liều mạng như bị cướp vợ vậy? Chương 1656 ta muốn tất một. Cường giả cảnh giới võ tiên giao thủ, uy thế cường đại tới mức sở hưu không dám tới gần. Nhưng sở hưu quan sát nửa ngày, lại đột nhiên nói, đi, hạt nhân của động thiên phúc địa không ở nơi này. Lục Giang Hà kinh ngạc chỉ con mắt dọc kia nói. Thứ này nổi bật như vậy còn không phải hạt nhân à. Sở hưu lắc đầu nói, hạt nhân là thứ có thể chống đỡ cả một thế giới, thứ này tuy nổi bật, lực lượng cũng không yếu nhưng bản thân nó lại quá yếu ớt, không khéo dư âm giao thủ của mấy cường giả cảnh giới võ tiên này cũng có thể phá nát nó. Nói đoạn, sở hưu trực tiếp dẫn Lục Giang Hà tới vị trí trái tim của thân thể ma thần vị trí trái tim của thân thể ma thần không hóa thành bảo bối nổi bật như con mắt dọc kia nơi này chỉ có một ngọn núi nhỏ sâu trong núi là một luồng lực lượng khí huyết cường đại mà mơ hồ thậm chí có thể nghe thấy một số âm thanh đều đặn trong số võ giả các phái tiến vào động thiên phúc điện trừ cảnh giới võ tiên gia hầu hết những người còn lại đều tập trung ở đây tranh giành nhau khu vực này đương nhiên chủ yếu là tranh đoạt giữa nam vực và đông vực nếu so sánh về số lượng võ giả bên đông vực nhân số qua ít đã rơi xuống hạ phong Tuy bên phía lăng tiêu tông có vài trưởng lão cảnh giới thiên địa thông huyền tới đây, nhưng vẫn do hiên viên vô song cầm đầu. Tuy trong trận đánh cực võ đạo, hắn bị lã phụng tiên đánh trọng thương, nhưng tu vi cơ thể của hắn không yếu, lúc này đã hồi phục xong, hơn nữa chiến lực còn có tiến bộ. Lúc này hắn vừa cầm phương thiên họa kích ngăn cản đám võ giả nam vực, vừa nổi giận mắng chửi các võ giả hoàng thiên các như lục tam kim, rác rưởi các ngươi không biết đường chống cự hay sao. Sung thu thủy không có mặt. Chẳng lẽ Hoàng Thiên Các chỉ có lũ ô hợp các ngươi à? Gương mặt lục tam kim lộ vẻ giận dữ đáp, hiên viên vô song, ngươi nghĩ mình là cái quái gì mà đòi chỉ huy Hoàng Thiên Các ta? Liên tục thua dưới tay sở huynh và lã huynh, sao nào, ngươi còn không đã nghiền muốn tiếp chiêu với ta à? Thấy bên đông vực bắt đầu nội đấu, võ giả nam vực đều lộ vẻ diễu cợt. Tùy động thiên phúc địa xuất hiện tương đối gần đông vực, nhưng cuối cùng vẫn sẽ thuộc về nam vực bọn họ nhưng ngay lúc này một luồng khí thức còn cường đại hơn hàng lâm sở hưu xuất hiện trên không trung quanh người là ma khí bừng bừng sộc thẳng tới chân trời khuấy động nguyên khí xương máu có vẻ cực kỳ bắt mắt lục tam kim kinh ngạc nhìn sở hưu hắn rất ít khi thấy sở hưu nghênh ngang như vậy nhìn mọi người ở đây một hồi sở hưu lạnh nhạt nói chư vị đều tới rất sớm nhưng xin lỗi thứ này ta muốn trước khi lộ diện sở hưu đã vận thiên tử vọng khí thuật và linh giác tới cực hạn y lập tức nhận ra trong ngọn núi nhỏ kia dưỡng dục trái tim ma thần thượng cổ. Hơn nữa điểm ly kỳ nhất là bên ngoài trái tim đã hóa đá nhưng phần chính giữa lại hóa thành tinh thạch, hơn nữa trong đó còn có sinh cơ mơ hồ lan tỏa kết nối với thế giới này. Căn nguyên của xương máu trong động thiên phúc địa này chính là ở đây, nơi này chính là khu vực trung tâm của toàn bộ động thiên phúc địa, hủy diệt nó thì tòa động thiên phúc địa này cũng bị hủy theo. Cho nên lúc này sở hưu có nghênh ngang hay không cũng không quan trọng vì xét kỹ ra, tất cả mọi người ở đây đều là kẻ địch của y. Cực lạc ma cung có một võ giả thiên địa thông huyền, không phải thuộc hạ của Minh Huyền Vũ mà được nhan bi phong dẫn tới. Hắn chưa từng thấy sở hưu ra tay, lúc này nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, võ giả đông vực các ngươi thực lực không được nhưng khẩu khí không nhỏ tưởng hiện giờ vẫn là vạn năm trước sao. Trong số võ giả nam vực ở đây chỉ có võ giả của chiến võ thần tông từng thấy sở hưu xuất thủ. Hắn hạ giọng truyền âm nói: "Phương huynh, đừng xem thường tên Sở Hưu này, lúc trước ta đã thấy hắn xuất thủ, hoàn toàn áp đảo người của Cực Lạc Ma Cung các ngươi, mẹ kiếp." Võ giả của Chiến Võ Thần Tông vừa nói được nửa câu, phá trận tử trong tay Sở Hưu đã rời vỏ, Phong Mang Cường đại biến mất trong lưỡi đao, đột nhiên chém xuống dưới đất toàn bộ khu vực như gặp động đất. Một khắc sau, đao mang vô tận đã bay lên từ dưới chân võ giả Cực Lạc Ma Cung kia, cũng tiện đó ngắt lời võ giả Chiến Võ Thần Tông, khiến hắn vô thức né tránh võ giả cực lạc ma cung hoảng sợ tay niết ấn quyết ma khí lạnh lẽo lượn vòng quanh người hắn hóa thành lĩnh vực trong lĩnh vực ma khí ma vụ hóa thành ác quỷ gào thét lượn lờ quanh người hắn xem ra võ giả cực lạc ma cung này chỉ vừa bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền sở hưu vừa ra tay đã trực tiếp sử dụng lĩnh vực đó là vì lĩnh vực của hắn rất cường đại cái tên thần vực không phải là khoa trương mà là dung nhập toàn bộ võ đạo của y diễn hóa thành lĩnh vực trí cường còn võ giả cực lạc ma cung này sử dụng lĩnh vực chỉ đơn giản là vô thức sử dụng loại thủ đoạn mạnh mẽ nhất của mình trong lĩnh vực ác quỷ do ma khí hóa thành hấp thu lực lượng đao mang công pháp của cực lạc ma cung cũng có chút năng lực trước khi đao mang tới người đã thôn tính sạch sẽ nhưng không đợi võ giả kia thở phào một hơi thân hình sở hữu đã xuất hiện trước mặt hắn thần vực mở rộng bao phủ triệt để lĩnh vực của hắn chỉ trong chớp mắt âm dương nghịch chuyển ngũ hành điên đảo tất cả mọi quy tắc thiên địa đều bị thần vực xóa tan không đến một giây sau lĩnh vực kia đã bị tiêu diệt võ giả cực lạc ma cung kia hoảng sợ thân hình hơi động xương máu ngưng tụ quanh người không ngờ lại hóa thành một con huyết long lượn vòng khuấy động lực lượng quy tắc định thoát khỏi thần vực của sở hữu nhưng không đợi hắn hành động xuất hiện trước mặt hắn lại là một phật ấn khổng lồ ánh sáng đại nhật như lai nở rộ, Phật quang thánh khiết lan tỏa trong đại la thiên đầy xương máu, khiến người ta có cảm giác cực kỳ thần thánh, thậm chí còn có tiếng Phật âm phạn sướng mơ hồ vang trọng trong đá lòng mọi người. Võ giả cực lạc ma cung kia đã gần như phát điên. Rõ ràng lúc tên sở hưu này xuất hiện mang theo ma khí hung ác, thậm chí xuất thủ cũng tàn nhẫn tới cực điểm, không chút nương tay, sao bây giờ còn sử dụng cả công pháp Phật môn? Ma đầu dùng Phật Pháp kết quả uy thế còn cường đại như vậy, đúng là khiến người ta không cách nào hiểu nổi. Đại Nhật như lai ấn ầm ầm đánh xuống, võ giả cực lạc ma cung kia bộc phát xương máu quanh người, huyết long cũng bị phá tan, bản thân hắn cũng bị đánh tới hộc máu, rơi xuống một bên. Các ngươi còn chờ cái gì? Bỏ mặc tên này ra oai trước mặt võ giả nam vực chúng ta hay sao? Võ giả cực lạc ma cung kia vừa hộc máu vừa quát lên trói tai. mươi 1657 ta muốn tất hai. Đây là tranh chấp giữa hai vực. Những người khác đang bị sở hưu chấn nhiếp, đánh cho ngây ngẩn, lúc này thấy sở hưu phách lối như vậy, ai nấy lao nhau hừ lạnh, trực tiếp tiến tới. Lần này lục tam kim không cần phải bảo, trực tiếp dẫn người đi theo lục giang hà, bảo vệ bên cạnh sở hưu. Nhưng sở hưu lại lắc đầu nói, lục huynh, thứ này rất hữu dụng đối với tu vi của ta hiện tại, có thể nhường ta không? Lục tam kim sửng sốt nói thẳng, đương nhiên không thành vấn đề. Sở hưu là người của hoàng thiên các bọn hắn quan trọng nhất là thực lực của sở hưu cao như vậy y đã mở miệng cho dù là sung thu thủy cũng sẽ cân nhắc càng không nói tới lục tam kim vốn luôn cho rằng mình nợ ân tình của sở hưu một võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền ngăn trước mặt sở hưu kiếm khí trong tay như xương khói kiếm mang sắc bén như tê thiên liệt điện chém ra một khoảng thế giới trên đỉnh đầu sở hưu một võ giả đại thiên môn tay không bày trận chỉ trong giây lát đã bố trí xong một tòa ngũ hành trận pháp theo sát kiếm khí của thiên hạ kiếm tông bao vây xung quanh sở hưu Cực lạc ma cung thế lớn, khoảng hai võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền, một người bị trọng thương, một người cười lạnh lấy ra một cây cờ lớn dựng thẳng dưới đất, chớp mắt sau gió cuốn mây tan, ma khí ngút trời, ngừng tụ thành một ma tướng cầm binh khí đánh về phía sở hưu. Võ giả chiến võ thần tông kia từng thấy sở hưu xuất thủ nên khá e ngại y, lúc này chứng kiến tất cả võ giả nam vực đều đã ra tay. Hắn cũng cắn răng lao về phía sở hưu chỉ trong chớp mắt bốn cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền cùng tấn công sở hưu ngay cả lục tam kim cũng nghiêm nghị hẳn lên võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền bên lăng tiêu tông định tới tiếp viện hiên viên vô song lại vung tay lên ngăn cản hắn vô song đây là tranh chấp giữa đông vực và nam vực chúng ta không thể trơ mắt nhìn đối phương bại trận được đến lúc đó nam vực sẽ nhắm vào chúng ta lăng tiêu tông đều biết ân oán giữa sở hưu và hiên viên vô song hắn còn tưởng hiên viên vô song định bỏ đá xuống giếng Hiên Viên Vô Song trầm giọng nói, "Lâm sư thúc yên tâm, ta tự có phân tắc." Dứt lời, Hiên Viên Vô Song quát lớn với Sở Hưu, "Sở Hưu, muốn ta giúp ngươi cũng được, sau khi thành công Lăng Tiêu Tông ta và Hoàng Thiên Các chia đều bảo vật ở nơi này, không quá đáng chứ?" Tuy Hiên Viên Vô Song cuồng ngạo nhưng hắn cũng biết phân tắc. Hắn là người thừa kế của Lăng Tiêu Tông trong tương lai, nếu cứ hành động theo cảm tính của mình, Tuy không đến mức khiến lăng tiêu tông từ bỏ hắn nhưng chắc chắn sẽ suy nghĩ, rốt cuộc để hắn làm người thừa kế có phù hợp hay không, dù sao trong lăng tiêu tông không phải chỉ có mình hắn là đệ tử trẻ tuổi có hy vọng đột phá cảnh giới võ tiên. Sở hưu gật đầu nói, đúng là không quá đáng nhưng ta muốn hết, không thể chia đều. Sở hưu, người muốn chết à? Ánh mắt hiên viên vô song lóe lên vẻ lạnh lùng, nói với võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền của lăng tiêu tông. Lâm sư thúc ngươi cũng thấy đấy, rõ ràng là sở hưu này không muốn hợp tác với lăng tiêu tông ta, lát nữa chúng ta không cần ra tay, đợi hắn và võ giả nam vực liều mạng lưỡng bại câu thương rồi tùy tình hình mà xuất thủ. Thấy sở hưu đã giao thủ với võ giả nam vực, lâm sư thúc kia cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Đám người trẻ tuổi này đúng là thiếu cái nhìn về đại cục, hắn cũng có thể nhận ra hiên viên vô song vẫn oán hận sở hưu, còn sở hưu kia không ngờ tới lúc này rồi mà còn muốn ăn mảnh. Đúng là không thể nói lý bốn võ giả nam vực tấn công, lúc này lục tam kim cũng không nhịn được, chỉ thấy bất đắc dĩ. Theo hắn thấy, sở huynh đúng là tự tin quá mức, trong thời điểm này nếu lá mặt lá trái với lăng tiêu tông, để lăng tiêu tông ra tay, bọn họ còn có sức đánh một trận. Kết quả hiện tại lăng tiêu tông ở bên cạnh quan sát, bọn họ lại phải chịu áp lực nặng nề. Lão lục giúp ta ngăn cản cái gã của cực lạc ma cung, sở hưu trầm giọng nói võ giả cực lạc ma cung khả năng chiến đấu chính diện chưa biết ra sao nhưng thủ đoạn quỷ dị thì tầng tầng lớp lớp rất đáng ghét ví dụ như lúc trước giết giao thủ với minh huyền vũ rõ ràng là mình áp đảo đối phương nhưng vẫn để đối phương chạy trốn chỉ nói một câu thôi kiếm của võ giả thiên hạ kiếm tông đã tới trước mặt phá trận tử sắc bén cực hạn chém ra hồng trần phiêu miểu chạm dung hợp đao ý phá tự quyết một đao này sắc bén tới mức đủ để xé rách tất cả lực lượng quy tắc hai bên va chạm lập tức bộc phát ra luồng phong mang cực hạn Cấm, lúc này võ giả Đại Thiên môn lại niết ấn quyết. Ngay khoảnh khắc Sở Hưu xuất đao, trận pháp lập tức khóa chặt lại. Thật ra võ giả nam vực này lúc bình thường không hề liên thủ đối địch, thậm chí hai bên còn có một chút mâu thuẫn. Nhưng mọi người đều là cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền, cho dù là võ giả của Đại Thiên môn chủ yếu nghiên cứu tập ra trận đạo nhưng cũng thân kinh bách chiến, lúc này phối hợp tuy không đến mức hoàn mỹ nhưng cũng có thể tìm đúng vị trí của mình, không có sơ hở thần vực khai mở quanh người sở hưu trong lĩnh vực xương mù mông lung ngũ hành điên đảo rối loạn gần như chỉ chớp mắt sau trận pháp mà võ giả đại thiên môn bố trí đã bắt đầu sụp đổ võ giả đại thiên môn kia lập tức biến sắc đây là lĩnh vực quái gì vậy thậm chí lực lượng trong đó đã hoàn toàn thoát khỏi quy tắc thiên địa của thế giới này lúc này võ giả của chiến võ thần tông cũng xuất quyền theo sát phía sau võ giả chiến võ thần tông tu luyện cơ thể am hiểu chém giết cận chiến Võ giả chiến Võ Thần Tông này có tu vi thân thể ngang với Sở Hưu khi tu luyện Chân Hỏa luyện thể, thậm chí trên thân thể của hắn lấp lóe từng tầng ánh kim, không sợ thần binh chém lên, không sợ lực lượng thần vực của Sở Hưu xâm lấn, một quyền đánh ra như long trời lở đất. Một khắc sau, lực lượng quanh người Sở Hưu lại đột nhiên co rút lại. Tất cả lực lượng xung quanh kiếm khí của võ giả Thiên Hạ Kiếm Tông, lực lượng trận pháp của võ giả Đại Thiên Môn còn có làn xương máu mang khí huyết sát cường đại xung quanh, tất cả đều bị sở hưu hấp thu sạch sẽ. Thần hình y lập tức phình to, chỉ trong giây lát đã hóa thành ma thần cao mấy trăm trượng. Ngay khoảnh khắc thi triển pháp thiên tượng địa, sở hưu như sinh ra liên hệ kỳ diệu nào đó cùng động thiên phúc địa này, không ngờ lại xuất hiện một luồng rung động, những làn xương máu kia chủ động tràn vào người sở hưu, khiến thân hình y lại cao thêm 10 trượng. Nhưng sở hưu không kịp suy nghĩ, Y đấm ra một quyền, lực lượng cực hạn đó lập tức mang tới lực lượng càng cường đại, khiến cho phương viên trăm trượng đều bị lực lượng này đè ép triệt để, phát ra một tiếng nổ vang. Khoảnh khắc này, võ giả thiên hạ kiếm tông, võ giả đại thiên môn, thậm chí bọn lục giang hà cũng nhanh chóng thối lui. Võ giả chiến võ thần tông đứng mũi chịu xào kinh hãi vô cùng, trong lòng đầy hối hận. chương 1658, đánh đâu thắng đó. Trong số những người ở đây, chỉ có hắn từng thấy sở hưu xuất thủ cũng biết thực lực của sở hưu, cho nên cực kỳ e ngại sở hưu. Nhưng hắn cũng không ngờ, cho dù như vậy hắn vẫn đánh giá thấp sở hưu, với lực lượng của quyền vừa rồi, liệu ai có thể cản nổi. Cảnh giới thiên địa thông huyền mà thi triển thần thông, đúng là ức hiếp người khác. Võ giả chiến võ thần tông nổi giận gầm lên một tiếng, không thể lo nghĩ quá nhiều, dồn tất cả lực lượng xung quanh mình vào một tay, lực lượng khí huyết ẩm ẩm bộc phát, ngưng tụ thành một pháp tướng ma thần sau lưng hắn. Uy thế cũng cực kỳ bất phàm chỉ có điều pháp tướng hư ảo va chạm với pháp thiên tượng địa thực thể, pháp tướng lập tức vỡ nát, chiến giáp trên người võ giả chiến võ thần tông kia thậm chí không kiên trì được một giây đã phát ra tiếng dạn nứt, sau đó bừng sáng, vỡ nát hoàn toàn. Thân thể hắn cũng bị luồng sức mạnh hùng hồn này làm cho vỡ vụn, từ cánh tay đến bả vai trực tiếp nổ tung thành một làn xương máu. Dưới pháp thiên tượng địa, võ giả chiến võ thần tông kia trực tiếp bị đánh bay như con búp bê vải rách nát. Toàn thân đầy vết máu, không rõ sống chết. Thứ nhất, Sở hưu thần sắc không hề thay đổi, thân hình nhìn về phía võ giả đại thiên môn lơ lửng giữa không trung, không mang theo sát ý nhưng lại khiến võ giả đại thiên môn kia lạnh toát từ đáy lòng đến đỉnh đầu. Nửa bước võ tiên thì sao? Huyết hà lão tổ cũng chết trong tay y. Cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền đỉnh phong thì sao? Minh huyền vũ cũng bị y truy sát như chó mất chủ. Tuy sở hưu không cách nào làm được như Trần Thanh Đế. Vừa đột phá đã có thể áp đảo hoàn toàn võ giả cùng cấp nhưng y cũng không hề kém. Y là phân hồn của Độc Cô Duy Ngã, hiện tại y cũng hiểu sự tồn tại của mình là rất đặc biệt, sau đó y còn được thiên hồn truyền thụ võ đạo. Có thể nói cả đại La Thiên và hạ giới, không ai có tài nguyên phong phú như y. Trong tình huống đó, nếu Sở Hưu còn chưa thể tung hoành trong cùng cấp bậc vậy y lấy gì ra đấu với mệnh hồn trong Hoàng Tiền Thiên? Tắm rửa sạch sẽ rồi cởi sạch đồ chờ người ta hấp thu dung hợp đi. Sở hưu thu hồi pháp thiên tượng điện thân hình như quả đạn pháo nhảy lên không trung trực tiếp xuất đao chém về phía võ giả đại thiên môn. Võ giả đại thiên môn kia kêu lên một tiếng kỳ quái, hai tay lấp lòe ánh sáng, từng trận bàn được ném ra, chớp mắt đã hóa thành đại trận nghênh tiếp sở hưu đang lao tới. Nhưng còn chưa hết, võ giả đại thiên môn kia lại ném ra một đống con rối cơ quan cùng với đủ thứ cạm bẫy, ánh sáng bảy màu lập tức bao phủ, tất cả đều nhắm vào sở hưu. Đại Thiên môn am hiểu nhất là những thứ linh tinh như vậy, nhưng lúc này dốc hết vốn liếng chút ra uy thế cực kỳ kinh người. Cùng lúc đó, võ giả của Thiên Hạ Kiếm Tông sắc mặt lạnh lẽo, căn bản không quan tâm Sở Hưu vừa đấm một quyền phế bỏ một cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền. Kiếm chảm Nhật Nguyệt kiếm khí cực hạn ngưng tụ trên mũi kiếm. Đó là kiếm khí thuần khiết nhất cũng là kiếm khi cực hạn, không bao hàm bất cứ thuộc tính nào, có thể phá vỡ hư không. Chém tan hết thảy Kể cả kiếm khách của Thiên Hạ Kiếm Tông cũng không mấy ai ngưng tụ được kiếm khí thuần túy đến vậy. Cho nên kiếm này phát sau mà tới trước, kiếm khí chưa tới, kiếm ý đã tới. Nhưng một khắc sau, sắc mặt vốn bình tĩnh lại đột nhiên thay đổi. Dưới chiêu kiếm này, thân hình Sở Hưu nhấp nhô như gợn sóng rồi vỡ vụn. Ảo thuật là ảo thuật, hắn vô thức quát khẽ. Giờ mới phát hiện, muộn rồi, sau khi Sở Hưu dứt lời, thân hình y đã xuất hiện ở sau lưng võ giả Thiên Hạ Kiếm Tông kia từ lúc nào không biết. Đao mang vô tận bao phủ lấy hắn, xé tan thiên địa, đao ý cường đại đủ phá hủy hết thảy, có lẽ kém thuần túy hơn kiếm ý của đối thủ nhưng lại mang theo ý cảnh sắc bén cực hạn và cuồng bạo phá hủy. Thần ở trong đao mang vô tận chém xuống, trên trời dưới đất khắp nơi đều là đao mang sắc bén tới cực hạn. Võ giả Thiên Hạ kiếm tông kia nổi giận gầm lên một tiếng, từng luồng khí huyết tỏa ra quanh người, những khí huyết đó ngưng tụ thành kiếm ý, bám lấy quanh người hắn. Khiến thân thể hắn như một thanh huyết kiếm sắc bén vừa rời vỏ lấy thân hóa kiếm, nhưng một khắc sau, sở hưu lại thi triển phá trận tử, nhưng lần này y không biến hóa toàn bộ thân thể thành thân thể ma thần mà điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí, ngừng tụ trong một cánh tay của mình, khiến nó phình to cả trăm trượng, một bàn tay ầm ầm đập xuống, tựa như trời sụp, trực tiếp đập bay võ giả thiên hạ kiếm tông kia. Kiếm thế vỡ vụn, võ giả thiên hạ kiếm tông tuy không chết nhưng cũng trọng thương. Không còn sinh khí, chỉ sót lại nửa hơi. Thứ hai, Sở Hưu lúc lắc vai, không ngờ cánh tay phải lại nổi lên từng vệt huyết văn, chuyện này khiến y cau mày. Thi triển pháp Thiên Tượng Địa nhiều lần như vậy, Sở Hưu đã có thể khống chế thức thần thông này tới mức tự nhiên, cho nên y còn muốn thử nghiệm, chỉ dùng pháp Thiên Tượng Địa biến hóa một bộ phận, có lẽ như vậy tiêu hao sẽ nhỏ hơn, dù sao với lực lượng hiện tại của Sở Hưu, y chỉ có thể thi triển phá trận tử đánh được 3 đến 5 quyền. Đây đã là cực hạn, đánh thêm sẽ tổn hại tới bản nguyên. Nhưng sát ý tưởng thì hay, cũng đúng là tiết kiệm được không ít lực lượng, nhưng thân thể của Sở Hưu lại không chịu nổi. Con người là một chỉnh thể, lực lượng hội tụ toàn thân và chỉ hội tụ trên một cánh tay là hai chuyện khác nhau. Ngẩng đầu nhìn võ giả Đại Thiên môn kia, Sở Hưu lạnh nhạt nói, ngươi là thứ ba. Võ giả Đại Thiên môn kia run rẩy, mang theo đống đồ linh tinh của mình trực tiếp quay người bỏ trốn hắn là trưởng lão trong đại thiên môn trong nam vực cũng coi là người có tiếng tăm có số má nhưng xưa nay chưa từng thấy ai kinh khủng như sở hữu giao chiến với kẻ này ngươi không thể thả lỏng dù chỉ một giây chỉ cần sai một bước thôi kết cục chờ đợi ngươi không phải chết cũng là tàn phế vô địch trong cùng cấp độ kẻ này đã không phải người hắn có thể đối đầu bất luận là tên kiếm điên của thiên hạ kiếm tông hay gã cao to cơ bắp của chiến võ thần tông ai cũng mạnh hơn hắn, bây giờ bọn họ đều bị phế bỏ, mình còn đánh cái gì nữa. Nhìn võ giả Đại Thiên Môn kia chạy trốn, Sở Hưu nheo mắt cong cánh tay thành kéo cung, thi triển Diệt Tam Liên Thành Tiễn, chỉ trong chớp mắt năm mũi Diệt Tam Liên Thành Tiễn đồng thời bắn ra, nhắm vào võ giả Đại Thiên Môn, lập tức khiến đối phương hú lên quái dị, bỏ trốn càng điên cuồng. Năm mũi Diệt Tam Liên Thành Tiễn còn không giết được một cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền. Nhưng đối phương đã sợ vỡ mật, Sở Hưu cũng không muốn đuổi giết. Y tới để cướp hạt nhân, không phải để giết người, y cũng chưa giết tới đỏ cả mắt. Nhưng khi Sở Hưu quay đầu lại nhìn về phía võ giả Cực Lạc Ma Cung đang giao đấu với Lục Giang Hà và Lục Tam Kim, ánh mắt hắn không khỏi lóe lên sát ý. Chương 1659, Cút thì cút 1. Tuy Cực Lạc Ma Cung và Sở Hưu cùng là ma đạo, nhưng Sở Hưu không có cảm giác tán đồng gì. Trong mắt y thật ra chỉ có hai loại người, một là người mình, hai là kẻ địch xưa nay không phân chính ma. Huống chi khi còn ở hạ giới, số võ giả ma đạo chết trong tay y cũng không ít, số ẩn ma thậm chí còn nhiều hơn số minh ma. Nhan Bi Phong khá hiếu kỳ về y, rồi thành nghi ngờ, sớm muộn gì Sở Hưu cũng phải giải quyết phiền toái này, cho nên hiện tại tên võ giả cực lạc ma cung này cũng phải chết. Lúc này hắn đã bị Lục Giang Hà và các võ giả Hoàng Thiên các như Lục Tam Kim liên thủ cuốn chặt lấy, không thể thoát thân nổi. Vừa rồi Sở Hưu bá đạo áp đảo, trực tiếp phế bỏ hai tên, đánh một bỏ chạy, những chuyện này hắn đều tận mắt chứng kiến, hai chữ khủng khiếp cũng không đủ để miêu tả. Lúc này chứng kiến ánh mắt đầy sát khí của Sở Hưu nhìn lại, hắn lập tức run rẩy, đột nhiên cắn răng, lá cờ lớn tỏa ra ma khí trong tay hắn ầm ầm bùng nổ, một luồng ma khí tinh thuần dung nhập vào cơ thể. Cùng lúc đó, một luồng huyết khí bộc phát quanh người hắn, xen lẫn ma khí, tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn. Quả quyết sử dụng bí pháp huyết độn bỏ trốn. Nhưng ngay lúc này, sở hưu tay niết ấn quyết chỉ trong chớp mắt trời khóc đổ mưa máu hàng lâm, lực lượng cường đại lập tức bao phủ võ giả vô danh kia, bàn tay ma thần xé tan khí huyết trên người hắn, kéo ngược hắn lại. Cùng lúc đó, Lục Giang Hà cười gần nói, tiểu tử, đã rơi vào tay bản tôn rồi mà còn đòi trốn. Nằm mơ à, dứt lời, từng sợi tơ máu hiện lên quanh người Lục Giang Hà, trực tiếp bao phủ võ giả cực lạc ma cung kia. Chớp mắt đã biến hắn thành một cái kén máu. Nhưng không đợi Lục Giang Hà kịp có hành động gì, đao mang sắc bén tới cực điểm đã ầm ầm chém xuống, trực tiếp giết chết võ giả Cực Lạc Ma cung kia. Lục Giang Hà vẻ mặt ngơ ngác bất mãn nhìn Sở Hưu nói, quá đáng, ngươi lại cướp đầu người của bản tôn. Tuy nói như vậy nhưng Lục Giang Hà cũng không lãng phí, sợi tơ huyết khí điên cuồng hấp thu lực lượng khí huyết của đối phương. Lúc này đám người Lăng Tiêu Tông đã trợn tròn hai mắt có thế nào bọn họ cũng không ngờ nổi đám võ giả nam vực này thậm chí còn không chống cự được một khắc đồng hồ dưới tay sở hưu, tất cả đều chết trong tay y. Trước đó hiên viên vô song còn định đợi bọn họ lưỡng bại câu thương rồi mới ra tay, bây giờ nhìn lại thế này đâu phải lưỡng bại câu thương, phải là áp đảo hoàn toàn mới đúng. Hiên viên vô song nắm chặt hai tay, ánh mắt không thể tin nổi, sắc mặt cũng không thể tin nổi. Tuy trước đó hắn bị sở hưu đánh bại rồi lại bị lã phụng tiên đánh bại. Có điều hai lần này tuy hắn bại nhưng vẫn không phục. Hắn tự nhận là mình chưa phát huy tốt, nếu thật sự giao chiến thì thắng bại chưa rõ. Kết quả hôm nay chứng kiến Sở Hưu xuất thủ, hắn mới thật sự tuyệt vọng, thật sự không còn hy vọng. Với sức chiến đấu mà Sở Hưu thể hiện lúc này, cho dù hắn có liều mạng cũng không đuổi kịp. Đặc biệt là cú đấm của Pháp Thiên Tượng Điện, cho dù thế nào hắn cũng không đỡ nổi. Nhưng Hiên Viên Vô Song vẫn không cam tâm. Hắn cắn răng nói với Lâm Sư Thúc bên cạnh, "Lâm Sư Thúc xuất thủ đi." Lâm Sư Thúc cau mày nói, "Vô Song, đừng làm loạn trong thời điểm này mà còn xuất thủ, ngươi định chịu chết hay sao?" "Ta bảo ngươi xuất thủ." Hiên Viên Vô Song quát lên, Lâm Sư Thúc nhìn qua Hiên Viên Vô Song, hừ lạnh nói, "Hiên Viên Vô Song, đừng quên bây giờ ngươi còn chưa phải tông chủ Lăng Tiêu Tông, với biểu hiện của ngươi hiện tại, ngươi nghĩ mình đủ tư cách lên làm tông chủ Lăng Tiêu Tông này sao?" Sắc mặt Hiên Viên vô song đỏ bừng, nhưng cuối cùng vẫn không nói một câu. Đại tông môn đỉnh cấp như Lăng Tiêu Tông chắc chắn không chỉ có một người thừa kế, chẳng qua hắn là người ưu tú nhất trong số người thừa kế. Vị Lâm sư thúc này là cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền, là trưởng lão chấp sự của Lăng Tiêu Tông, nể mặt ngươi thì nghe lời ngươi, không nể mặt ngươi thì ngươi làm gì được nào? Lúc này Sở Hưu lại đi tới võ giả Cực Lạc Ma cung bị y dùng đại nhật Như Lai ấn đánh trọng thương lúc trước. Võ giả này đã bị đại nhật như lai ấn của sở hưu đánh nát phân nửa xương cốt trên người, còn bị Phật quang xâm nhập cơ thể, đã sớm mất đi chiến lực. Lúc này hắn nhìn thấy sở hưu chậm rãi đi tới, tuy trên người sở hưu không có nhiều sát ý nhưng hắn cũng biết sở hưu định làm gì. Võ giả kia cũng là điện chủ một phân điện của cực lạc ma cung, tuy không mạnh bừng minh huyền vũ nhưng cũng là người có số má, tuy trong lòng hắn có e ngại, nhưng vẫn không mở miệng cầu xin. Hắn chỉ lạnh lùng nói, sở hưu, người định đuổi tận giết tuyệt ư cái giá phải trả khi không chết không thôi với cực lạc ma cung là thứ ngươi tuyệt đối không thể chịu được đâu. Hơn nữa ngươi tốt xấu gì cũng là truyền nhân của cổ tôn, cũng cần thể diện, trong thời điểm này ngươi ra tay với người không có chiến lực như ta, chẳng lẽ ngươi không sợ mất mặt, không sợ người khác nói là ngươi không giảng đạo nghĩa giang hồ à? Sở hưu khẽ lắc đầu nói, đuổi tận giết tuyệt, ta đã giết một võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền của cực lạc ma cung các ngươi, bây giờ có giết thêm một cũng có sao? Dù sao giết một cũng là giết, giết một cặp cũng là giết. Huống chi Cực Lạc Ma Cung các ngươi cũng là loại hung ác tàn nhẫn, tàn sát kẻ vô tội ở Nam vực, tàn sát man tộc làm đủ chuyện táng tận thiên lương. Loại tà ma ngoại đạo như ngươi thì cần gì nói tới đạo nghĩa giang hồ. Đi chết đi." Sau khi Sở Hưu dứt lời, võ giả Cực Lạc Ma Cung còn chưa phản ứng lại đã bị Sở Hưu chém một đao bêu đầu. Lục Giang Hạ ở đằng sau sắc mặt kỳ quái, sao mấy lời này của Sở Hưu nghe quen tai vậy? hình như chính là câu chửi của đám võ giả chính đạo ở hạ giới mắng y sau khi giết chết võ giả cực lạc ma cung kia sở hưu quay sang nhìn đám người của lăng tiêu tông chỉ lạnh lùng phun ra một chữ cút một chữ này thốt lên hiên viên vô song lập tức nổi giận nhưng không đợi hắn lên tiếng lâm sư thúc kia đã không nói hai lời trực tiếp kéo hắn đi khỏi cút thì cút lăng tiêu tông tuy là đại phái đệ nhất đông vực nhưng mạng lại là của chính mình Uy thế của sở hưu đang cường thịnh giết thiên địa thông huyền như giết gà, trong thời điểm này cút đi còn tốt hơn mất mạng. Sau khi tất cả mọi người đi khỏi, sở hưu trực tiếp chém một đao, đao mang xé rách ngọn núi, lấy ra một viên tinh thể. Đó là một viên tinh thể tự nhiên có hình dáng giống trái tim. Sở hưu cầm trong tay cũng có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang rung động, rất có quy luật. Hơn nữa sau khi sở hưu cầm thứ này, y lập tức cảm giác thấy động thiên phúc địa này cũng chấn động một chút, vì vậy, sở hưu đã có thể xác định đây là hạt nhân của động thiên phúc địa này cũng là thứ chống đỡ toàn bộ nơi này. Bạn đang nghe chuyện tại Tán Tu, đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra thêm video nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ.